Bất quá, trước mắt đến xem, càng là cường hãn thiên tinh luân chi thể, muốn đem đầy đủ đế quân kiếm ngục, rót vào thân thể đối phương rất khó. Cảnh giới nếu là không sai biệt lắm đối thủ, đoán chừng còn có thể được, những cái kia thần dương vương cảnh, cường giả, toàn thân giới tử đốt cháy, có thể ngăn chặn đế quân kiếm ngục. Đương nhiên, cụ thể Lý Thiên Mệnh còn cần nếm thử. Loại thủ đoạn thứ hai, cũng là Khương Phi Linh Linh tâm chú. Lúc trước cái môn này thủ đoạn, khống chế Huy Dạ Thi cùng Tiểu U, cái kia cũng là bởi vì các nàng yếu nhược. Phải chăng có thể đối cường giả thi triển, đối mặt với đối phương loại kia thuần từ giới tử tạo thành trái tim, linh tâm chú còn có thể hay không đưa đến hiệu quả, cái này cũng không tiện nói. Nhưng là, Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh. Mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, chỉ cần nó có đầy đủ thời gian, tiến vào xương của địch nhân, một khi số lượng đạt tới 100.000 trở lên, liền xem như Giang Thanh Lưu loại này người, đều có thể vĩnh viễn không vung được vệ cốt nghĩ. Xương người bên trong, bản thân thì có kim loại thần khoáng bộ phận, vệ cốt nghĩ lấy cốt cách vì xào huyệt, chẳng những có thể phân liệt, còn có thể yểm hộ chính mình. Trừ phi đối phương nguyện ý đem cả người xương cốt lột đi, nếu không cả đời đều không vung được Ngân Trần. Thân thể xương cốt bên trong, ở 100.000 con kiến, loại kia cảm giác, tự nhiên khiến người ta dùng mình. Cái này nghe, so linh tâm chú còn đáng sợ hơn. Ngươi xác định có nghiêu bức như vậy, những tu luyện này mấy trăm tuổi người, đều không vùng được ngươi. Không quan tâm, đa nghiêu, chỉ cần, 100.000, tất quỳ. Thực sự, không được, lại thêm, 100.000. 900 triệu con kiến cùng một chỗ mở miệng, tràng diện kia cực kỳ quỷ dị. Dù sao cũng là lục tinh vũ trụ thần nguyên, giác tỉnh biến hóa, mà lại chỉ có một cái, hiển nhiên lại là nặng cân. Vấn đề là, ở đâu ra cường giả, sẽ để cho ngươi 100.000 con kiến bỏ vào thân thể. Còn không có tiến xương cốt, liền bị tinh luân nguyên lực đánh nát a. Lý Thiên Mệnh thử một chút, nó cái này kim loại con kiến sức chống cự rất kém cỏi. Tiện tay vỗ, toàn bộ đều thành ngân sắc giọt nước. Nếu như vận dụng tinh luân nguyên lực, còn có thể đem chôn vùi vỡ nát. Dù sao, cái này kim loại con kiến cũng không thể ẩn thân. Ngân Trần ngược lại là có thể trước dùng biến hóa khác tới gần, nói thí dụ như châu chấu, có thể cắn xé đối phương huyết nhục, cũng càng có thể chịu nổi tinh luân nguyên lực, đang cắn đến xương cốt thời điểm, lại hóa thành 10.000 vệ cốt nghĩ tiến vào xương cốt. Nhưng, loại này xác suất thành công cũng tương đối thấp. Đem người, đè lại, trọng thương, áp chế, cho ta, nửa cái, canh giờ. Lý Thiên Mệnh nghe rõ. Muốn đem người trọng thương, khống chế lại, để hắn thần trí mơ hồ, tinh luân nguyên lực suy kiệt, đến lúc đó, Ngân Trần trực tiếp xuất động 900 triệu phệ cốt nghĩ. Coi như đối phương mạnh hơn, dưới loại tình huống này, có nửa canh giờ trở lên thời gian, tiến vào 100.000 phệ cốt nghĩ, vẫn là có khả năng tính. Một khi thật thành công, mấy trăm ngàn phệ cốt nghĩ thường trú đối phương xương cốt, một khi cắn xé, quản ngươi mạnh cỡ nào, đều phải đau đến sụp đổ. Đoán chừng so linh tâm chú còn đáng sợ hơn. Đây quả thật là có khả năng thực hiện tính. Nhưng vấn đề là, đã đều có thể trọng thương, áp chế nửa canh giờ, cái kia vì sao không trực tiếp đem đối thủ giết chết? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Có ít người, không giết chết, khống chế trong tay, ngược lại có càng lớn giá trị. 100.000 vệ cốt nghĩ trên thân. Loại này khống chế thủ đoạn, khả năng so linh tâm chú còn muốn vững chắc. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, muốn là dùng đến tốt, cái này rất có thể là một cái quan trọng thủ đoạn. Đủ để sáng tạo kỳ tích. Chỉ chiếm theo một cái thanh hồn kiếm phong, còn chưa đủ. Ta phải để Ngân Trần, có nhiều hơn thân thể, thẳng đến trải rộng thanh vân đại lục. Để trong này hết thảy bí mật, tại ta trong mắt đều không tồn tại. Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu tại tu hành, Lý Thiên Mệnh gọi lên Vu Tử Thiên, đi tìm Long Uyển Oánh cùng Giang Thanh Lưu. Hắn hiện tại liền muốn đi Đoạn Hồn Sơn một chuyến. Làm, ta làm cho cái này Đoạn Hồn Sơn xanh hồn điện người, đình chỉ khai thác, hết giao tất cả cho ta một đoạn thời gian sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không có vấn đề, ta để sư tôn ta đi xin ý kiến một chút trưởng giáo. Vu Tử Thiên nói. Giang Thanh Lưu đi một chuyến. Sư tôn, như thế nào? Trưởng giáo giống như đối với ta có chút áy náy, ta vừa sách, hắn đáp ứng, còn để cho ta cần phải đi theo. Bảo vệ tốt Thiên Mệnh. Giang Thanh Lưu cười khổ nói. Cần phải đi theo. Không dùng thanh vân thần mộc kết quả, cổ kiếm thanh xương đều đang tìm, đem Giang Thanh Lưu sai xử đi ra phương thức. Trận này đối thoại, Giang Thanh Lưu nói đến hời hợt.
nhưng không hề nghi ngờ, trong lòng của hắn đã vô cùng thất vọng. Vậy ngươi đừng đi ra, Long Uyển Oánh nói. Ta mới lười được ra ngoài, giao cho ngươi, ta ở lại đây a, trong lúc rảnh rỗi, gối cao không lo. Giang Thanh Lưu cắn răng nói. Sau khi nói xong, hắn liền rời đi, tấm lưng kia mười phần tiêu điều. Đoạn Hồn Sơn bên kia, Cổ Kiếm Thanh Sương đã phát truyền tin thạch. Tòa dạng núi này khoảng cách Thanh Hồn Kiếm Phong không xa, đứng tại Thanh Hồn Kiếm Phong chỗ cao, nhẹ nhõm đều có thể trông thấy. Phu Tử Thiên vội vàng đi quen thuộc thôn giới thần đỉnh, liền không có vì Lý Thiên Mệnh dẫn đường. Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh cùng một chỗ, rời đi Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, tiến về Đoạn Hồn Sơn. Lộ trình không xa, bọn họ liền ngự không phi hành. Trên đường còn có thể nói chuyện phiếm một hai. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Lý Thiên Mệnh nhìn một chút bên cạnh cái này đoan trang ôn nhu cũng rất có bá lực cùng đảm khí nữ nhân, nàng hết thảy để Lý Thiên Mệnh cảm giác tôn kính mà thân thiết. Đi tới nơi này trật tự chi địa về sau, hắn gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, có lẽ là bởi vì hằng tinh nguyên quá mức nóng quan hệ, những người này nội tâm đều có thể khô nóng, hung ác người chiếm đa số. Như Long Uyển Oánh như vậy, như ôn nhuận thu thủy giống như nữ nhân, cũng không phổ biến. Oánh Di, nghe nói người trưởng phu cùng nhi tử sự tình, là Thái Dương Đế Tôn làm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng chấn động một cái, quay đầu mỉm cười nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, đã là chuyện cũ, đừng nhắc lại nữa ha. Được rồi. Nàng không nguyện ý nói, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không nhiều lời. Nhưng hắn nhìn ra được, nữ nhân này đối Thái Dương Đế Tôn, chỉ có thuần túy hận. Đây càng nói rõ, Hiên Viên Long Tông mạch này, là không cam lòng bị Thái Dương Đế Tôn hàng phục. Lý Thiên Mệnh cần căn cơ cùng chỗ dựa, để hoàn thành trong lòng của hắn tham vọng, đặt nền móng, hắn hy vọng là Hiên Viên Long Tông. Cái kia liền cần bọn họ, chống nổi lần này đại kiếp. Thiên Mệnh, cho chúng ta một chút thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi về Hiên Viên. Long Uyển Oánh nhếch miệng, vô cùng nói nghiêm túc. Chỗ đó, lại là nhà mới của ta sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Biết, đương nhiên sẽ. Long Uyển Oánh trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói, kỳ thật rất cảm tạ ngươi, như thế tín nhiệm ta. Tín nhiệm Hiên Viên Long Tông. Đây là tự nhiên, Oánh gì dài đến đẹp mắt, xem xét cũng là người tốt. Lý Thiên Mệnh nói đùa. Vậy mẹ ngươi thân không có nói cho ngươi, càng xinh đẹp cô nương càng là nguy hiểm không? Long Uyển Oánh nháy mắt mấy cái nói. Hỏng bét, ta quên đi. Quên đi cũng không quan hệ, ta cũng không phải cô nương. Mà chính là một cái chỉ muốn báo thù trung niên nữ nhân, đã sớm không nguy hiểm. Long Uyển Oánh cười nói. Khác nói mò, ngoại nhân gặp, khả năng còn tưởng rằng ngươi là em gái ta đâu, chỗ nào trung niên. Khoa trương a tiểu tử. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, kỳ thật nói đến, Cửu Long Đế Tôn cho ta nhiều như vậy bảo bối, cũng là đối tín nhiệm của ta, Hiên Viên Long Tông là hắn hậu nhân, ta lý nên cùng các ngươi cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn. Coi như là duyên phận tốt, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thì coi trọng ngươi, thích ngươi đứa nhỏ này. Bây giờ gặp mặt tiếp xúc, càng phát giác ngươi so với ta trong tưởng tượng, còn muốn có bản lĩnh, có lúc đều không như thằng bé con, mấu chốt là tính tình còn tốt. Long Uyển Oánh tán thưởng nói. Như thế tán dương sao? Lý Thiên Mệnh cười cười, mắt thấy Đoạn Hồn Sơn sắp đến, mặt mũi của hắn một chút nghiêm túc một số, chân thành nói, đã chúng ta như thế hợp ý, vậy kế tiếp. Ta cho ngươi bày ra một cái bản sự, ngươi xem một chút có dùng hay không dùng. Nói như vậy, ta đã bắt đầu mong đợi đây. Long Uyển Oánh nói. Đây chính là Thiên Thần Kiếm Tông, làm chỗ không rõ. Lý Thiên Mệnh lựa chọn Hiên Viên Long Tông, căn bản cũng không phải là Giang Thanh Lưu làm vì sư tôn giới thiệu, mà là chính hắn làm ra lựa chọn. Thiên Thần Kiếm Tông. Theo Thạch Nham ngữ khí, phong cách hành sự, còn có nàng lời nói bên trong, chỗ lộ ra Bắc Đẩu Kiếm Tôn nhân cách. Đều cùng Lý Thiên Mệnh ý chí đi ngược lại. Lại có lẽ, là bởi vì Viêm Hoàng Đại Lục Thái Cổ Hiên Viên Thị. Đi qua phen này trò chuyện, Lý Thiên Mệnh đã đem Long Uyển Oánh, nhìn thành là mình đáng giá tín nhiệm nhất trưởng bối, trực tiếp vượt qua Giang Thanh Lưu. Hai người bọn họ đi tới Đoạn Hồn Sơn. Nơi này đều có ngàn cái Thanh Hồn Điện nhân viên, chính đang chuẩn bị trở về Tông Môn. Đương nhiên, còn sẽ có hàng trăm người thường trú nơi đây. Toàn bộ Đoạn Hồn Sơn. Cũng từ cấp 5 trật tự kết giới bảo hộ, người bình thường căn bản vào không được. Cổ Kiếm Thanh Sương đã có lệnh, đem cái này Đoạn Hồn Sơn mỏ quặng, giao do Thiên Cung đệ tử Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đến về sau,
nơi này có một vị thanh hồn điện tứ phẩm kiếm tu, tên là Vương Di Phong. Hắn phụ trách thủ vệ Đoạn Hồn Sơn, cùng hắn chạm mặt về sau, Lý Thiên Mệnh đại khái kể một ít chính mình ý đồ đến, để hắn về sau tại mỏ quảng phía trên thủ vệ là được, không cần đi xuống. Vương Di Phong gật đầu đáp ứng, sau đó nói, Bạch Long Hoàng, Thiên Mệnh, cái này mỏ quảng phía dưới, liên thông lòng đất thế giới, có một ít tiềm tàng tại trong dung nham hung thú ẩn hiện, tối cao khả năng nắm giữ 4-5 tinh thần thú lực sát thương, còn xin chú ý 1-2. Không có vấn đề, đa tạ nhắc nhở. Tứ phẩm kiếm tu thân phận, gần với lục kiếm quân tử, thanh hồn điện chỉ có vài chục cái, đã khá cao. Không khách khí. Vương Di Phong phi thường được thể, tự mình đem bọn hắn đưa vào mỏ quặng, còn giới thiệu không ít. Theo trong miệng hắn, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ đến, cái này Đoạn Hồn Sơn mỏ quặng có vài chục loại kim loại thần khoáng, toàn bộ đều bị thủ hộ kết giới bảo vệ. Nơi này sản xuất khoáng thạch, là thanh hồn điện luyện khí linh sư đoán tạo trật tự thần binh trọng yếu tài liệu. Xuống đến Thâm Uyên chỗ, Lý Thiên Mệnh đi tới mỏ quặng khai thác lỗ hồng. Trước mắt cái kia trong lòng đất phía dưới năm màu lộng lẫy quặng kim loại, chính là hắn mục đích của chuyến này. Lên! Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, hắn cộng sinh không gian bên trong, từng cái kim loại châu chấu leo ra, hội tụ thành 90.000 ngân sắc dòng nước lũ, đã sớm không kịp chờ đợi phóng tới cái kia khoáng thạch. A, à, châu chấu! Bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Long Uyển Oánh sắc mặt trắng bệch, cùng tiểu cô nương giống như co lại đến ngoài ngàn mét, toàn thân run rẩy, nhìn lấy ngân trần thân thể. Nàng gặp qua ngân trần con rán thân thể, chẳng qua là lúc đó không có như thế dày đặc. Oánh Di, đây chính là ta con thứ 5 cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Ngươi. Tuy nhiên đã biết cái này cộng sinh thú đáng sợ, có thể tận mắt nhìn thấy, Long Uyển Oánh vẫn có chút hoảng. Mẫu thể đâu, nàng ổn định tâm tình, trở về hỏi. Thẹn thùng đâu, không dám ra tới. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, kim thuộc tính côn trùng, xem ra giống như hoàn toàn không có nhược điểm, mà lại. Bọn họ đây là tại ăn kim loại thần khoáng. Đúng. Ngân Trần đã ăn như gió cuốn. Nuốt ăn kim loại thần khoáng, có thể để chúng nó thân thể lớn lên, sau đó phân liệt. So như bây giờ, cái này 90.000 tiểu ngân trứng, có thể phân ra 900 triệu con kiến. Nhưng, đơn thể hình thể sẽ nhỏ rất nhiều. Cái này mang ý nghĩa, ngân trần thân thể tổng lượng, là không đổi. Chỉ có cái này 90.000 tiểu ngân trứng tiếp tục lớn lên, phân liệt, tổng lượng mới có thể gia tăng, mới có thể biến ra càng nhiều con rán, con kiến. Tuy nhiên nghe, đều là hơi nhỏ buồn nôn côn trùng, nhưng dù sao cũng là kim loại, ngân quang lóng lánh, còn có chút tiểu manh. Liền xem như châu chấu, ngoại trừ gặm ăn quá trình có chút thiếu lễ độ, cũng không tính khó coi. Tạch tạch tạch, chói tai kim loại tiếng ma sát, không ngừng tại bóng tối này không gian bên trong vang lên. Lý Thiên Mệnh chỉ cần lưu lại 30.000 tiểu ngân trứng, lưu tại nơi này, để chúng nó ở chỗ này tiếp tục nuốt ăn, phân liệt, toàn bộ quá trình, hắn đều không cần trở lại. Bởi vì ngân trần mới tăng thân thể, sẽ tiếp tục nuốt ăn, thêm ra tới sẽ tự mình trở về thanh hồn điện, trở lại Lý Thiên Mệnh trên thân. Tiếp tục như vậy, cái này Đoạn Hồn Sơn mỏ quặng, sớm muộn sẽ bị nó ăn sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh kỳ thật có thể đi. Oánh Di, ta tìm được một cái con mồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng a, người mới vừa nói, phải cho ta bày ra một dạng thủ đoạn đâu. Cùng cái này con mồi có quan hệ. Đúng, đi thôi. Con mồi là ngân trần tìm tới. Tại nuốt ăn kim loại thần khoáng đồng thời, nó còn phân ra một bộ phân thân thể, đi thăm dò cái này thần khoáng phạm vi. Tự nhiên không thể tránh né, cùng những cái kia thấp hung tàn hung thú chạm mặt. Hai người bọn họ tại trong vực sâu hắc ám xuyên thẳng qua, không lâu sau đó, trước mắt lòng đất sông dung nham bên trong, leo ra ngoài một đầu tràn đầy kim loại đen lân giáp cự thú. Cái này cự thú tướng mạo có điểm giống là, loài thú ăn kiến, nhưng toàn thân như kim cương đúc thành, còn nắm giữ đao nhận một dạng móng vuốt, một đôi tinh hồng ánh mắt, trước tiên đã nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh bọn họ. Thấy rõ ràng Long Uyển Oánh về sau, nó ý thức được nguy hiểm, lập tức xoay người chạy. Đúng vào lúc này, rầm rầm rầm, Lý Thiên Mệnh sau lưng, một đầu ngân sắc kim loại dòng sông trùng kích mà ra, nhìn kỹ mới phát hiện đây là kim loại côn trùng đại quân, 9 vạn con châu chấu bay ra ngoài, cái kia kim loại cánh mỏng vỗ cánh, vang lên chói tai rít lên. Chính là ngân trần. Tốc độ của nó rất nhanh, trực tiếp nhào tới. 90.000 châu chấu rơi xuống,
trong nháy mắt vậy mà biến thành màu bạc kim loại chi chu. Siêu siêu siêu, từng đạo màu đen tơ nhện quăng bay ra đi. 90.000 chi chu, liền có 90.000 tơ nhện. Bởi vì tiểu mệnh kiếp cường hóa, cái này, vô lượng sợi bạc, càng thêm cứng cỏi. Chỉ trong nháy mắt, từng chương hắc tấm võng lớn màu bạc, thì bổ nhào cái này một đầu hung thú trên thân. Cái này hung thú tên là, thôn kim thú, cùng ngân trần một dạng, có thể nuốt ăn kim loại thần khoáng, từ đó gia tăng lân giáp, nanh vuốt cùng cốt cách cường độ. Đương đương đương, nó vừa chìm vào lòng đất sông dung nham, cái kia vô lượng sợi bạc mạng nhện thì nắm chặt. Từng cái ngân sắc chi chu rơi trên mặt đất, hướng phía trước di động, trọn vẹn 9 vạn con chi chu, cứ thế mà đem cái này thôn kim thú theo lòng đất dung nham bên trong đẩy ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Ầm ầm. Cái này một đầu hung thú cường độ, đại khái tương đương với tinh tướng thần cảnh thứ khoảng cấp 3, không tinh yếu. Thế mà, tại ngân trần trước mặt, nó có chút không đáng chú ý. Ông, vô lượng sợi bạc vẫn tồn tại ở thôn kim thú trên thân thể. Tiếp tục nắm chặt, đâu ra từng đạo vết máu. Cùng lúc đó, cái kia 90.000 chi chu, đột nhiên lại lần nữa biến hóa, biến thành có vô số sắt thép nhảy vọt con rết. 90.000 con rết, trong nháy mắt đụng vào nhau. Đương đương đương, nương theo lấy chói tai kim loại tiếng ma sát, 90.000 ngân sắc kim loại con rết vô số nhảy vọt, từng cây thẻ ở cùng nhau, vòng vòng đan xen, vậy mà hợp thành một đầu to lớn kim loại con rết, chiều dài đạt tới ngàn mét. So thôn kim thú còn muốn đại. Nó trực tiếp xông tới, đem cái kia thôn kim thú cuốn lấy, vô số ngàn chân đâm vào hắn trên thân. Tràng diện kia có thể nói tương đương thảm liệt. Thôn kim thú hoảng sợ kêu thảm. Đúng vào lúc này, cái kia to lớn ngân sắc kim loại con rết, trực tiếp chui vào miệng của nó, trong nháy mắt tản ra, hóa thành kim loại con kiến dòng nước lũ, trực tiếp tràn vào thôn kim thú cổ họng. Đương đương đương. Chói tai kim loại tiếng ma sát, vẫn còn tiếp tục. Cái này con rết con kiến nhập miệng hình ảnh, thực sự có chút dọa người. Đừng nói là Long Uyển Oánh, cũng là Lý Thiên Mệnh, cũng là lần đầu tiên nhìn đến ngân trần tại trong chiến đấu, sử dụng thủ đoạn của nó. Sắt thép côn trùng đại quân, trước mắt chỉ là hình thức ban đầu, rất khó tưởng tượng nó dạng này trưởng thành tiếp, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Loại này cộng sinh thú, trật tự chi địa lịch sử điển tịch, tuyệt đối đều không tồn tại qua. Người tại vô thiên chi cảnh, không có để nó xuất thủ. Long Uyển Oánh môi đỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc ấy nó thụ thương, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không cần thiết cùng người khác triển lãm cái này, mẫu hoàng hệ cộng sinh thú mẫu thể, dù sao căn bản không tồn tại. Cái này mẫu thể, để cho người khác suy nghĩ giống như tốt. Ẩn thân, nghe trộm, chiến đấu, trói buộc, người cái này cộng sinh thú, quả thực cũng là trời sinh cỗ máy chiến tranh. Long Uyển Oánh trong mắt cất giấu thật sâu rung động. Cái này xác thực. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, tiên tiên là vì chiến tranh mà sinh, bây giờ nhìn, lại phối hợp ngân trần, quả thực tuyệt. Tiếp tục như vậy, Lý Thiên Mệnh một người, cũng sẽ là một cái quân đoàn. Oánh Di, những thứ này còn không phải ta hôm nay, muốn cho ngươi triển lãm thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Tạch tạch tạch. Tại hắn lúc nói chuyện, 90.000 tiểu ngân trứng tản ra, hóa thành châu chấu, một lần nữa trở về nuốt ăn kim loại thần khoáng đi. Rời đi thời điểm, ngân trần nói, xong. Ngắn ngủi hai chữ, trương hiển sự kiêu ngạo của nó cùng ra vẻ. Cái kia 90.000 châu chấu, đứng xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề rời đi, thì cùng hô hào khẩu hiệu giống như. Cái gọi là giải quyết, ý tứ cũng là, phệ cốt nghĩ, đã nhập thể. Cái này thôn kim thú xương cốt lớn, cho nên khoảng chừng 1 triệu phệ cốt nghĩ, hiện tại ở tại xương cốt của nó phía trên. Thôn kim thú gặp đối thủ đã đi. Vội vàng bò lên, xoay người chạy. Không có chạy hai bộ, nó đột nhiên đều ngã trên mặt đất, phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm, toàn thân đều tại run rẩy, quả thực thảm đến cực hạn. Đó là một loại cả người xương cốt nội bộ ở lấy ma quỷ, ngay tại gặm ăn xương cốt siêu cấp kịch liệt đau nhức. Dù là chỉ phát tác trong chốc lát, thôn kim thú cũng đã đối với người ở giữa cảm thấy tuyệt vọng. Nó cũng không dám nữa động, giật mình kêu thảm, ánh mắt đã tán loạn. So Linh Nhi Linh Tâm Chú còn mạnh hơn. Càng mấu chốt là, Khương Phi Linh Linh Tâm Chú, muốn gieo xuống, cùng thực lực đối phương cảnh giới có quan hệ. Thế nhưng là cái này, phệ cốt nghĩ, tại không có quá nhiều tinh luân nguyên lực địa phương, mượn dùng đối phương xương cốt đến bảo vệ mình, giống như không có hạn mức cao nhất. Quá thảm rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Long Uyển Oánh kiểm tra một chút thôn kim thú tình huống. Lý Thiên Mệnh dứt khoát hiểu rõ cái này thôn kim thú tánh mạng, để nó có thể giải thoát. Hung thú không có có trí tuệ, cùng nhân gian gà vịt cá không sai biệt lắm, tự nhiên là đao dài không bằng đao ngắn. Hắn dùng Đông Hoàng kiếm, bổ ra thôn kim thú cẳng tay. Oánh Di, ngươi xem một chút gãy xương. Long Uyển Oánh xẹt tới, nhìn kỹ, nhất thời dùng mình. Nguyên lai cái này gãy xương bên trong, đang có lít nha lít nhít kim loại con kiến, chính từ bên trong chui ra, tại Lý Thiên Mệnh trong tay, kết thành nguyên một đám tiểu ngân trứng. Cái này, Long Uyển Oánh lui lại ba bước, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Cái này gọi phệ cốt nghĩ, một khi để nó tiến vào cốt cách, không có giới tử bên trong tinh luân nguyên lực nghiền nát bọn họ liền có thể để cho địch nhân, tiếp nhận so cạo xương rút gân, cũng còn đáng sợ hơn thống khổ, trực tiếp ăn cốt tủy. Lý Thiên Mệnh nói, ta phục, Long Uyển Oánh sâu kín nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, ta nguyên bản cảm giác ngươi là ngoan tiểu hài tử, bây giờ nhìn, so ta tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Oánh Di, ngươi cảm thấy đây là tốt, vẫn là không tốt. Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi, lấy hiện tại loạn thế, cùng tình cảnh của ngươi đến xem, dạng này ngươi, quá tốt rồi. Long Uyển Oánh nói, vậy là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau đó cùng Long Uyển Oánh nói một lần cụ thể công hiệu. Cần trọng thương đối thủ, tối thiểu khống chế nửa canh giờ, để hắn tinh thần mơ hồ, nếu như vậy, giết không phải càng nhanh. Long Uyển Oánh nói, lưu lại có lẽ càng tốt hơn, có ít người, hắn chết ngược lại sẽ phiền phức, sẽ có người trả thù chúng ta, nhưng nếu là khống chế lại hắn, để hắn cho chúng ta hiệu lực, tương đương với thành tượng gỗ của chúng ta. Cái này không tốt hơn, Lý Thiên Mệnh nói, là đạo lý này, Thiên Mệnh. Trước hết để cho Oánh Di thử một chút. Long Uyển Oánh bỗng nhiên nói. Thử cái gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Để nó tiến ta cốt cách. Long Uyển Oánh nói. Cái này, rất đau a. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Biên độ nhỏ, tới một lần nha, ta phải phán đoán một chút, nó mang đến thống khổ cấp bậc, có phải thật vậy hay không có thể hù sợ người. Long Uyển Oánh nói. Cùng loại thủ đoạn này, còn có huyết ý quỷ vương phệ tâm trùng. Nhưng nó phệ tâm trùng phải vào thiên tinh luân thân thể, trực tiếp đều bị giới tử lực lượng trong nháy mắt phá hủy. Được. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời. Ngay từ đầu có 100.000 con kiến, theo Long Uyển Oánh tay cầm tiến vào. Nàng dùng huyết nhục giới tử lực lượng, nhẹ nhõm đem cái này 100.000 phệ cốt nghĩ hóa thành cho tàn. Nó tại máu thịt bên trong sinh tồn năng lực không cường. Long Uyển Oánh nói. Đúng, cho nên cần đối thủ trọng thương, càng cần hơn nửa canh giờ. Dù là sẽ hủy đi 100 triệu phệ cốt nghĩ, chỉ cần chen vào 100.000, đều có thể thành công. Lý Thiên Mệnh nói. Được, lần này để chúng nó đi vào cốt cách thử một chút. Long Uyển Oánh hít sâu một hơi, sắc mặt trắng nhợt. Oánh Di, người thật đúng là cái sói lửa. Lý Thiên Mệnh dựng thẳng lên ngón cái tán thán nói. Cái gì đồ lẳng lơ, người tiểu tử thúi này, làm sao có thể như thế hình dung ta? Ngươi. Long Uyển Oánh lộn xộn. Thực sự là, quá không tôn kính trung niên phụ nữ. Ta như thế đoan trang, người vậy mà dạng này hình dung ta, chà chà xoa. Sói lửa, không phải đồ lẳng lơ, Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Có ý tứ gì? Cũng là so, ngoan nhân, còn muốn hung ác ba điểm ý tứ. Long Uyển Oánh chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, thôi đừng chém gió, nghe không hiểu các ngươi người trẻ tuổi, những thứ đầu mổn ngang này, nhanh làm. Thật tốt. Có thể sẽ rất đau a. Không có việc gì. Có chừng 10.000 phệ cốt nghĩ, tại không có trở ngại tình huống dưới, tiến vào bàn tay của nàng. Xương cốt của nàng tương đương cứng rắn, cái kia hơn 10.000 phệ cốt nghĩ, mau đưa miệng cho cắn nát, mới miễn cưỡng bỏ vào đi. Đồng dạng xương cốt, đều là ngoại tầng so sánh cứng rắn, nội bộ so sánh mềm. Sau khi tiến vào, phệ cốt nghĩ thì thông suốt. Cái này chứng minh chỉ cần thời gian, chỉ cần không có phản kháng. Phệ cốt nghĩ có thể giết tiến nàng loại này cường giả xương cốt. Xem sắc mặt, nàng đã bắt đầu bóp méo. Trên thực tế, phệ cốt nghĩ đều còn không có tránh thức gặm cắn, bởi vì gặm mở một cái lỗ thủng nhỏ tiến vào, còn không thế nào đau, mà ở bên trong gặm cắn, ăn uống thả cửa, vậy liền nổ. Ta thử trước một chút, có thể hay không bức tử bọn họ. Long Uyển Oánh vận chuyển tinh luân nguyên lực, tại toàn thân trên dưới trùng kích, nàng cả người phần đốt lên, xương cốt nhiệt độ cũng rất cao. Nội bộ cũng có một chút giới tử tinh luân nguyên lực điên cuồng đập vào. Cái này 10.000 phệ cốt nghĩ, chủ yếu nơi tay xương phụ cận.
Đại khái một phút hai bên, Long Uyển Oánh hỏi, còn thừa lại bao nhiêu? Cảm giác còn có. Còn có 6.000, Lý Thiên Mệnh nói. Một phút, bị nàng tiêu diệt 4.000. Cái kia không dùng a, lại nhiều một chút thời gian, thì tiêu trừ sạch sẽ. Long Uyển Oánh nói. Không phải như vậy, Oánh gì? Lý Thiên Mệnh cười nói. Có ý tứ gì đâu. Lần này bọn họ không có phản kháng, nếu như là quan trọng địch nhân, ta tối thiểu để 1 triệu phệ cốt nghĩ đi vào, càng nhiều càng tốt, triệt để chiếm cứ toàn thân, một khi hắn dám thanh trừ, bọn họ lập tức phản kích gặm cắn, toàn thân kịch liệt đau nhức, có thể để cho trong nháy mắt tê liệt, căn bản bất lực phản kháng. Còn có một chút, Lý Thiên Mệnh không nói. Cái kia chính là phệ cốt nghĩ tại gặm ăn xương cốt về sau, còn có thể phân liệt, số lượng càng nhiều, tương đương với không ngừng sinh sôi. Thử một chút, Long Uyển Oánh nói. Nàng tiếp tục thanh trừ, mà lúc này, phệ cốt nghĩ bắt đầu phản kích. 6.000 phệ cốt nghĩ, tại xương tay của nàng bên trong, bắt đầu điên cuồng cắn xé. A, à, dù là nàng tại thời khắc này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả cánh tay đều đang run rẩy. Ngừng! Lý Thiên Mệnh vội vàng để ngân trần đình chỉ. Đi ra, để chúng nó đi ra. Long Uyển Oánh thở hổn hển nói. Ánh mắt của nàng thay đổi hoàn toàn. Lý Thiên Mệnh vội vàng làm theo, tràn ngập xin lỗi nói, Oánh gì, xin lỗi a. Không, không có việc gì. Long Uyển Oánh hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến thâm trầm rất nhiều. Qua một hồi về sau, Lý Thiên Mệnh hỏi, Oánh gì, hiện tại khá hơn chút nào không? Ngươi cảm thấy thế nào? 100.000 thì có thể khống chế người, nếu như 1 triệu nhập thể, đồng thời phát tác, đau đớn hiệu quả lại là. Long Uyển Oánh thanh âm thoáng có chút khàn khàn hỏi. Khả năng, là ngươi vừa mới cảm giác gấp 100 lần, 1.000 lần. Thậm chí khả năng càng nhiều, dù sao toàn thân cao thấp, chỉ cần có xương cốt địa phương, đều sẽ đau đến tê tâm liệt phế. Vừa rồi thôn kim thú thể nghiệm qua, thì lần này, coi như kết thúc, nó đều không muốn sống. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, tốt. Long Uyển Oánh nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tình. Mở mắt ra về sau, nhìn lấy bàn tay của mình. Thật lâu nàng mới cắn cắn môi đỏ, nói, sự thật chứng minh, nó hù sợ ta, loại này cộng sinh thú năng lực, nếu như dùng đến tốt, thật có thể có hiệu lực, vậy sẽ là ngươi đòn sát thủ. Nếu có cơ hội, nếu quả thật có loại này nhân vật mấu chốt, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, do ta, hoặc là ta tìm người đến đánh bại hắn, sau đó đem chết chộp trong tay. Đây là rất mạo hiểm phương thức, thời cơ rất trọng yếu, đến lúc đó Oánh Di nhất định phối hợp ngươi, nhưng là, dùng cẩn thận. Liền nàng đều nói như vậy, Lý Thiên Mệnh tâm lý nắm chắc. Oánh Di, Vân Thượng Tiên Cung cung chủ thực lực như thế nào? So sánh ngươi tới nói đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cần phải mạnh hơn hắn, nhưng là, muốn đạt tới ngươi muốn cái chủng loại kia hiệu quả, còn cần trợ giúp, mà lại đến có đặc biệt điều kiện, tối thiểu được hắn lạc đàn. Thế nào, người mục tiêu này lớn như vậy, một chút đã nhìn chằm chằm loại nhân vật này a? Long Uyển Oánh có chút rung động, đây là một tên tiểu bối. Trong đầu có thể ấp ủ sự tình. Ta chính là suy nghĩ một chút, nếu có thể đem người này, biến thành chính mình người, lại lưng tựa thanh hồn điện, vậy thì đồng nghĩa với thanh vân nhất thống. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi, thật nghĩ như vậy, Long Uyển Oánh hỏi. Chỉ là trước làm một giả thiết mà thôi. Vậy cũng to gan lớn mật, Long Uyển Oánh nói. Để Oánh Di chê cười, Lý Thiên Mệnh nói. Không. Nàng lắc đầu, nói, tồn tại khả năng. Mà lại sau khi thành công, ích lợi to lớn. Nàng không thể không mới ánh mắt, đến xem Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, ta giống như ngươi, đều là dám mạo hiểm giả, chuyện này, ta 100% ủng hộ ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta liên thủ hợp tác đi. Cái kia, hợp tác vui vẻ. Lý Thiên Mệnh vươn tay, cùng nàng cầm một chút. Ai nha, đau. Long Uyển Oánh bàn tay này, còn có một số, hậu di chứng, đây. Nàng đôi mắt đẹp bốc lên quang mang, nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, trong mắt tràn đầy thần thái. Hai tử, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Long Uyển Oánh hỏi. Làm mặt trời này phía trên bá chủ, khoa trương không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không khoa trương, đây là rất có bá lực cùng ý nghĩ hảo nam nhi. Long Uyển Oánh nói. Ha ha, ta đùa giỡn, ta chỉ muốn đâu, tất cả mọi người bình an liền tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Không. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn chinh phục. Long Uyển Oánh nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh không có cách nào phản bác. Bởi vì, ánh mắt xác thực không lừa được người. Trở lại Thanh Hồn Kiếm Phong về sau,
Lý Thiên Mệnh tiếp tục an tâm tu hành. Ngân Trần bộ phận thân thể, còn tại Đoạn Hồn Sơn nuốt ăn kim loại thần khoáng. Những cái kia mới giải ra thân thể, sẽ tự động trở về Thanh Hồn Kiếm Phong. Thân thể của nó, là thái cổ hỗn độn cự thú, số lượng gia tăng cũng không dễ dàng. Ngân Trần đánh giá một chút, đem cái này cả một đầu Đoạn Hồn Sơn mỏ quặng, toàn bộ ăn sạch sẽ, thân thể của nó số lượng, đại khái có thể đến tới 200 ngàn. Cũng chính là 2 triệu con rán, 2 tỷ phệ cốt nghĩ. Đoán chừng gần nửa tháng thì làm xong, đến lúc đó, cổ kiếm thanh xương đoán chừng phải phiền muộn. Bất quá, hắn cũng nghĩ không thông, ta như thế nào ngắn như vậy thời gian, đem hắn mỏ quặng móc sạch sẽ, ha ha. Lý Thiên Mệnh còn cần còn lại vũ trụ thần nguyên. Bên này Thanh Hồn Điện là cho không lên. Nhưng Long Uyển Oánh nói với hắn, nàng đi nếm thử liên lạc một chút Thánh Long Hoàng, nhìn bên kia phải chăng có lục tinh vũ trụ thần nguyên. Bên kia tạm thời còn không có cho đáp án, nhưng Lý Thiên Mệnh còn có thể. Vân vân. Trước mắt, Thiên Thần Kiếm Tông cùng Cổ Kiếm Thanh Xương bọn người, đều không có mới động tĩnh. Ngược lại là cái kia Sở Kinh Xuyên, quả nhiên tìm đến Vu Tử Thiên. Vu Tử Thiên không có khách khí với hắn. Hắn lần này tinh tướng thần cảnh cấp 6 thực lực vẫn còn, trực tiếp tại một đám đệ tử trước mặt, đem cái này Thiên Thần Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử đánh bay ra ngoài, để Thanh Hồn Điện các đệ tử thoải mái một trận. Sau đó, hắn uy vọng càng cao. Mà một ngày này, Ngân Trần đóng tại Sơn Môn thân thể, nghe được Nghênh Thiên Điện bên ngoài, truyền đến động tĩnh rất lớn. Nó ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là, Nhất Quần Tiên Nữ Cung, những người tu luyện, đến. Thiên Mệnh, theo Oánh Di cùng một chỗ tiếp khách đi. Sáng sớm, Long Uyển Oánh thì ở bên ngoài gọi hắn. Nghe lời này, làm đến Lý Thiên Mệnh tựa như là một cái viện đầu bảng giống như. Đến rồi. Nghênh Thiên Điện bên ngoài, động tĩnh rất lớn, một chiếc ưu nhã cao quý chiến thuyền, tại trên đường chân trời ngao du, trên đó sắc màu rực rỡ, ca múa thanh bình, oanh oanh yến yến, khiến người say mê. Tốt nhiều nữ thần, ta mùa xuân đến. Vu Tử Thiên ánh mắt tỏa ánh sáng. Dám chiêu chọc giận các nàng, cẩn thận để yến nữ hiệp, đem ngươi cho cung. Giang Thanh Lưu trợn mắt nói. Đáng sợ như vậy. Vu Tử Thiên có chút không tin. Người đại khái có thể thử một chút. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh bọn họ, cùng một chỗ đứng tại Nghênh Thiên Điện bên ngoài. Cái kia hoa tươi trên chiến thuyền, truyền đến một cái mười phần hào khí giọng nữ, ô mai, ô mai, ngươi ở chỗ nào? Long Uyển Oánh hưng phấn phất tay, nói, quất tử, ta ở chỗ này đây. Lý Thiên Mệnh nhất thời ngây người. Ô mai, quất tử, còn có chuối tiêu sao? Lâm Tiêu Tiêu yếu ớt hỏi. Ngươi thích ăn chuối tiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là lạ. Ông, một đầu lơ lửng ở giữa không trung đá trắng tấm đường nhỏ hai bên, kim sắc liệt hỏa, ngưng kết thành 100 trượng thần ma hình tượng, mãnh liệt thiêu đốt. Những cái kia 100 trượng thần ma, đại khái cũng là nguyên một đám thức thần. Mọi người nói, thức thần nhưng thật ra là một loại chân thực tồn tại vĩnh hằng thần linh, nhất là thiên chi thức thần. Bọn họ tồn tại ở tinh không nơi nào đó. Thức thần những người tu luyện, là thông qua tín ngưỡng bọn họ, theo kiếp vòng bên trong, thu được lực lượng của bọn hắn. Mỗi người thức thần, ở chỗ đó, đều có thể tìm tới bản tôn. Những thứ này 100 trượng thần ma, kỳ thật chỉ là đốt cháy hỏa diễm, có thể cái kia cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, lại chân thực tồn tại. Đăng đăng, một cái tiếng bước chân, tại cái này đá trắng tấm trên đảo nhỏ vang lên. Thanh âm rất nhỏ, lại lấn át hỏa diễm đốt cháy thanh âm. Vù vù, liệt diễm đốt cháy chính giữa, có thể nhìn đến, một cái nam tử tóc vàng ngay tại cái này treo lơ lửng giữa trời con đường ngược lên đi. Trên người hắn, tràn đầy liệt diễm. Đây là Thái Dương Đế Tôn. Thế nhưng là, thân thể của hắn nhưng lại không như lúc trước cái kia thật lớn, mà chính là thường nhân lớn nhỏ. Hình thể cải biến, khí chất lại không thay đổi chút nào. Cái kia một đôi tròng mắt, mỗi một cái đều giống như hằng tinh nguyên. Đủ để đốt xuyên hết thảy, bao quát nội tâm. Đăng đăng. Hắn từng bước một, đi tới cái này treo lơ lửng giữa trời đảo nhỏ cuối cùng. Cuối cùng phía trên, có một cái pha lê một dạng bình đài. Bình đài bốn phía, liệt hỏa tiếp tục đốt cháy, nguyên một đám thần ma hư ảnh, tại trong ngọn lửa ẩn hiện, gào thét. Thái Dương Đế Tôn đứng ở trên bình đài. Trước mắt của hắn, xuất hiện một tòa kim hồng sắc quan tài. Quan tài không tính lớn. Chiều dài chỉ có chừng 2 mét, độ rộng lại 1 mét 5. Đây là hai người quan tài.
từng đạo trật tự thần văn, tại cái này quan tài mặt ngoài hiển hiện, hóa thành nguyên một đám hỏa diễm phù văn, đem cái này quan tài nung đỏ. Ta trở về. Thái Dương Đế Tôn mặt mỉm cười. Hắn thu thập một chút chính mình, cởi bỏ trên người quần áo, toàn thân trên dưới, bắp thịt cuồn cuộn, như đúc bằng vàng ròng. Đăng đăng. Hắn đi hướng quan tài, thân thủ nhẹ nhàng đem nắp quan tài đẩy ra. Chỉ thấy bên trong, đồng dạng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khói mù lượn lờ, hóa thành nguyên một đám thú mặt. Hắn mở ra chân, đi vào quan tài bên trong, xoay người ở bên trái chậm rãi nằm xuống. Cùng lúc đó, cái kia nắp quan tài chậm rãi đắp lên. Ầm ầm. Tại nắp quan tài sắp khép lại trong nháy mắt, quan tài bên trong hỏa diễm mới tiêu tán một số. Mơ hồ có thể nhìn đến, cái kia tóc vàng Thái Dương Đế Tôn bên cạnh, còn nằm một cái cùng hắn hình thể tương tự người. Người kia, mái tóc màu đỏ. Trong nháy mắt, Nhất Quần Tiên Nữ cung, khoảng chừng 4-5 ngàn người, theo cái kia chiến thuyền bên trong đi ra. Quả nhiên, trong đó đại bộ phận đều là nữ tử. Các nàng đã đến Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới bên ngoài. Nghênh Tiên Điện trước, Thanh Hồn Điện trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Xương bọn người, lúc này mới vội vàng mà đến. Bọn họ trước đó, hiển nhiên không biết sẽ có như thế một đám tiên nữ buông xuống, cho nên sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng. Các nàng sao lại tới đây? Diệp Đông Lưu mắt tối sầm lại, kém chút thổ huyết. Yến Nữ Hiệp cùng Long Uyển Oánh quan hệ tốt, khẳng định là Long Uyển Oánh dở trò quỷ. Mộ Hoa bà trong đám người nhìn lướt qua, quả nhiên tìm được Long Uyển Oánh. Long Uyển Oánh cũng nhìn thấy bọn họ. Nàng đi thẳng tới Cổ Kiếm Thanh Xương các loại Thanh Hồn Điện cường giả trước mặt. Trưởng giáo, mở ra kết giới, làm cho các nàng tiến đến. Long Uyển Oánh nói. Bạch Long Hoàng, đây là ý gì? Cổ Kiếm Thanh Xương cau mày nói. Không có ý gì, lúc trước chúng ta Hiên Viên Long Tông, không phải cùng các ngươi ước định cẩn thận, trợ giúp Thanh Hồn Điện hái trái cây sao? Gần nhất Hiên Viên Long Tông có chút phiền phức, không có cách nào tới trợ giúp, ta liền kêu lên, Nhất Quần Tiên Nữ cung tỷ muội đến giúp ta. Ngươi yên tâm, việc này ta toàn quyền phụ trách, trợ giúp người tuy nhiên đổi, nhưng trước kia hết thảy ước định không thay đổi. Cuối cùng thu hoạch, còn có thể cho đến các ngươi 3 phần. Long Uyển Oánh nói, 3 phần, đây là trước kia Hiên Viên Long Tông, cùng Thanh Hồn Điện ước định. Ở phương diện này, Hiên Viên Long Tông đã vô cùng tôn trọng Thanh Hồn Điện. Thanh Hồn Điện cùng bất luận kẻ nào hợp tác, đều khó có khả năng cầm tới vượt qua 1 thành. Cái này cũng là Cổ Kiếm Thanh Xương, lúc trước lập tức liền đáp ứng lý do. Trưởng giáo, Thiên Thần Kiếm Tông, Diệp Đông Lưu chớp mắt nhắc nhở. Những cái kia Thiên Thần Kiếm Tông người, còn tại Thanh Hồn Kiếm Phong đây. Vô duyên vô cớ nhiều, triệt tiền, người, hơn nữa còn khiêu chiến Thiên Thần Kiếm Tông chia cắt quy tắc, bọn họ như thế nào nguyện ý? Cái gì Thiên Thần Kiếm Tông? Mọi thứ đều có tới trước tới sau, các người đáp ứng trước Hiên Viên Long Tông, lại để cho Thiên Thần Kiếm Tông vào cuộc, đã không tử tế, lấy Thiên Thần Kiếm Tông những người kia tính khí, có thể cho ngươi 1 thành cũng không tệ. Các ngươi yên tâm, Thiên Thần Kiếm Tông bên này, ta tới đối phó, ngươi một mực thả người tiến đến. Tin tưởng ta, không ai giúp các ngươi quản thúc bọn họ, các ngươi sẽ cho Thiên Thần Kiếm Tông, ép tới tôn nghiêm đều không có. Long Uyển Oánh là cái khẩu tài cực kỳ tốt nữ nhân, nói chuyện rất có sức thuyết phục. Một đoạn này lời ra khỏi miệng, nhất là sau cùng, quản thúc, 2 chữ, đó là Cổ Kiếm Thanh Xương bọn họ cần. Trưởng giáo, không thể. Diệp Đông Lưu vừa nói ra miệng, Cổ Kiếm Thanh Xương nhân tiện nói, không có gì không thể, Vân Thượng Tiên Cung có 2 đại nhất lưu thế lực tọa chấn, chúng ta có Thiên Thần Kiếm Tông cùng Nhất Quần Tiên Nữ Cung tương trợ, mới có thể lực lượng ngang nhau. Hắn quyết định mạo hiểm. Dù sao Long Uyển Oánh nói, Thiên Thần Kiếm Tông bên kia, nàng tới đối phó. Cổ Kiếm Thanh Xương thật sợ để Thiên Thần Kiếm Tông ép tới quá chết. Hắn làm ra quyết định, Mộ Hoa bà đồng dạng chống đỡ, cũng không cần hỏi thăm ý kiến của những người khác. Cổ Kiếm Thanh Xương trực tiếp mở ra kết giới. Hắn ho khan một tiếng, điều chỉnh nụ cười, đi nghênh đón Nhất Quần Tiên Nữ cung các cường giả. Hô hô hô, một đám đủ mọi màu sắc, khiến người ta hoa mắt oanh oanh yến yến. Nối đuôi nhau mà vào, để không ít Thanh Hồn Điện cường giả mắt sáng rực lên. Ô mai! Quất tử! Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia tiên nữ cùng một đám người, toát ra một nữ tử, tại trước công chúng trước đó, cùng Long Uyển Oánh ôm nhau. Chỉ thấy nữ tử này có một đầu màu cam tóc ngắn, cực kỳ chói sáng, hắn tư thái rất cao, so Long Uyển Oánh cao hơn ra nửa cái đầu,
xem ra thon dài mà mạnh mẽ, một thân trắng đen xen kẽ áo giáp, xem ra mười phần tư thế hiên ngang, công khí mười phần, khí chàng có thể nói tương đương nổ tung. Khi nàng chính diện chuyển tới thời điểm, liền có thể nhìn đến, nàng tướng mạo cũng không nam tính hóa, nếu như lưu tóc dài, đó cũng là cái mỹ nhân nhi, chỉ là so Long Uyển Oánh muốn lộ ra anh tuấn uy vũ một số. Người tính tình sẽ cải biến tướng mạo và khí chất, rõ ràng đây là một cái cương liệt, thẳng thắn nữ nhân, cho nên ánh mắt của nàng, thần thái, sẽ có vẻ bá đạo mà sắc bén, còn có một chút dã man. Nàng chính là Long Uyển Oánh trong miệng, quất tử, một cái tên là Yến Nữ Hiệp, nữ nhân. Các nàng không nhìn thiên hạ ánh mắt, hai cái tuổi tác lớn nữ nhân, ở trước mặt đông đảo quần chúng, chẳng những ôm ấp, còn đem Long Uyển Oánh cho vung bay lên. Trong lúc nhất thời cái kia vị mười phần, nhà ta ô mai càng ngày càng ngọt. Cái kia tóc cam nữ tử, tại Long Uyển Oánh trên mặt, hung hăng hôn một cái. Chán ghét. Long Uyển Oánh vội vàng đem nàng đẩy ra, nói, ta hiện tại là Bạch Long Hoàng, khác động thủ động cước, không biết kiểm điểm. Được, tay chân không động, lão tử dùng miệng, lại hương một cái. Yến Nữ Hiệp thoải mái cười to. Phía sau nàng còn có khá hơn chút nữ tử, đại khái cùng Long Uyển Oánh đều biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, trò chuyện vui vẻ. Cái kia, bỉ nhân cổ kiếm thanh xương, đại biểu thanh hồn điện, hoan nghênh nhất quần tiên nữ cung các vị. Cổ kiếm thanh xương đứng tại bên cạnh, sắc mặt lúng túng nói. Long Uyển Oánh đem Yến Nữ Hiệp kéo ra ngoài, để cho nàng chút nghiêm túc. Cái kia Yến Nữ Hiệp lúc này mới tằng hắng một cái, nói, trưởng giáo tùy ý là được, chúng ta cũng là đến cho ta nhà ô mai trợ trận, các ngươi thanh hồn điện đồ vật. Chúng ta một hào đều không muốn, người có thể yên tâm, tùy tiện an bài cái chỗ ở là đủ. Tốt a, cái kia đa tạ chư vị, cổ kiếm thanh xương chắp tay nói. Kỳ thật hắn nghĩ đến là, nếu như Hiên Viên Long Tông không có xảy ra việc gì, cái kia hết thảy thì quá tốt rồi. Rất rõ ràng, bọn họ thị tộc ý chí, chính thống mà đại khí, không câu nệ tiểu tiết, càng tốt hơn ở chung. Đáng tiếc hiện tại, cục diện đại biến. Thiên Thần Kiếm Tông như một thanh kiếm treo ở vị trí hiểm yếu, cho ngon ngọt cùng hy vọng, cũng mang đến áp bách. Đang nghĩ ngợi Thiên Thần Kiếm Tông sự tình, cách đó không xa thì kiếm khí tranh tranh. Cổ kiếm thanh xương nhìn lại, nguyên lai là Thiên Thần Kiếm Tông Thạch Nham, mang theo Thiên Thần Kiếm Tông mấy trăm cái đỉnh cấp kiếm tu, trực tiếp gào thét mà đến. Cái kia như là nham thạch nữ tử, liếc một chút thì khóa chặt trong đám người tóc cam Yến Nữ Hiệp. Trong lúc nhất thời, trong mắt nàng kiếm mang mãnh liệt. Cổ kiếm thanh xương, đăng đăng đạp, bọn họ rơi xuống. Ba phe nhân mã, hiện lên tam giác đứng thẳng. Giải thích một chút, Thạch Nham lạnh lùng nhìn cổ kiếm thanh xương liếc một chút. Trước mắt bao người, làm thanh hồn điện trưởng giáo, cổ kiếm thanh xương không tốt yếu thế, liền vội vàng nói, Thạch tướng quân, cái này, nhất quần tiên nữ cung, chư vị bằng hữu là Bạch Long Hoàng chuyên môn mời đến, trợ giúp thanh hồn điện hái trái cây, dù sao ngươi cũng biết. Chúng ta tại Thiên Thần Kiếm Tông trước đó, liền đáp ứng Hiên Viên Long Tông kế hoạch hợp tác. Chỉ là hiện tại, Hiên Viên bên kia ra chút biến hóa, may ra Bạch Long Hoàng nói là làm, tìm tới mới trợ giúp, có nhất quần tiên nữ cùng Yến Nữ Hiệp xuất lĩnh cường giả trợ giúp, chúng ta càng có thể áp chế đối thủ, đoạt được càng nhiều trái cây, chúng ta ba phe, ba thắng. Hắn nói đến rất rõ ràng. Đại khái chính là muốn nói cho Thạch Nham, hắn cổ kiếm thanh xương không có cách nào phản kháng Thiên Thần Kiếm Tông. Đồng dạng không có cách nào phản kháng Bạch Long Hoàng. Thạch Nham biết việc này cho cổ kiếm thanh xương tạo áp lực không dùng. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, chuyển hướng Yến Nữ Hiệp cùng Long Uyển Oánh, âm thanh lạnh lùng nói, Yến Nữ Hiệp, người không tại Linh Tiên Đại Lục thật tốt ở lại, chạy tới chuyến Thanh Vân Đại Lục vũng nước đục, các ngươi cung chủ đã đồng ý sao? Người lại là khư khư cố chấp, đơn độc hành sự a. Khuyên ngươi một câu, nơi này không phải là các ngươi có thể quấy rối địa phương. Đi nhanh lên, nếu không như thế nào? Long Uyển Oánh bên người, Yến Nữ Hiệp nhịn không được cười lên, nhìn chằm chằm Thạch Nham nói, người đây là tại hù dọa ta à? Ha ha, người tính toán cái bóng, lão tử thích làm gì thì làm gì, người quản được sao ngươi? Cút nhanh lên xa một chút, chớ ở trước mặt ta mù lắc, nói chuyện cùng ngươi lãng phí ta ngụm nước, trượt điểm, cho lão tử bò. Mọi người giật mình, hai người này đụng nhau, không đối chọi gay gắt đều khó có khả năng. Chỉ là không nghĩ tới, ngay từ đầu liền đến như thế kích thích. Ngươi dám đối với ta vô lễ, miệng đặt sạch sẽ điểm. Thạch Nham trên người nham thạch, vang lên kèn kẹt, song quyền đã nắm lại.
không sạch sẽ thì sao? Ngươi đến cắn ta à? Xem ngươi mặt ta đều muốn ói, khác ảnh hưởng lão tử thưởng thức nhà ta ô mai tiểu khuôn mặt, thật mấy cái suối quẩy. Yến nữ hiệp nói xong, giơ tay lên, hô, các cô nương, theo ta đi, chúng ta ở thứ sáu kiếm mạch đi. Đứng lại. Thạch Nham sắc mặt tái xanh, gầm nhẹ một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ tiếc, căn bản không ai phản ứng nàng. Nàng tại cổ kiếm thanh xương trước mặt bọn hắn làm mưa làm gió, có thể Long Uyển Oánh cùng Yến Nữ Hiệp đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Cho dù là bọn họ Thiên Thần Kiếm Tông đã có trên 10.000 người ở đây, thực lực mạnh hơn, nhưng song phương cũng không có khả năng khai chiến. Tất cả mọi người là nhất lưu thế lực, làm sao đều không kém đi đâu. Không chỉ là Yến Nữ Hiệp, mới lên cấp Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh, nàng nhất kiếm sát thần, cũng chưa chắc có thể đơn đấu qua được. Tại Thiên Thần Kiếm Tông một đám người trước mặt, nhất quần tiên nữ cung 5.000 cường giả nghênh ngang, theo Long Uyển Oánh tiến về cái kia thứ 6 kiếm mạch. Giang Thanh Lưu đã sớm đem địa phương, cho bọn hắn thu thập xong. Cổ kiếm Thanh Sương. Đám người này vừa đi, Thạch Nham đối cổ kiếm Thanh Sương méo một chút đầu. Bọn họ cùng đi tiến vào Nghênh Tiên Điện. Cho ta một lời giải thích, Thạch Nham nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này trên Thái Dương, Thạch Nham căn bản không có sợ mấy người. Nhưng là, cái này một cái, thô tục hết bài này đến bài khác, tên xấu chiêu lấy, Yến Nữ Hiệp, lại làm cho nàng vô cùng đau đầu. Đánh nhau bắt không được nàng, mắng nhau lại mắng bất quá, mà lại không có chút nào cấm kỵ, cực kỳ am hiểu, bắt phụ chửi bóng chửi gió, không phong độ chút nào, to gan lớn mật, đem nàng nhất kiếm sát thần, khắc đến xít sao. Thạch tướng quân, ta giải thích như thế nào? Bọn họ phải vào đến, ta không có cách nào a. Bạch Long Hoàng thân phận nhưng so với ta cao. Cổ kiếm Thanh Sương tuy nhiên yếu thế, có thể hắn hiểu được, có như thế một đám người, hắn ngược lại dễ chịu một chút. Dù sao, người nào cũng không thể đắc tội. Một cái chó mất chủ, người còn đối nàng khúm núm. Thạch Nham khinh bỉ nói. Ta không có cách, chúng ta Thanh Hồn Điện căn cơ quá nông cạn. Nhìn hắn một bộ, sợ hàng, dáng vẻ, Thạch Nham tâm lý tức giận hơn. Cổ kiếm Thanh Sương vội vàng nói, người yên tâm, ta khẳng định là đứng tại Thiên Thần Kiếm Tông bên này, các loại thanh vân thần mộc thành thục, vẫn là lấy các ngươi làm chủ. Đến nghĩ một chút biện pháp. Để đám người này lăn, nếu không bình tĩnh không có chuyện gì tốt. Thạch Nham nghe được hắn lời này, tâm tình mới tốt thụ một số. Đối thủ kia có phải hay không có hơi nhiều, đối diện còn có chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, Vân Thượng Tiên Cung đâu. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, rất tốt, đến lúc đó nghĩ biện pháp, để bọn hắn lên trước, chết trước. Thạch Nham nói. Là. Cổ kiếm Thanh Sương không dám nhiều lời. Ngươi là cùng chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, đứng chung một chỗ, đúng không? Thạch Nham nói. Tuyệt đối là. Tốt nhất là, nếu không, chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, thì lấy nhất thống vì danh, tiêu diệt các ngươi. Cũng coi như danh chính ngôn thuận, đúng hay không? Đúng, tuyệt đối là. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Làm cho các nàng tới náo, cái này liền có chút phiền, người nghĩ biện pháp, gần nhất liền đem Giang Thanh Lưu làm đi ra. Vâng. Cổ kiếm Thanh Sương tiếp tục gật đầu. Hắn biết Thạch Nham vì cái gì cuống cuồng. Bởi vì chỉ cần Giang Thanh Lưu chết rồi, hắn cổ kiếm Thanh Sương, cũng không có đường lui. Thứ sáu kiếm mạch, tiểu trúc cư. Có nhất quần tiên nữ cùng những người tu luyện, số người này ít nhất thứ sáu kiếm mạch, có thể tính náo nhiệt lên. Đã lâu không gặp, các nàng náo nhiệt một lúc lâu. Trải qua Long Uyển Oánh giới thiệu, Lý Thiên Mệnh quen biết mấy cái, A-di. Những thứ này đám A-di đều là nhất quần tiên nữ cung tinh anh, đại bộ phận, mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Hết thảy mười mấy người, đều cùng Long Uyển Oánh có quá mệnh giao tình. Trước kia Long Uyển Oánh tại các nàng vậy tu luyện qua, có đến vài lần lịch luyện, nàng đều là tiên nữ cung cùng Hiên Viên Long Tông mối quan hệ. Kỳ thật những tông môn khác, Long Uyển Oánh cũng không ít bằng hữu. Chỉ là các nàng bị tông môn hạn chế, lần này tới không được. Nàng hướng Lý Thiên Mệnh. Phổ bày nhân mạch tầm quan trọng. Trước mắt xinh đẹp như vậy, yêu nhiêu, đặc điểm khác nhau, A-di, nhóm, quả thực để Lý Thiên Mệnh hoa mắt. Hắn cảm giác mình bị vây quanh ở một đoàn hương diễm trong sương mù, liền hô hấp đều là say, liền Vu Tử Thiên đều chịu không nổi, trực tiếp ra bên ngoài bò lên ra ngoài. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, còn ở nơi này gượng chống. Tỉ như trước mắt một cái có cạn mái tóc dài màu đỏ, tuy nhiên tuổi tác không nhỏ nhưng lại xinh xắn đáng yêu nữ tử.
nàng gọi, Cố Đào Nhi, các nàng gọi nàng là, anh Đào, nghe nói có hơn 800 tuổi, nhưng xem ra thì cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương giống như, mười phần phấn nộn, đồng nhan còn tính trẻ con. Còn có một vị, người mặc màu vàng nhạt váy dài, cổ điển mà ưu nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tên là Lý Mộc Lê, các nàng thì gọi nàng là Tuyết Lê. Đây đều là bình thường. Còn có cùng Yến Nữ Hiệp một dạng không bình thường. Đó là một cái béo tròn eo rộng rãi đại thẩm, một mặt dữ tợn, bề ngoài hung hãn, nội tâm ôn nhu, tên là Ngưu Tiểu Thiến, ngoại hiệu kêu cái gì, Ngưu Du Quả, quả thực để Lý Thiên Mệnh có chút quay cuồng. Ngươi, các ngươi đây là Hoa Quả Thiên Đoàn a. À. Hắn yếu ớt nói. Ha ha. Các nàng đều nở nụ cười. Đại khái là nhớ lại đã từng tự kỷ thanh xuân. Ai, thời gian một đi không trở lại, đã từng tuổi nhỏ hồ đồ chúng ta, hiện tại nguyên một đám thành trung niên phụ nữ. Thật hy vọng có thể trở lại đã từng a. Nhớ tới năm đó, trong nháy mắt nước mắt mục đích. Ta về các ngươi tổ tông, khác tào bao, mau nói chính sự. Yến Nữ Hiệp trong miệng gặm một cái chuối tiêu, hùng hùng hổ hổ nói. Ừm, hội nghị bí mật, chuyện này, nói thế nào? Long Uyển oánh hỏi. Không có Thiên Thần Kiếm Tông nói khoa trương như vậy, từ bỏ Hiên Viên Long Tông là không thể nào, nhiều lắm thì không tốt trợ giúp. Theo chiến thần tộc bọn họ bên này tìm lỗ hổng, là ý nghĩ của mọi người, nhưng là không ai nguyện ý làm. Vô Mộng Tiên Quốc cùng Vô Tự Thần Điện không có gì dẫn đầu ý tứ, hiện tại Thiên Thần Kiếm Tông bốc lên tới, đánh lấy phản kích chiêu bài, kỳ thật chính là vì làm một chút chỗ tốt. Đồng thời đối với các ngươi Hiên Viên Long Tông bỏ đá xuống giếng. Bắt đầu kiếm tôn cháu trai này không phải lần đầu tiên làm loại này thất đức sự tình. Thạch nham xúc sinh này, chính là cho cổ kiếm thanh xương họa bánh nướng đây. Yến Nữ Hiệp nói. Cổ kiếm thanh xương tâm lý không rõ ràng. Cố Đào Nhi hỏi. Hắn khẳng định có cái này hoài nghi, ta đoán hắn qua một đoạn thời gian, liền sẽ đến hỏi quốc tử, hội nghị bí mật, sự tình. Nhưng, người này lòng dạ rất sâu, vẫn không thể tín nhiệm hắn. Long Uyển Oánh nói, được, dù sao chúng ta lần này tới, chính là vì bảo vệ tốt các ngươi, cái gì thanh vân thần mộc trái cây, cái kia ngược lại là tiếp theo. Hy vọng Thiên Thần Kiếm Tông thành thật một chút, người không phạm ta, ta không phạm người, muốn là phạm ta, giết nàng cả nhà. Yến Nữ Hiệp hung ác nói, được rồi, người thì đừng chém gió nữa, giết một con gà ngươi đều hãi đến hoảng. Long Uyển Oánh trợn mắt một cái nói, ta tiếp cận, vãn bối trước mặt. Cho chút mặt mũi a. Yến Nữ Hiệp thẹn quá thành giận nói. Ha ha. Tất cả mọi người cười đến rất thô kệch. Uy, các ngươi đang làm gì đâu? Long Uyển Oánh lúc này mới phát hiện, các nàng một đám người chính vây quanh Lý Thiên Mệnh đây. Tốt phấn nộn hoa nhi, thật tiêu sái. Thiên Mệnh, có bạn gái hay không? Muốn hay không anh Đào A Di giới thiệu cho ngươi? Muốn không ngươi liền theo Ngưu Tiểu Thiến đi, nàng còn độc thân. Ha ha. Các nàng, làm càn, nở nụ cười. Lý Thiên Mệnh tức xạ mặt lại. Bất quá, hắn đổ là minh bạch, có như thế một đám hoa quả A-di thiên đoàn tại, hắn tuyệt đối sẽ bị che chở đến hoàn mỹ vô khuyết. Hắn muốn chỗ dựa, có rồi. Hắn cùng Long Uyển Oánh liếc nhau một cái. Đột nhiên cảm giác được, có lúc cần thiết, vẫn là được làm chút gì. Ngươi an tâm tu hành, Long Uyển Oánh nói. Đúng, Oánh Di. Thiên Mệnh. Ngồi tại xà ngang phía trên Yến Nữ Hiệp hô hắn một tiếng. Làm gì? Tới, cho Di mò một tay. Có chút hoảng. Lý Thiên Mệnh vội vàng đem Miêu Miêu theo cổng sinh không gian bắt đi ra, ném trong phòng, chính mình bỏ chạy ra ngoài. Meo. Miêu Miêu thụy nhãn mông lung, duỗi lưng một cái, chậm rãi mở mắt ra, sau đó tại chỗ sửng sốt. Tại chung quanh nó, mấy chục cái ánh mắt, ngay tại tỏa ánh sáng. Vì ngăn chặn phiền phức, Giang Thanh Lưu trực tiếp bế quan. Thanh Hồn Điện đã sớm tại Thanh Vân Thần Mộc bên cạnh, thiết trí tốt cứ điểm, chính các loại thần mộc thành thục. Đối phương Vân Thượng Tiên Cung, đồng dạng đang bố trí cứ điểm, cái này tránh không được ma sát. Nghe nói trong đánh nhau, đã có thương vong. Thế mà, những thứ này cùng Lý Thiên Mệnh không quan hệ. Làm một cái tiểu bối, có các trưởng bối sáng tạo hoàn cảnh, hắn bắt đầu điệu thấp tu hành. Thanh Hồn Điện Thiên Hồn nơi truyền thừa. Gọi là Thanh Thiên Kiều. Thanh Thiên Kiều là một tòa chuyên môn cất giữ, bảo hộ thiên hồn trật tự thần binh. Cùng loại trạm tinh cổ lộ. Càng là hướng cầu đuôi đi, bên kia thiên hồn thì càng cao cấp. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thu được tại cầu đuôi tu luyện tư cách. Chỗ đó toàn bộ đều là thần dương vương cảnh, truyền thừa thiên hồn. Thanh Hồn Điện,
tam phẩm kiếm tu, trở lên, mới có thể tại cầu đuôi cuối cùng nhất tu hành. Thanh Thiên Kiều cầu đuôi tu hành hiệu quả, tuy nhiên so ra kém Hiên Viên Long Tông, nhưng rõ ràng nhất so Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 3 hiếu thắng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đem chỗ tu luyện, theo huyễn thiên chi cảnh, cải thành Thanh Thiên Kiều. Tử Diệu Tinh Thần Tháp bên kia, tối thiểu phải lục thất trọng, hiệu quả mới có thể so Thanh Thiên Kiều tốt. Nhưng Tử Diệu Tinh Thần Tháp cần tiếp tục chiến đấu, lục thất trọng đều là thần dương vương cảnh trưởng bối tu luyện giả, ta căn bản nhịn không được một ngày. Theo cái này đến xem, Thiên Cung đệ tử đặc quyền, còn thực là không tồi. Muốn không phải Hiên Viên Long Tông ngoài ý muốn nổi lên, Lý Thiên Mệnh hẳn là sẽ có càng tốt hơn đãi ngộ. Hắn hiện tại kế hoạch, là tại Thanh Thiên Kiều phía trên, hoàn thiện, mệnh kiếp thiên ý, để nó trưởng thành vì thần ý. Tu hành thời gian, thì bình thản rất nhiều. Đảo mắt đại nửa tháng trôi qua. Lâm Tiêu Tiêu dựa vào Lý Thiên Mệnh theo Thanh Hồn Điện lấy muốn tới một số tinh tướng thần cảnh thiên hồn, lại lần nữa dẫn trước, nhẹ nhõm đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Long huyết thần hoang, nàng cũng có thể sử dụng tốt hơn rồi. Dạ Lăng Phong cùng Vu Tử Thiên sống đến mức cùng một chỗ tương đối nhiều, bởi vì Vu Tử Thiên chuyên môn tìm hắn, thử đan, mặc kệ luyện chế ra cái gì, đều hướng Dạ Lăng Phong trên thân nhét, dù sao Dạ Lăng Phong cũng sẽ không trúng độc. Dạng này đút đút, ngược lại làm cho Dạ Lăng Phong trưởng thành gia tốc, tuy nhiên mỗi ngày trở về, môi của hắn đều sắp bị độc thành màu đen, có thể đoán chừng cũng sắp, đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4. Hồn ma trong khoảng thời gian này, cũng tu dưỡng khôi phục, tại dãy núi ở giữa nhảy nhót tưng bừng. Lý Thiên Mệnh đi Thanh Thiên Kiều nhiều nhất, ngược lại tiến triển chậm nhất. Cái này khiến hắn không khỏi không cảm khái, cắn thuốc quả nhiên so một bước một cái dấu chân phải nhanh. Bất quá, hắn ngược lại không gấp. Trong lòng phong phú, tự nhiên không nhận ảnh hưởng người khác. Ca, ta giọt ca. Phu Tử Thiên cả ngày tại đan lô cùng sư tỷ các sư muội trung gian lăn lộn, lại lần nữa gặp mặt, chỉ thấy hắn hai cái mắt quầng thâm đen nhánh trong suốt, nghiêm chỉnh thành một cái thời gian quản lý đại sư. Có việc, tẩy kiếm chỉ mở, trưởng giáo đang chờ ngươi, lần trước ngươi không phải nói muốn nguyên tố thần tai kiếm khí sao? Mấy người bọn hắn quyết nghị nửa ngày, vẫn là đáp ứng để ngươi tiến vào, việc này ta có thể phí không ít miệng lưỡi, dù sao tẩy kiếm chỉ bên trong kiếm khí có hạn. Chúng ta Thanh Hồn Điện lấy kiếm lập tông, còn nhiều tu luyện kiếm thể người, tăng nhiều thịt thiếu a. Phu Tử Thiên trách trách vù vù nói. Được, dẫn đường. Cái này hơn nửa tháng, Lý Thiên Mệnh còn suy nghĩ một kiếm, cái kia chính là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm chiêu thứ tư cơ sở kiếm quyết, tên là Hắc Long, Thâm Uyên kiếm thứ. Học được một chiêu này, hắn phát hiện cái này Cửu Long Thiên Kiếp kiếm cơ sở kiếm quyết, uy lực cũng có khác nhau. Cái này Hắc Long một kiếm uy lực cùng độ khó khăn, rõ ràng so lúc trước ba kiếm hiếu thắng. Dung hợp về sau, dung hợp kiếm đạo lực sát thương, quả thực có chất một dạng bay vọt. Thâm Uyên kiếm thứ. Một kiếm Hắc Long, tự Thâm Uyên mà đến, thần long hóa thành kiếm đâm, sắc bén mà thô bạo, lực sát thương rất mạnh. Dung hợp về sau, nhanh, hung, vang, đâm bốn kiếm, hình thành một kiếm tứ long. Nếu có đỉnh phong nguyên tố thần tai kiếm khí, bốn kiếm dung hợp uy lực, có thể đạt tới lục cảnh thần quyết. Bình thường tinh tướng thần cảnh, căn bản thi triển không ra lục cảnh thần quyết ảo diệu, mà ta có thể. Hiện tại còn kém nguyên tố thần tai kiếm khí. Tẩy kiếm trì, cũng là Lý Thiên Mệnh mục tiêu. Thanh Hồn Điện căn cơ vẫn có chút cạn, nếu là Hiên Viên Long Tông, Lý Thiên Mệnh đưa ra cái nhu cầu này, Long Uyển Oánh đã sớm cho hắn làm xong. Không đến mức như cổ kiếm thanh xương bọn họ một dạng, nhăn nhăn nhó nhó nửa tháng. Phu Tử Thiên dẫn đường. Lý Thiên Mệnh đi tới, tẩy kiếm cung. Cái kia tẩy kiếm chỉ ngay tại cái này trong lòng núi. Tẩy kiếm cửa cung, cổ kiếm thanh xương như một cái thanh tùng đứng thẳng. Đến, tiểu đệ rút lui trước, Phu Tử Thiên nói. Gấp gáp như vậy, đi đâu đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Các sư muội chờ ta hẹn hò đâu? Hôm nay đẩy 10 cái, ai, tốt bận bịu. Phu Tử Thiên nói xong, chạy như một làn khói. Trách không được mắt quầng thâm nặng như vậy. Lý Thiên Mệnh rơi vào cổ kiếm thanh xương trước mặt. Cái môn này trưởng giáo, lộ ra không thế nào uy nghiêm, Lý Thiên Mệnh vừa đến, hắn liền trực tiếp cho mở cửa, nói, nghe nói ngươi phải dùng kiếm khí, tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thật sao? Đúng vậy, trưởng giáo, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đối với chúng ta bực này kiếm tu mà nói, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm tụ tập dung hợp cùng kiếm thể một thân, chính là kiếm đạo kỳ tích, càng là đằng sau, uy lực càng là đáng sợ, thật sự là hâm mộ ngươi. Cổ kiếm thanh xương tay vuốt hàm râu nói.
chủ yếu là Cửu Long Đế Tôn nhìn chúng ta, nhận được hắn hậu ái, ta cũng muốn khắc khổ phát triển cái này kiếm quyết, tranh thủ có một ngày, để thế nhân lại nhìn thấy Cửu Long Đế Tôn một kiếm này tao nhã. Lý Thiên Mệnh nói, đúng vậy a, ha ha. Cổ kiếm Thanh Xương cảm giác có điểm là lạ. Lý Thiên Mệnh câu nói này, thanh minh hắn cùng Hiên Viên Long Tông liên lụy. Mang dạng này tâm tình, hắn chọn Thiên Thần Kiếm Tông. Hắn cảm thấy Thạch Nham bọn họ quá lạc quan, nhưng là hắn cô dám nói. Tuy nói là tiểu bối, thế nhưng là cái này Lý Thiên Mệnh, rất có ý nghĩ của mình. Hắn trong lòng suy nghĩ, mang theo Lý Thiên Mệnh đi vào Tẩy Kiếm Cung, xuyên qua hành lang rất dài, một mực xâm nhập đến trong lòng núi bộ. Ngươi tu luyện tới thứ mấy kiếm? Cổ kiếm Thanh Xương hỏi. 4. Cái kia đại khái cần cấp 5 trật tự thần văn nguyên tố thần tai kiếm khí. Mới có thể phát huy uy lực của nó. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Trưởng giáo, ta muốn thử xem cấp 6. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ kiếm Thanh Xương nhất thời ngây dại. 6. Đúng. Người sư tôn Giang Thanh Lưu, trên thân đều chỉ có 3 đạo cấp 6 thần tai kiếm khí, người biết không? Cổ kiếm Thanh Xương nói. Ta biết. Cho nên ta mới muốn thử xem 6. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Không phải ý chí lực sự tình, ta không có hoài nghi ý chí của ngươi lực, chủ yếu là cao phẩm chất thần tai kiếm khí, cần kiên cường thiên tinh luân chi thể, thần dương vương cảnh là quan trọng, như thế giới tử, mới có thể chịu đựng lấy loại này kiếm khí. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Thật sao, vậy ta thử một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Đã ngươi kiên trì, vậy được rồi. Cổ kiếm Thanh Xương cũng không tính là thịt đau. Dù sao loại này khiêu chiến tâm tình, là có thể lý giải. Hắn lúc còn trẻ, đồng dạng sự tình gì, đều muốn làm đến tốt nhất. 6. Đây là thuộc về thần dương vương cảnh mức độ. Thế mà, Lý Thiên Mệnh cái gì đều muốn 6. Vũ trụ thần nguyên, chiến quyết, thậm chí nguyên tố thần tai kiếm khí. 7. Đã là chí bảo, thanh hồn điện có thể cho đến 6, đã rất tốt. Cấp 6 nguyên tố thần tai, ở vào tẩy kiếm chỉ lòng đất tầng thứ 6. Mỗi một tầng đều có kết giới bảo hộ, nhất định phải từ cổ kiếm Thanh Xương thân tự mở ra. Tầng này có hơn 10 đạo cấp 6 nguyên tố thần tai kiếm khí, một đạo một gian mật thất, cửa đều có văn tự giới thiệu, ngươi đi đi. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Trưởng giáo, ta nhiều nhất có thể dung hợp mấy đạo? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mấy đạo, cổ kiếm Thanh Xương cười cười, nói, ngươi tùy ý. Hắn nghĩ là, liền xem như thiên cung đệ tử, đều vẫn là người trẻ tuổi a. Tuy nói Cửu Long Thiên Kiếp kiếm dung hội kiếm khí năng lực, thiên hạ vô song, nhưng cấp 6 thần tai kiếm khí cuồng bạo, đứng tại cửa ra vào thì có thể cảm giác được. Đa tạ trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh nói xong liền bước vào trong đó, hướng cái này hành lang chỗ sâu đi đến. Kỳ thật, hắn có thể hiểu được cổ kiếm Thanh Xương khó xử, thanh hồn điện xác thực không có quyền nói chuyện nào, nhưng là, liên quan tới Giang Thanh Lưu chuyện này, bất kể như thế nào khó xử, mưu hại mình người sự tình. Vậy cũng là không thể làm. Có việc gọi ta, cổ kiếm Thanh Xương nói. Thanh âm của hắn còn đang vang vọng, Lý Thiên Mệnh đã tại một gian trước cổng chính dừng lại. Chỉ thấy trên cửa viết. Trật tự thần văn, tinh minh huyết luân. Phẩm giai, cấp 6. Kiếm khí, tinh minh huyết luân kiếm khí. Đây là từ cấp 6 trật tự thần văn, tinh minh huyết luân, hình thành kiếm khí, hiện lên bàn quay hình dáng, thô bạo khát máu, đâm vào thân thể có thể dẫn bạo huyết khí. Dẫn đến trọng thương. Dùng nó tới làm, huyết long, huyết tế hung kiếm, kiếm thể, không có gì thích hợp bằng. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó bước vào trong đó. Hắn ỷ vào có 3 cái. Đệ nhất, hơn người ý chí lực. Thứ hai, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm dung hội kiếm khí năng lực. Thứ ba, bất tử thanh linh tháp, còn có theo ngân trần trên thân kế thừa vạn giới vĩnh sinh thú thân thể. Đẩy cửa ra. Tinh hồng huyết khí, đập vào mặt. Trước mắt một đoàn xương máu, ngưng kết thành một cái đường kính vài trăm mét kiếm luân lại như là kiếm vòng xoáy, vô số huyết tinh kiếm khí, ở trong đó tàn phá bừa bãi, như là mãnh thú một dạng để mắt tới Lý Thiên Mệnh, giống như là 10 triệu điều huyết hồng độc xà. Nghĩ đến muốn đem dạng này tinh minh huyết luân kiếm khí, dung hội nhập kiếm thể, Lý Thiên Mệnh nuốt một miếng nước bọt. Lên! Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ vọt vào. Cái này tinh minh huyết luân kiếm khí số lượng rất nhiều, Huỳnh Hỏa cũng có thể hấp thu một số, nó cũng tại tu luyện cái này kiếm quyết. Hắn meo, người nào trước kêu thảm ai là cháu trai a? Huỳnh Hỏa còn không có trang bức, tại chỗ quỳ. Vù vù, cái kia tinh minh huyết luân kiếm khí,
như cùng một đầu cự thú, đưa nó cùng Lý Thiên Mệnh chìm ngập. Cửa, nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết, Cổ Kiếm Thanh Xương hiểu ý cười một tiếng. Người trẻ tuổi, ăn chút đau khổ, liền biết trời cao đất rộng. Tâm tình thoải mái a. Trước mấy ngày, vừa nghe nói Đoạn Hồn Sơn đã trống không, hắn biết nhất định là Lý Thiên Mệnh làm. Hắn cũng là nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thiên Mệnh liền đi một chuyến, làm sao cái này có thể khai thác mấy chục năm mỏ quặng liền không có. Thịt đau vạn phần. Tăng thêm lục tinh vũ trụ thần nguyên, hắn càng thịt đau. Hai cái thiên cung đệ tử, phụ tử thiên nhiều lắm là tàn phá chút ít hoa tiểu thảo, cái này Lý Thiên Mệnh quả thực thì là quái vật, căn bản nuôi không nổi. Bây giờ nhìn Lý Thiên Mệnh, biết khó mà lui, trong lòng của hắn cuối cùng thở dài một hơi. Thực sự chịu không nổi, thì cùng ta đi tầng thứ 5 đi. Cổ Kiếm Thanh Xương nói. Thật lâu không có trả lời. Cái kia sẽ không chết à. Cổ Kiếm Thanh Xương tâm lý hoảng hốt trương, vội vàng mở cửa. Vù vù. Trong môn, thiếu niên ngồi xếp bằng mà đứng, trước ngực trên da, một đạo tinh minh huyết luân trật tự thần văn, dần dần ngưng tụ trong đó. Trên đỉnh đầu hắn, còn có một con chim nhỏ, đồng dạng như thế. Cổ Kiếm Thanh Xương tại chỗ ngây người. Nửa ngày về sau, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, mở to mắt, trong đó tơ máu trải rộng, cái kia tơ máu đột nhiên hóa thành tinh hồng kiếm khí, xông về Cổ Kiếm Thanh Xương. Đinh đinh đinh, Cổ Kiếm Thanh Xương thân thủ ngăn trở. Trưởng giáo, không có ý tứ, không có khống chế lại. Lý Thiên Mệnh nói, không có việc gì, không có việc gì. Cổ Kiếm Thanh Xương tâm loạn như ma. Vậy là tốt rồi, phía dưới một gian phòng, Lý Thiên Mệnh đối Huỳnh Hỏa nói. Ai sợ ai, Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Cổ Kiếm Thanh Xương mộng. Tại Cổ Kiếm Thanh Xương mơ hồ thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã tại tìm kiếm hạ một đạo cấp 6 thần tai kiếm khí. Bây giờ, tinh minh huyết luân kiếm khí, đã hoàn mỹ dung hợp thân thể của hắn, làm đến khí chất của hắn, đều biến đến yêu dị lên, trong mắt tơ máu đều kiếm khí mãnh liệt. Âm lãnh khát máu. Cái này chứng minh loại cấp bậc này kiếm khí, phối hợp huyết long một kiếm, lực sát thương tuyệt đối rất mạnh. Ngươi là làm sao làm được? Cổ Kiếm Thanh Xương hỏi. Dựa vào chịu khổ, Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật hắn không có nói đùa, tuy nhiên thanh linh tháp hiệu quả rất tốt, nhưng cái kia đau đều sẽ đau. Đơn giản cũng là nhục thân giới tử, bị cái này tinh minh huyết luân kiếm khí xé rách, sau đó thông qua thanh linh tháp khôi phục. Từ đó từng bước một đem giam cầm tại thể nội, phối hợp kiếm quyết sử dụng. Cái này quá trình dung hợp, so Cổ Kiếm Thanh Xương trong tưởng tượng, kỳ thật vất vả rất nhiều. Nói chuyện quá trình bên trong, Lý Thiên Mệnh chọn chúng đạo thứ hai kiếm khí. Hắn trật tự thần văn tên là, trời cao diễm hư không, hội tụ vũ trụ nguyên lực, tạo thành trời cao diễm không kiếm khí, thích hợp viêm long, hỏa bào long kiếm thi triển. Hắn ngừng chân ở trước cửa thời điểm, Cổ Kiếm Thanh Xương nói. Ngươi vừa hấp thu một đạo cấp 6 thần tai kiếm khí, hiện tại thì đụng cái này trời cao diễm hư không kiếm khí lời nói, cả hai tại trong cơ thể ngươi xung đột, rất dễ dàng tạo thành xé rách. Ta biết, trước thử một chút, nếu là không được, ta liền xuống lần lại đến lúc đó chỉ sợ còn cần trưởng giáo giúp đỡ, vì ta mở đường. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Được thôi, Cổ Kiếm Thanh Xương đã cho hứa hẹn, hiện tại chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Lý Thiên Mệnh bước vào trong mật thất. Sau một lúc lâu, hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ, mặt mày xám xịt bò từ bên trong đi ra, toàn thân kiếm ngân, khóc không ra nước mắt. Trưởng giáo, ta lần sau lại đến, Lý Thiên Mệnh nói. Được, Cổ Kiếm Thanh Xương tâm lý lúc này mới thăng bằng một số. Liên tục hấp thu hai đạo cấp 6 thần tai kiếm khí, hắn đều chưa hẳn có thể làm được. Nếu như Lý Thiên Mệnh có thể thành công, vậy tuyệt đối vượt qua lẽ thường. Lần này dung hợp. Hai loại kiếm khí tại thể nội tàn phá bừa bãi, xung đột, kém chút đem Lý Thiên Mệnh ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách đều xé rách. Cái kia cuồng bạo kiếm khí, giống như là hai đầu ngàn mét cự thú, ở trong cơ thể hắn chém giết, máu tươi thịt băm vẩy ra. Càng như vậy, Lý Thiên Mệnh càng là hưng phấn. Lúc này mới có khiêu chiến. Muốn không phải cấp 6 thần tai kiếm khí uy lực mạnh, sao xứng với hắn đi chinh phục. Càng mạnh, trưởng khống về sau, thì càng hữu dụng. Hắn đã chậm rãi thích loại này chinh phục cảm giác. Bất kỳ một cái nào khiêu chiến, từ từ, cũng có thể làm cho hắn mê muội. Huỳnh Hỏa giống như hắn, đều là loại này hỏa nhiệt, phấn khởi, không chịu thua tính cách. Một người một chim hợp lại, dò xét lẫn nhau tiến bộ, đều muốn nghiến răng nghiến lợi, kìm nén một cỗ kình đây. Ta nỗ lực,
liều mạng, là bởi vì tộc ta bị diệt, ta phụ mẫu khắp nơi chạy trốn, nghĩa phụ ta không biết tung tích, muội muội ta bị cầm tù, ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi nó. Bởi vì, cha mẹ ngươi chính là ta phụ mẫu, nghĩa phụ của ngươi chính là ta nghĩa phụ, người muội muội cũng là muội muội ta. Huỳnh Hỏa chân thành nói. Rất tốt, thật không hổ là ta huynh đệ, Lý Thiên Mệnh vui mừng nói. Nha Hoắc, ta là cha ngươi, Huỳnh Hỏa mắt trợn trắng nói. Lần này thất bại, ngược lại làm cho Lý Thiên Mệnh chiến ý mãnh liệt. Trở lại, thứ sáu kiếm mạch, khôi phục nguyên khí mấy ngày, dần dần dung hội huyết minh huyết luân kiếm khí về sau, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, lại tới khiêu chiến trời cao diễm không kiếm khí. Lần này, vẫn là thất bại. Chớ nóng vội, cực kỳ tĩnh dưỡng, ít nhất đến vững vàng một tháng trở lên đi. Cổ kiếm Thanh Sương khuyên cáo nói. Không. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói một chữ, kéo lấy toàn thân vết máu thân thể, biến mất tại đồi núi bên trong. Hai cái thiên cung đệ tử, một cái tại chơi trò chơi trêu đùa, một cái lại như lúc này khổ cứng cỏi, như thế kỳ quái. Rất rõ ràng, cái này bỗng nhiên xuất hiện Lý Thiên Mệnh, so Vô Tử Thiên khó chơi nhiều. Cổ kiếm Thanh Sương cảm khái. Không ra ba ngày, Lý Thiên Mệnh lần thứ ba tới khiêu chiến. Cổ kiếm Thanh Sương hơi có chút phiền. Hắn thời khắc còn đang theo dõi Thanh Vân Thần Mộc sự tình, thực sự có chút không thể phân thân. Nhưng, tẩy kiếm chỉ chính là thanh hồn điện trọng yếu chi địa, hắn đến thân tự mở ra kết giới. Chủ yếu là thời gian khoảng cách quá ngắn. Ta gần nhất có chút bận bịu, lần sau 10 ngày sau lại đến đi. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Được. Lý Thiên Mệnh gọn gàng mà linh hoạt gật đầu. Cổ kiếm Thanh Sương đứng tại tầng thứ 6 cửa, không cùng đi vào. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến thanh hồn điện cùng tương lai của mình, hồi tưởng đến Thiên Thần Kiếm Tông cho mình tất cả hứa hẹn, còn có uy hiếp của bọn hắn. Đứng tại đầu gió, là xoay quanh thượng thiên, vẫn là rơi xuống thâm uyên. Đăng đăng. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân truyền đến. Thông đạo chỗ hắc ám, một cái trên bờ vai treo một con chim nhỏ thiếu niên tóc trắng, từ trong đó kéo lấy bước chân nặng nề, đi ra. Đừng nhụt chí, thì ngươi cái này ý chí lực, sớm muộn được thành công. Cổ kiếm Thanh Sương an ủi. Trưởng giáo. Thiếu niên đi đến trước mắt hắn, trên ánh mắt tơ máu, tựa hồ tại phần hỏa diễm thiêu đốt. Hắn toàn thân trên dưới, kiếm mang lộ ra, chỉ là một ánh mắt, đều bị cổ kiếm Thanh Sương có một loại bị đâm đến cảm giác. Viêm Hoàng Đại Lục trong truyền thuyết thượng thần, một ánh mắt đều có thể giết chết người, Lý Thiên Mệnh hiện tại chính là loại này. Ta thành công. Hắn mỉm cười, hời hợt nói. Ây! Đã mất đi hai đạo cấp 6 thần tai kiếm khí, cổ kiếm Thanh Sương tâm lý xác thực thịt đau, có thể càng nhiều vẫn là rung động. Lại hoặc là nói, cái này 20 mấy tuổi thiếu niên, có chút hù đến hắn. Tựa như là một cái hoàn mỹ thiên tài. Tại Lý Thiên Mệnh trên thân, cổ kiếm Thanh Sương tựa hồ tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm. Nếu như thực sự muốn cứng rắn kéo một cái nhược điểm, cái kia chỉ sợ sẽ là thiếu niên này, tựa hồ đem tình nghĩa nhìn đến phi thường trọng yếu. Người đứng bên cạnh hắn, có lẽ là tử huyệt của hắn. Lợi hại a, thật không hổ là thiên cung đệ tử, thiên cung ánh mắt thực là không tồi. Cổ kiếm Thanh Sương khách khí nói. Đã thất bại nhiều lần, để trưởng giáo chê cười, mấy ngày nay phiền phức trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Không phiền phức, có thể để ngươi trưởng thành, là thanh hồn điện vinh hạnh. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Cảm tạ, mặt khác, ta đã chọn lựa tốt đạo thứ ba kiếm khí, vậy ta 10 ngày sau lại đến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Được, bất quá ta vẫn còn muốn nói một chút, càng là đi lên điệp ra, khả năng liền sẽ càng khó khăn, phải tránh không muốn làm bị thương căn bản. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Đa tạ dạy bảo. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa cùng rời đi. Ngươi làm sao không trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi không có khả năng đi Thiên Thần Kiếm Tông. Dạng này liền không có Giang Thanh Lưu chuyện gì. Huỳnh Hỏa nói. Cái kia không phải tương đương với bại lộ, ta có thể nghe được bọn họ mật thám sự kiện này sao? Lý Thiên Mệnh nói. Có thể thông qua ám chỉ. Hắn không ngu ngốc, không khỏi ám chỉ, rất dễ dàng lộ tẩy. Ngân Trần phương diện này năng lực, là ta quan trọng át chủ bài. Tốt nhất đừng để, đung đưa trái phải, người biết, nếu không, bọn họ về sau dùng truyền tin thạch giao lưu, thì có chút phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói. Được, vẫn là người tâm tư kín đáo. Kỳ thật còn có một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Có dám mau thả. Kỳ thật hiện tại, sau lưng ta có oánh gì cùng tỉ muội của nàng nhóm, tại cái này Thanh Vân Đại Lục, cũng coi như lời nói có trọng lượng, nhưng là,
ta tương lai muốn tại cái này Thanh Vân Đại Lục, kiến tạo của ta Thiên Mệnh Hoàng Triều hình thức ban đầu, lấy chúng sinh lực lượng tới tu hành, chiến đấu, vậy ta nhất định phải cầm xuống Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Thiên Cung. Ngân Trần Phệ Cốt nghĩ là chế tạo khôi lỗi tuyệt kỹ, Oánh Di rất tín nhiệm ta, có nàng tại, tương lai thì có mạo hiểm khả năng. Hiện tại tới nói, Vân Thiên Khuyết, Thạch Nham đều là ta mục tiêu cuối cùng, đến mức cổ kiếm Thanh Xương bên này, ta muốn thấy nhìn hắn cuối cùng lựa chọn như thế nào, nếu như muốn tại chúng ta mặt đối lập, vậy ta cũng muốn đem hắn làm thành mục tiêu cuối cùng, nếu như không phải, chúng ta sẽ càng cao hứng, có hắn toàn tâm chống đỡ, hết thảy đều sẽ thuận lợi hơn. Lý Thiên Mệnh nói, hắn thừa nhận, cái này mục tiêu thực sự có chút quá xa vời. Đối với hiện tại chỉ có 20 mấy tuổi hắn tới nói, càng giống là đúng tương lai một loại thiên mã hành không tưởng tượng. Thế nhưng là, có thể kế hoạch đến như thế địa phương xa, có phách lực như thế, cũng là hắn cùng tầm thường người đồng lứa không giống nhau địa phương. Làm Vô Tử Thiên còn tại cùng khác biệt sư tỷ các sư muội hẹn hò thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã đang nghĩ, làm sao đem chọn tòa Thanh Vân Đại Lục bỏ vào trong túi. Cổ kiếm Thanh Xương trước mắt đối ngươi rất khách khí, cũng cho ngươi không ít bảo bối, nếu như phản hại hắn, sẽ có vẻ không đủ nhân nghĩa sao? Huỳnh Hòa cũng đang tự hỏi vấn đề này. Lời không thể nói như vậy, hắn hiện tại nguyện ý dứt bỏ, thuần túy là bởi vì ta cái này Thiên Cung đệ tử thân phận, nếu không căn bản sẽ không chim ta. Mà lại ta không có phản ý muốn hại hắn, tương lai tận khả năng tranh thủ cùng hắn một đạo. Nếu là cục diện phát triển đến, hắn thực sự muốn cùng ta không chết không thôi trình độ, ta cũng bất quá là, khả năng, sẽ dùng Phệ Cốt Nghĩ trưởng khống hắn, nhưng Phệ Cốt Nghĩ giống như linh tâm chú một dạng, chỉ có hắn nghe lời. Không có tổn thất gì. Không có thực chiến, Phệ Cốt Nghĩ hiệu quả, còn khó nói. Hiện tại mà nói, Giang Thanh Lưu cùng Long Uyển Oánh, đều là Lý Thiên Mệnh trọng yếu nhất trưởng bối. Hắn cảm tạ bọn họ, cũng kính trọng bọn họ. Nhất là Giang Thanh Lưu. Tối thiểu hắn tại ngay từ đầu, cho mình đi vô thiên chi cảnh cơ hội. Mà lại, hắn vẫn là Vô Tử Thiên đích sư tôn, đối Vô Tử Thiên vô cùng trọng yếu. Nếu như muốn tại Giang Thanh Lưu cùng cổ kiếm Thanh Xương ở giữa hai chọn một, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chọn Giang Thanh Lưu. Ta biết, ngươi không coi trọng cái này cổ kiếm Thanh Xương, là bởi vì tại Thiên Thần Kiếm Tông ngay từ đầu đưa ra giết Giang Thanh Lưu thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên là ngầm thừa nhận, mà không phải phản kháng. Huỳnh Hỏa nói, đúng, mặc kệ cục diện như thế nào, lấy chính mình người mệnh đến ngầm thừa nhận, với ta mà nói, loại này người cũng là đồ bỏ đi. Ta không nguyện ý đem bí mật giao phó cho hắn, tránh khỏi hắn ngầm thừa nhận người khác hại ta. Hướng cổ kiếm Thanh Xương thẳng thắn, cũng không phải là không thể được, chủ nếu là bởi vì, Lý Thiên Mệnh cảm giác người này có phong hiểm. Hắn không muốn ở trên người hắn mạo hiểm, từ đó đánh mất Ngân Trần, nghe trộm, phương diện ưu thế. Nói đến, những thứ này Thanh Vân Đại Lục các đại nhân vật, hoàn toàn nghĩ không ra, ngươi một cái tiểu hài tử, vậy mà tại nghĩ đến chiếm đoạt Thanh Vân, ha ha. Huỳnh Hỏa bĩu môi nói, là có chút xa à, hắn meo, thật nghĩ lập tức thời gian trôi qua 500 năm, nhìn xem ta đến lúc đó mạnh bao nhiêu. Ngươi còn có thể sống được, cũng không tệ rồi, Huỳnh Hỏa ác miệng nói. Cút! Trở lại thứ 6 kiếm mạch, trên bầu trời liệt hỏa còn tại đốt cháy. Ngươi biết ta vì cái gì, ta đang suy nghĩ Thiên Mệnh Hoàng Triều sự tình sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, nói một chút, Thái Dương Đế Tôn, khinh ngữ. Còn có nghĩa phụ ta thư tín. Đây hết thảy đều đang nói rõ, trật tự thiên tộc một ngày nào đó, sẽ muốn mạng của ta, cái kia Thái Dương Đế Tôn cũng rất có thể là ta cả đời chi địch, ta muốn chuẩn bị sớm, số tuổi kém quá nhiều, thế lực kém quá xa, ta chỉ có mượn toàn bộ Thái Dương Vạn Tông thế, mới có thể, cùng hắn đối kháng. Lý Thiên Mệnh nói, đây là gian nan khổ cực ý thức, là phòng ngừa chu đáo. Tương lai ta nếu là có thể bất tử, đều phải cảm tạ hôm nay. Sớm bố cục, chuẩn bị sẵn sàng chính mình. Đây hết thảy vốn là rất xa xôi. Nhưng là, Ngân Trần sinh ra, để Lý Thiên Mệnh thấy được đường tắt cùng hy vọng. Thôi đừng chém gió, cái nào thiên đột nhiên toát ra cái dân liều mạng, tùy tiện một cái nhất phẩm kiếm tu, liền đem ngươi làm thịt. Huỳnh Hỏa vô tình cười nhạo nói. Ha ha, đi, như bức thổi xong, bắt đầu chuyển gạch. Trước kia chỉ muốn tiêu diêu tự tại. Bây giờ lại muốn đem hết thảy đều nâng lên tới. Có lẽ, đây chính là lớn lên đi. Tiếp qua 20 ngày, Lý Thiên Mệnh tại cổ kiếm Thanh Xương thịt đau, kinh ngạc trong ánh mắt, hết thảy dung hợp 4 đạo cấp 6 thần tai kiếm khí. Phân biệt là vừa phối Viêm Long kiếm, Cửu Tiêu Diễm không kiếm khí.
vừa phối huyết long kiếm, tinh minh huyết luân kiếm khí. Vừa phối hắc long kiếm, ám tinh xuyến hồn kiếm khí. Còn có vừa phối ngân long kiếm, phần vực kim tinh kiếm khí. Trong đó, bởi vì không có tìm được thuần túy kim loại trật tự thần tai kiếm khí, Lý Thiên Mệnh thì dùng kim hỏa, song thuộc tính phần vực kim tinh kiếm khí thay thế, hiệu quả đồng dạng không kém. Bây giờ, tứ đại cấp 6 thần tai kiếm khí hội tụ thân thể. Này bằng với Lý Thiên Mệnh học được cơ sở 4 kiếm, đều có vừa phối đỉnh cấp kiếm khí. 4 kiếm dung hợp, tối thiểu tương đương với lục cảnh thần quyết, so vi sinh mặc nhiễm, vô sinh mộng vũ còn mạnh hơn a. Nghe nói không đến thần dương vương cảnh, đều không phát huy ra lục cảnh thần quyết uy lực, nói cách khác, ta tại người đồng lứa bên trong, chiến quyết vô địch. Muốn là đem thức thần kiếm trận điệp ra tiến đến, tuyệt. Tuy nhiên ta chỉ có tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình là cái quái thai, cảnh giới không cao lắm, thủ đoạn một đống lớn. Nói lên cảnh giới, để hắn phá lệ đau đầu. Cho tới bây giờ đến Thanh Hồn Điện bắt đầu, đã sắp 2 tháng, Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu, đều đột phá một tầng cảnh giới, ta vẫn là dậm chân tại chỗ A. Dậm chân tại chỗ nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì mệnh kiếp thiên ý, còn cắm ở trở thành thần ý cái điểm này. Trước mắt phá kiếp bạo phát đã kết thúc, dựa vào vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tam hồn thái nhất, không tính Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu loại này, ăn, Lý Thiên Mệnh cảnh giới tốc độ tăng lên, tối thiểu là Long Lang Lung loại này thánh long thiên phú gấp 3-4 lần. Nhưng, hắn vẫn cảm thấy chậm. 2 tháng còn tạm ngừng, người khác cảm thấy bình thường, hắn cảm thấy chậm như ốc sên. Đây cũng cùng ta đi vào Thanh Hồn Điện về sau, thiếu khuyết thực chiến ma luyện có quan hệ, không đủ mạo hiểm hoàn cảnh, rất khó tiến vào một loại đột phá bình cảnh trạng thái, tại bên bờ sinh tử tìm kiếm cảnh giới trưởng thành chi lộ. Một đoạn này kinh lịch, kỳ thật cũng chứng minh con đường tu luyện, đóng cửa làm xe, là không được. Tỷ như Lý Thiên Mệnh, hắn có 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, hắn thì ở tại một chỗ, vĩnh viễn không ra, không mạo hiểm, mấy ngàn năm về sau. Hắn liền sẽ không gió hiểm trở thành tuyệt đỉnh cường giả A. Loại phương thức này, gọi là cầu thả ra cái vô địch. Bây giờ nhìn, cái này thuần túy là kéo. Cầu thả tại nơi hẻo lánh, một không có tư nguyên, hai không có nhân mạch, thậm chí ngay cả thái cổ hỗn độn cự thú ra đời điều kiện đều không có, ý chí càng không pháp đoán tạo, sẽ chỉ hư không có thiên phú, liền cái tầm thường thiên tài cũng không sánh nổi. Cường giả chân chính, là đấu đi ra. Nếu không, cầu thả phía trên mấy ngàn năm, sau khi đi ra, làm sao cùng người nói chuyện cũng không biết. Thiên cung đệ tử thân phận, để an toàn của ta đạt được bảo hộ, nhưng là cũng để cho tình cảnh của ta, biến đến nhàn hạ, không có chút nào khiêu chiến, không có chút nào trưởng thành cơ hội. Lý Thiên Mệnh đi tìm Thanh Hồn Điện, Thanh Hoa đệ tử, chiến đấu. Những thứ này trăm tuổi trong vòng đệ tử, tu vi có thể đạt tới tinh tướng thần cảnh bên trong cao đoan, so Lý Thiên Mệnh cường. Loại này chiến đấu có thua có thắng, nhưng có một cái căn bản vấn đề. Cái kia chính là, bọn họ cũng không dám làm bị thương Lý Thiên Mệnh, cho nên bó tay bó chân, rất khó có thu hoạch. Thanh Thiên Kiều những cái kia thần dương vương cảnh cường giả tu hành kinh lịch, đều không ta mệnh kiếp thiên ý, phát sinh chất thuế biến A. Quả nhiên, càng cuống cuồng, càng chậm. Loại này tu hành hoang mang, mỗi người đều có, nhưng Lý Thiên Mệnh quả thật rất ít đụng tới. Khả năng đi Hiên Viên Long Tông. Sẽ tốt một chút. Nghe nói Cửu Long Đế Tôn Thiên Hồn, còn ở lại nơi đó. Đế Tôn Thiên Hồn, đó là cấp bậc cao nhất Thiên Hồn. Là tu luyện thần vật, siêu cấp trọng bảo, Hiên Viên Long Tông căn cơ một trong. Toàn bộ trên Thái Dương, chỉ có Hiên Viên Long Tông cùng Trật Tự Thiên Tộc, nắm giữ Đế Tôn Thiên Hồn. Đương nhiên, Trật Tự Thiên Tộc có rất nhiều Đế Tôn Thiên Hồn. Bọn họ tiền bối từng sinh ra quá nhiều Đế Tôn. Cái này dẫn đến Trật Tự Thiên Tộc tiểu bối, tại ngay từ đầu liền chạy đến càng nhanh. Bọn họ có càng nhiều thiên tài, tăng thêm bọn họ là thức thần tu luyện giả, cho nên tại 30 tuổi trước, cường độ tại phía xa đế tinh bảng phía trên. Lý Thiên Mệnh đế tinh bảng đệ nhất, nhưng hắn nghe người ta nói, tại Trật Tự Thiên Tộc, hắn khả năng chưa có xếp hạng 10 vị trí đầu. Không có cách, đây chính là ngự thú sư cùng thức thần tu luyện giả khác nhau. Thức thần tu luyện giả. Trời sinh thì tăng lên cảnh giới nhanh, nhất là bên trong tiền kỳ. Lúc tuổi còn trẻ, bọn họ ưu thế hết sức rõ ràng. Mà ngự thú sư cần kéo lấy cộng sinh thú đuổi theo. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên cũng là thức thần tu luyện giả, nhưng hắn gần nhất mới mở ra thức thần, cùng người ta tu luyện 20 mấy năm, không là một loại khái niệm. Làm sao bây giờ đâu?
Thanh Vân Thần Mộc nhanh thành thục, mà hắn trả tại kẹt tại bình cảnh. Có lẽ về sau, đến thích ứng loại tốc độ này đi. Đây mới là bình thường. Nói đến, không thể đi Hiên Viên Long Tông, đối ta vẫn có một ít ảnh hưởng. Nếu như thuận lợi đi Hiên Viên Long Tông, nói không chừng lúc này thời điểm, đã đột phá. Đây chính là tông môn tài nguyên tu luyện tầm quan trọng. Trước mắt Hiên Viên Long Tông cùng Ẩn Long Điện, còn tại rằng co. Nghe Long Uyển Oánh nói, loại rằng co này rất có thể sẽ tiếp tục nhiều năm. Thẳng đến Thánh Long Hoàng cái này đệ nhất xuống dốc. Đến lúc đó, Ẩn Long Điện sẽ thông qua hậu bối tẩy não, một chút xíu từng bước xâm chiếm, triệt để nuốt Hiên Viên. Trước mắt, Phụ Tử Thiên Tinh tướng thần cảnh cấp 6. Bất quá gia hỏa này, gần nhất lui đan triều, đánh về nguyên hình. Lâm Tiêu Tiêu tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, còn tại tiến bộ. Dạ Lăng Phong dựa vào hai đại thần đan còn sót lại dược hiệu, còn có Vu Tử Thiên cho ăn 2 tháng, độc dược đã đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4. Lấy thực lực của hắn, quyết đấu tinh tướng thần cảnh cấp 6 đều được. Đụng tới thức thần tu luyện giả, có thể chiến cấp 7. Nghe nói Trật Tự Thiên tộc bên kia, số tuổi này trước 3, cũng là tinh tướng thần cảnh cấp 7. Nhìn lấy bọn hắn tiến bộ, Lý Thiên Mệnh cũng hâm mộ. Không vội vàng được a, đi trước Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh, nhìn xem có thể hay không tại cổ thần tượng bên kia, cầm tới một môn tương đối tốt roi pháp, đến sử dụng đoạt mệnh ngân long. Hắn đã thật lâu không tiến vào. Dạ Lăng Phong cũng muốn vào xem. Hai người bọn họ liền cùng một chỗ, ở trên trời vị trong kết giới, đem gần nhất tăng lên, toàn bộ ghi chép trong đó. Thiên vị kết giới là một loại vô cùng phức tạp kết giới. Nó là vĩnh hằng huyễn thiên thế giới một bộ phận, không là một loại đơn độc kết giới. Lý Thiên Mệnh sử dụng thủ đoạn thiến công, hắn bày ra cái gì, thiên vị kết giới liền sẽ ghi chép cái gì, đối uy lực của nó, cũng có cảm giác. Tỷ như Lý Thiên Mệnh, sử dụng kiếm thể đem 4 đạo cấp 6 thần tai kiếm khí theo thể nội dẫn xuất giết hại, thiên vị kết giới cũng có thể phân biệt, ghi chép. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng đem chính mình con thứ 5 cộng sinh thú, vạn giới vĩnh sinh thú, ghi vào trong đó. Còn lại còn bao gồm hỗn độn tinh tướng, đoạt mệnh ngân long, cửu long thiên kiếp kiếm, vân vân. Nhưng trong đó hỗn độn tinh tướng ghi chép, xuất hiện một chút vấn đề. Thiên vị kết giới tựa hồ không thể phân biệt, hỗn độn tinh tướng, đối với những khác tinh tướng áp chế lực, tương đương với Lý Thiên Mệnh bị nạo tinh tướng năng lực. Bất quá, may ra hắn tại huyễn thiên chi cảnh bên trong, có thể sử dụng 7 kiếm thức thần. Chỉ kém 3 thanh thức thần trường kiếm cùng hỗn độn tinh tướng. Còn lại tương đương với bật hết hỏa lực, nhìn xem tại Tử Diệu Tinh, thực lực của ta là trình độ gì. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, ẩn giấu quá lâu. Mà lại, Ngân Trần xuất sinh, còn không có tránh thức chiến đấu. Lý Thiên Mệnh đã có chút không thể chờ đợi. Hắn đem Ngân Trần 150.000 tiểu ngân chứng, cho triệu hoán trở về. Để nó ở trên trời vị trong kết giới, bày ra tất cả năng lực, ở phương diện này, thiên vị kết giới còn giống như được, dù sao Ngân Trần cùng loại. Mẫu hoàng hệ, cộng sinh thú, nó biến hóa thủ đoạn, ngoại trừ phệ cốt nghĩ loại này, còn lại ảnh hưởng cũng không lớn. Ghi chép hoàn tất. Ong ong. Mệnh hồn ngủ say, thiên hồn vượt qua, đạt tới dị độ ký ức không gian. Trước mắt hắn xuất hiện cái kia hoa mỹ màu sắc rực rỡ hồ điệp. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Tiểu Lục. Đi vào. Hắn cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ, bị huyễn thiên chi cảnh lôi kéo, đụng vào trong đó. Kỳ quái. Đinh. Hoan nghênh Tử Diệu Tinh đệ tử Lâm Phong, quang lâm Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên tinh linh lại xuất hiện. Cái này mập mạp đồ chơi nhỏ, mọc ra một đôi cánh, ở bên cạnh bay tới bay lui. Thiên Mệnh ca, ngươi. Ha ha. Dạ Lăng Phong nhìn không được cười ra tiếng tới. Cái gì? Lý Thiên Mệnh xem xét, quả nhiên, Ngân Trần Thiên Hồn, cũng hóa thành hình xăm, xuất hiện tại trên người mình. Sau đó. Hắn toàn thân cao thấp, toàn bộ đều là màu bạc điểm. Thì cùng màu bạc nốt ruồi giống như, trải rộng toàn thân, trên mặt đều lít nha lít nhít. Vốn là Lam Hoang cùng Miêu Miêu, đều không đặt chân chi địa, hiện tại chớ nói chi là. Lý Thiên Mệnh, người chứng phía trên, đều là nốt ruồi. Huỳnh Hỏa sâu xa nói. Lý Thiên Mệnh phục, bỉ nhân Lý Ma Tử, a à không, ở chỗ này, ta gọi rừng mặt rỗ. Vô cùng thê thảm. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị đi cổ thần tượng. Đúng vào lúc này, Huyễn Thiên Tinh Linh nói, Lâm Phong, ngươi có một đầu nhắn lại, đến từ huyền tiên các đệ tử Liễu Hoàn Hoàn. Hắn mèo còn nhắn lại. Lý Thiên Mệnh càng phục,
phải chăng muốn tuyên đọc? Đọc đi. Liễu Hoàn Hoàn nói, Lâm Phong, toàn bộ Tử Diệu Tinh đều đang tìm ngươi, ngươi ở đâu? Nếu như tới Huyễn Thiên Chi Cảnh, nhớ đến tới tìm ta nha, ta dẫn ngươi đi một cái thú vị địa phương. Sau khi đọc xong, Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi, phải chăng muốn tìm Liễu Hoàn Hoàn? Thú vị địa phương. Cô nương này đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi, làm Lý Thiên Mệnh đều hiếu kỳ. Dù sao hiện tại thời gian an định xuống tới, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Sau đó hắn nhân tiện nói, được a, ngươi xem một chút nàng có ở đó hay không, hẹn hắn tại Huyền Chi Hữu Huyền Đảo gặp mặt. Được rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh liền xài một chút xíu thời gian, liền nói, đã hẹn, nàng tại Huyền Chi Hữu Huyền Đảo, chờ ngươi, phải chăng muốn đi? Đi. Nơi này cũng là thuận tiện. Đi nơi nào nháy mắt là được. Không biết một ngôi sao này, cách chúng ta nhiều xa xôi. Dạ Lăng Phong có chút hướng tới nói. Theo Nguyệt Chi Thần Cảnh, có thể tới bọn họ Huyễn Thiên Chi Cảnh, có thể sẽ không quá xa. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu như Tử Diệu Tinh cùng mặt trời đụng tới, sẽ như thế nào? Chiến tranh, hòa bình, không biết, nhìn thực lực mạnh yếu đi. Ta cảm giác Tử Diệu Tinh khả năng mạnh hơn một chút. Tối thiểu so Thái Dương Vạn Tông cường. Dạ Lăng Phong nói. Đúng. Điểm này Lý Thiên Mệnh tán thành. Ta lần trước đánh bại một cái tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất, đứng hàng tử tinh bảng, hơn 9,800 tên. Hắn vừa nói xong nơi này, Huyền Chi Hữu Huyền Đảo đã đến. Vừa mới đi ra, phía trước thì xuất hiện một cái ghim xanh biếc viên thịt đầu đáng yêu thiếu nữ. Nàng tướng mạo cùng trên Thái Dương nữ hài có chút khác nhau, lộ ra linh động mà tươi mát. Có rừng rậm hệ cảm giác, mà trên Thái Dương nữ tử, bao nhiêu so sánh nóng bỏng. Cho nên xem ra, ngược lại là có một loại dị vực phong tình tại. Lâm Phong, đã lâu không gặp nha. Liễu Hoàn Hoàn tính cách 10 phần hoạt bát sáng sủa, tới liền ôm một cái. Lý Thiên Mệnh cảm thấy Huyễn Thiên Chi Cảnh thật mạnh, rõ ràng là thiên hồn, đụng phải nàng thời điểm, đều sẽ có huyết nhục xúc cảm, còn có thể nghe đến mùi thơm. Cái này cũng đã chứng minh Huyễn Thiên thần tộc đáng sợ. Hoàn Hoàn, ngươi nhiều lần nói muốn mang ta đi một chỗ chơi tốt, làm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn hiện tại có Huyễn Thiên Chi Cảnh cấp 3 quyền hạn, đi nơi nào đều thuận tiện. Nơi này còn có rất nhiều kỳ diệu địa phương, chờ lấy Lý Thiên Mệnh đi khai quật, tuyệt đối có không ít thanh hồn điện không có có đổ vật. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề A, không cùng người ta hàn huyên một chút, lần trước nói để ngươi thêm vào chúng ta huyền tiên các sự tình, suy tính được như thế nào à nha? Lặng lẽ nói cho ngươi, gia tộc của ta, thuộc về huyền tiên các đệ nhất thị tộc, không kém nha. Liễu Hoàn Hoàn nói. Bởi vì lần trước liên tục khiêu chiến cổ thần tượng, để Lâm Phong danh tiếng lan xa, nhưng không có hiện thực thế giới tư liệu. Cho đến nay, còn có người tại Tử Diệu Tinh phía trên tìm hắn đây. Ta có thế lực che chở, nhưng là phải giữ bí mật, không có cách nào. Lý Thiên Mệnh nói. Dạng này a, cái kia không có cách nào rồi, bất quá. Không trở ngại chúng ta kết giao bằng hữu, nhớ đến huyền tiên các tìm ta chơi a. Liễu Hoàn Hoàn nói. Có cơ hội nhất định đi. Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ là, trời mới biết ngươi ở nơi nào. Cái kia một lời đã định, đúng, ngươi nói chơi vui địa phương đúng không? Ta là muốn dẫn ngươi đi, tử tiêu chiến trường, quan chiến tới, kết quả ngươi cái tên này, hiện tại leo lên tử tinh bảng 10.000 tên bên trong, chính ngươi liền có thể tham chiến. Cái kia nhưng là chân chính có thể danh động thiên hạ địa phương. Liễu Hoàn Hoàn hướng tới nói. Tử tiêu chiến trường, tham chiến, làm gì dùng, Lý Thiên Mệnh hỏi. Quả nhiên, ngươi ở đâu cái rừng sâu núi thẳm lớn lên đi, liền điều này cũng không biết. Liễu Hoàn Hoàn chớp mắt nói. Ta vội vàng bế quan đây, Lý Thiên Mệnh nói. Được, chúng ta đi trước lại nói. Muốn đi cái kia, tử tiêu chiến trường, chỉ cần cùng Huyễn Thiên Tinh Linh nói là được rồi. Quang mang lập lòe, bao khỏa ba người bọn hắn. Liễu Hoàn Hoàn chân thành nói, tử tiêu chiến trường, cũng là 30 tuổi trở xuống đệ tử, sắp xếp, tử tinh bảng, chiến đấu chi địa, càng là toàn bộ Tử Diệu Tinh chú mục chi địa, có vô số người chú ý, chỗ đó mỗi ngày đều có tử tinh bảng thiên tài khiêu chiến, đến từ các nơi trên thế giới đám thiên tài bọn họ, mỗi ngày ở đây chém giết, bài danh tùy thời đều đang thay đổi động, mặc kệ là chiến đấu vẫn là quan chiến, đều có thể học tập được rất nhiều. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Tử tinh bảng cùng đế tinh bảng, cũng là một cái tính chất. Bất quá, hắn đối cái này xa cuối chân trời tử tinh bảng, cũng không có hứng thú. Duy nhất có điểm hiếu kỳ chính là, cái này Tử Diệu Tinh tiểu bối thiên tài,
tỉ như bảng danh sách 10 vị trí đầu là cái gì mức độ. Cùng trật tự thiên tộc so sánh lại như thế nào? Có chỗ tốt sao? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi một chút. Chỗ tốt gì? Liễu Hoàn Hoàn mơ hồ hỏi. Cũng là bảng danh sách hàng đầu chỗ tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên là có A, mà lại rất quan trọng, bằng không mọi người tranh giành cái gì đâu. Chỉ là cạnh tranh tên tức giận, sẽ không như thế náo nhiệt. Dù sao cái này bảng danh sách mỗi ngày đều tại kịch liệt biến hóa. Liễu Hoàn Hoàn nói. Cái kia đều có cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Tử tinh bảng bài danh, đối ứng tử diệu tinh thần tháp tu luyện tư cách. Liễu Hoàn Hoàn nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh ban đầu vốn không chút nào để ý, nhưng là câu nói này, ngược lại để hắn nghiêm túc. Chẳng lẽ tử tinh bảng hàng đầu, có thể tại tử diệu tinh thần tháp cao hơn chỗ tu luyện? Thanh hồn điện thanh thiên kiều, Lý Thiên Mệnh đã mò thấy. Hắn cảm giác đại khái cũng là tử diệu tinh thần tháp tứ ngũ trọng mức độ. Mà hắn tại tử diệu tinh thần tháp, tạm thời chỉ có thể lên tầng thứ ba. Đúng, Liễu Hoàn Hoàn trả lời. Không dùng 10 ngày một cái luân hồi. Mỗi ngày chiến đấu một lần, thua liền phải xéo đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Quy tắc này tuy nhiên thú vị, có thể gia tăng chiến đấu kinh nghiệm, nhưng lại để Lý Thiên Mệnh, rất khó chờ đủ 10 ngày. Không dùng, chỉ cần chiếm đóng bài danh, liền có thể vĩnh viễn tu luyện, đều không cần đi ra. Đây là thiên tài đặc quyền, hâm mộ A. Liễu Hoàn Hoàn ngắm Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, cái cho chúng ta lần thứ nhất đánh nhau, ngươi đều còn không bằng ta, nhưng bây giờ ngươi đều tiến tử tinh bảng 10.000 tên. Có thể tại tử tiêu chiến cuộc chiến đấu, thật hâm mộ ngươi. Hoàn Hoàn, tử tinh bảng cụ thể như thế nào, đối ứng tử diệu tinh thần tháp đâu? Lý Thiên Mệnh biết, tử diệu tinh thần tháp hết thảy có 9 tầng. Hắn tính ra tầng thứ 6 trở lên thiên hồn, đều muốn siêu việt thanh hồn điện. Thậm chí chỗ càng cao hơn, có thể sẽ siêu việt Thái Dương Vạn Tông truyền thừa thiên hồn nhiều nhất Hiên Viên Long Tông. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần có thể đi lên. Cái này huyễn thiên chi cảnh đối Lý Thiên Mệnh cực kỳ hữu dụng. Thậm chí, có thể đền bù thanh hồn điện tư nguyên chưa đủ chống chỗ. Đơn giản, tử tinh bảng trước 1.000 tên, cũng chính là toàn bộ tử diệu tinh tiểu bối, mạnh nhất 1.000 người, nắm giữ tại tử diệu tinh thần tháp tầng thứ 5, vĩnh cửu tu luyện quyền lực, đương nhiên, gặp thời khắc bảo trì bài danh, rơi xuống thì lập tức bị loại. 1.000 tên, tầng thứ 5, đã cùng thanh thiên kiều cầu đuôi không sai biệt lắm. Sau đó thì sao? Nhóm thứ hai lần, là, 100 người đứng đầu, cũng là toàn thế giới trước 100 thiên tài, đây chính là tại 2 tỷ tiểu bối bên trong trước 100 nha. Bọn họ đối ứng tử diệu tinh thần tháp, tầng thứ 6, vĩnh cửu tu hành tư cách. Cái này đã so thanh hồn điện tốt. Nhóm thứ ba lần, cũng là tử tinh bảng, 10 vị trí đầu, siêu cấp thiên tài nhóm, có thể tại tử diệu tinh thần tháp để thất trọng tu luyện. Cái kia loại điều kiện, đoán chừng cùng Hiên Viên Long Tông không sai biệt lắm. Thậm chí càng tốt hơn. Nhóm thứ tư lần, cũng là tử tinh bảng, trước ba. Cũng là mạnh nhất ba người, phong quang nhất ba vị, Thảo A. Bọn họ có thể tại tử diệu tinh thần tháp, tầng thứ 8, tu hành, có thể leo lên tầng thứ 8, tối thiểu phải là thần dương vương cảnh đỉnh phong, cấp 10 trở lên, mà tử tinh bảng trước ba, có thể sớm đi lên, hơn nữa còn không dùng một ngày chiến đấu một lần. Liễu Hoàn Hoàn vô cùng hướng tới nói. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh đã vững tin. Cái này, tử tiêu chiến trường, hắn nhất định phải đi. Đây là giải quyết trước mắt hắn khốn cục cây cỏ cứu mạng. Còn gì nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nghĩ là, tử tinh bảng đệ nhất vị kia, luôn có càng lớn chỗ tốt đi. Không phải vậy người nào dễ đệ nhất đâu. Có a, cái kia chính là tử tinh bảng đệ nhất, lớn nhất vạn chúng chú mục cái vị kia, lớn nhất lập lòe một người, chính thức nổi tiếng thiên hạ nhân vật, hắn có thể tại tử diệu tinh thần tháp lớn nhất cao một trọng. Cũng chính là tầng thứ 9 vĩnh cửu tu hành. Quả nhiên, tầng thứ 9. Chí cao chi địa. Lý Thiên Mệnh biết, Liễu Hoàn Hoàn nói, vĩnh cửu tu hành, hạn định điều kiện, là không cao hơn 30 tuổi. Vượt qua 30 tuổi, tự động rời đi bảng danh sách, tự nhiên không có loại này tử diệu tinh thần tháp ưu đãi. Nói đến, cái này tử tinh bảng tùy thời đều tại đổi mới, thời khắc đều tại khiêu chiến, chiến đấu, mà, đế tinh bảng, 10 năm chỉ so với một lần. So sánh tới nói, tử tinh bảng mức độ, khẳng định càng phù hợp thực tế. Tỷ như Vu Tử Thiên loại này người, chỉ có thể 1-2 tháng trang bước một lần, hắn tại cái này tử tinh bảng, căn bản đứng không vững, chẳng mấy chốc sẽ bị quét xuống. Tử diệu tinh thần tháp tầng thứ 9, có cấp bậc gì thiên hồn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là đương nhiên là, đế tôn thiên hồn.
Liễu Hoàn Hoàn hưng phấn lên, nói tiếp. Hết thảy 100 cái đế tôn thiên hồn, chính là Tử Diệu Tinh các đời đế tôn nhóm cuối cùng phụng hiến. Truyền thuyết tại đế tôn nhóm hộ tống phía dưới, liền xem như phế vật, đều có thể dương phàm xuất phát, xông thẳng lên trời, vậy đơn giản là thiên hạ anh tài lớn nhất hướng tới địa phương. Đó đã không phải là dựa vào thực lực có thể vào địa phương, mà chính là dựa vào thiên phú, chỉ có Tử Diệu Tinh phía trên, mỗi một cái tuổi đoạn đệ nhất, mới có thể đi vào. Tỷ như Tử Tinh bảng đệ nhất, còn có trăm tuổi bên trong, Thanh Hoa bảng đệ nhất. Qua Nga, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng hai chữ này, để diễn tả mình mừng thầm. Hắn meo, trời không tuyệt đường người. Hắn hít thở một hơi thật sâu, hào khí vượt mây giận dữ hét, lão tử muốn trèo lên đỉnh Tử Tinh bảng, cầm xuống song tinh đệ nhất. Cái gì song tinh đệ nhất a? Ngươi nói chuyện, dọa ta một hồi. Liễu Hoàn Hoàn vỗ ngực nói. Ha ha, nhuận một chút cuống họng. Lý Thiên Mệnh cười xong, vỗ vỗ Dạ Lăng Phong bả vai, nói, thứ hai để cho ngươi, lại đem Tiêu Tiêu hô tiến đến, để cho nàng cầm dưới thứ ba. Các ngươi, Liễu Hoàn Hoàn mộng, hỏi, đang nằm mơ sao? Nói xong, nàng bỗng nhiên cười, nói, cũng đúng nha, nơi này là huyễn thiên chi cảnh, tất cả mọi người đang nằm mơ. Tử Tiêu chiến trường, đến. Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ cao, phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt của hắn, là một cái vô cùng to lớn tử sắc hình cầu. Cái kia tử sắc hình cầu phía trên vân tiêu, quang mang lập lòe, vô số tinh thần trang trí trên đó, phát sáng vô tận, hiện ra hai mắt. Cái này một cái to lớn hình tròn kết giới, cũng là tử tiêu chiến trường. Tại cái này tử tiêu chiến trường bên ngoài, có lít nha lít nhít người, trong đó lấy tiểu bối làm chủ, bọn họ vây quanh tử tiêu chiến trường treo lơ lửng giữa trời, xem ra tối thiểu mấy chục triệu người, thậm chí nhiều hơn. Tựa như là vô thiên chi chiến mở ra thời điểm, một tỷ đệ tử tham chiến như vậy hùng vĩ. Khác biệt chính là, nơi này duy nhất trò chơi quy tắc, cũng là khiêu chiến, thay thế. Trước kia ta là muốn mang ngươi đến quan chiến tới, chúng ta tại tử tiêu chiến trường bên ngoài, có thể thông qua huyễn thiên tinh linh, lựa chọn chính mình muốn nhìn chiến đấu, phàm là tử tinh bảng trước 100 quyết đấu, vậy cũng là nắm chắc ức người nhìn. Liễu Hoàn Hoàn nói, ta hiện tại, nhiều nhất có thể khiêu chiến bao nhiêu tên? Lý Thiên Mệnh hỏi, người tại, 10.000 tên bên trong, có thể khiêu chiến, ngàn tên bên trong, đến, ngàn tên bên trong, liền có thể khiêu chiến, trăm tên bên trong, mỗi ngày không hạn số lần. Cứ thế mà suy ra, chỉ có trăm tên bên trong, mới có thể khiêu chiến 10 vị trí đầu, có thể chỉ có 10 vị trí đầu có thể trước khi chiến đấu 3, chỉ có trước 3, có thể chiến đệ nhất. Cứ như vậy, bên trong mỗi người đều bề bộn nhiều việc. Mỗi người đều có cự tuyệt khiêu chiến quyền lực. Nhưng một đoạn kỳ hạn bên trong, nhất định phải tiếp nhận một lần, nếu không tự động rơi tên. Kích thích. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Nói cách khác, hắn hôm nay tùy tiện cấm xuống một cái đối thủ, liền có thể tiến 1.000 tên. Vậy liền có thể đi Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 5. Thế mà, mục tiêu của hắn là tầng thứ 9. Ầm ầm. Mấy trăm triệu người hiện trường vây xem. Tử tiêu chiến trường lớn đến vô biên. Vô số quang mang tụ tập chiến trường. Cái tràng diện này, xác thực nhiệt huyết sôi trào. Có huyễn thiên tinh linh tại, lại thêm có tử tinh bảng bài danh, Lý Thiên Mệnh muốn tham dự khiêu chiến vô cùng dễ dàng. Mà Dạ Lăng Phong, thì cần muốn trước thu hoạch được tử tinh bảng, 10.000 tên bên trong, bài danh, mới có thể bắt đầu tham dự. Đó cũng không phức tạp. Đương nhiên, Dạ Lăng Phong cũng không cần phải gấp. Bây giờ thời gian dư giả, Lý Thiên Mệnh ngày đầu tiên tới khiêu chiến. Hắn muốn ở bên ngoài nhìn nhiều nhìn. Đi, đi qua đi. Khoảng cách ngươi lần trước tại cổ thần tượng bên kia, náo động lên động tĩnh thời gian, có một đoạn thời gian, bất quá, cái này tử tiêu chiến trường, vẫn có một ít người nhận biết ngươi. Liễu Hoàn Hoàn cười tủm tỉm nói. Ba người bọn họ đi tới cái này đầy sao tô điểm hình tròn bên ngoài kết giới. Tử Diệu Tinh các đệ tử, ở ngay vị trí này quan chiến. Tiếp xúc gần gũi, càng thấy chiến trường này đại khí bàng bạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ sinh mệnh, bọn họ nguyên một đám ánh mắt hừng hực, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng hướng tới. Bọn họ nhìn lấy chiến trường, tưởng tượng thấy chính mình cũng có ngày, cũng có tư cách tiến vào trong đó, bị vạn chúng ngưỡng mộ, vì tông môn, phụ mẫu gia tộc làm vẻ vang. Ngươi ngẩng đầu. Nghe Liễu Hoàn Hoàn lời này về sau, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Chỉ gặp dưới bầu trời, có tốt nhiều tử sắc văn tự, tại chư thiên lập lòe. Đây đều là tên.
những tên này cũng không phải là như Tề Thiên Bia như thế, từ trên xuống dưới bài bố, mà chính là hợp thành một cái vòng xoáy, bài danh càng là gần phía trước tên, thì càng tại chính giữa, kỳ văn chữ phạm vi lại càng lớn. Hạng nhất, lập lòe thiên hạ. Thứ hai, thứ ba, vây quanh hai bên, đồng dạng phát sáng. 10 vị trí đầu đồng dạng dễ thấy. Càng là ra bên ngoài, tên lại càng nhỏ. Tỷ như Lý Thiên Mệnh hiện tại, Lâm Phong, hai chữ, xếp tại biên giới chỗ. Cái này Tử Diệu Tinh, tiểu bối trong các đệ tử tinh tướng thần cảnh thì có hơn vạn, so Thái Dương Vạn Tông cao hơn. Lý Thiên Mệnh cảm khái một câu, liền hướng Huyễn Thiên Tinh Linh biết một chút cụ thể khiêu chiến chi pháp. Hắn tại thời gian nhất định trong hạn chế, có thể đối ngàn tên bên trong 10 người khởi xướng khiêu chiến, cụ thể quy tắc còn thật phức tạp. Lý Thiên Mệnh mặc kệ giải, dù sao có người tiếp nhận, liền tương đương đối chiến thành lập, cái kia liền có thể vào tràng. Người xác định hiện tại liền muốn phía trên sao, nếu có điểm chuẩn bị lại đến, nắm chắc khả năng lớn hơn một chút, không đến mức lãng phí quý giá cơ hội khiêu chiến nha. Liễu Hoàn Hoàn nhắc nhở. Không có chuyện, ta đã chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh nói. Hừ, thần thần bí bí. Đúng, lần trước cùng người tới, Tiểu Linh, nàng làm sao không có tới đâu. Liễu Hoàn Hoàn hỏi. Gần nhất có chút bận rộn, qua chút thời gian, ta mang nàng tiến đến. Lý Thiên Mệnh thuận miệng giật một chút. Liễu Hoàn Hoàn đối Khương Phi Linh khuynh thành dung mạo, có thể nói trí nhớ sâu hơn. Được, vậy liền nhìn ngươi khẩn trương biểu hiện tốt ha. Liễu Hoàn Hoàn chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, cẩn thận bị người đánh rơi răng hàm. Bọn họ chính nói chuyện đâu, bỗng nhiên có người sau lưng hô một tiếng, Liễu Hoàn Hoàn. Liễu Hoàn Hoàn quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa có một đám người trẻ tuổi đi ngang qua. Phục sức của bọn họ hóa trang, cùng Liễu Hoàn Hoàn có chút tương tự, có thể là đến từ cùng một cái tông môn. Hết thảy mười mấy người. Tuổi tác cũng không lớn, nam nam nữ nữ, ăn mặc cách ăn mặc, đều có vẻ hơi cao quý. Trong đó người nói chuyện, thân mặc một thân cạn màu cam váy dài, trên đó có không ít đỉnh cấp châu lion ngọc, xem ra mười phần quý khí, nàng da thịt trắng nõn, khuôn mặt non mịn, có hạc giữa bầy gà cảm giác, rõ ràng xuất thân không thấp. Bên cạnh là đám thanh niên, cũng chen chúc tại bên người nàng, lấy nàng vi tôn. Có chuyện gì sao? Liễu Hoàn Hoàn nhẹ giọng hỏi, nàng rụt rụt đầu, có chút sợ thiếu nữ này. Không có chuyện gì, có đoạn thời gian không thấy được ngươi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Áo da cam thiếu nữ hỏi. Bát Thánh Thiên. Liễu Hoàn Hoàn tiếng như ruồi muỗi, có chút đỏ mặt. Tốt a, ngươi thật sự là quá tệ, thiếu cùng một số bạn bè không tốt chơi đùa. Đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện, đừng cho cô mất mặt biết không. Lần trước nàng gặp ta, còn lão nói với ta về ngươi, để cho ta thật tốt mang ngươi. Áo da cam thiếu nữ chân thành nói. Liễu Hoàn Hoàn nhắc lên cảnh giới thời điểm, áo da cam thiếu nữ bên cạnh không ít tuổi trẻ nam nữ, nhịn không được nén cười, nhưng lại cười không lên tiếng tới. Liễu Hoàn Hoàn tại Huyền Tiên Các, xuất từ các chủ một mạch, xem như trong danh môn vọng tộc kém cỏi nhất, liền bọn họ cũng không sánh nổi. Tốt a, Liễu Hoàn Hoàn thực sự bất đắc dĩ, không muốn nhiều lời. Nàng bộ dạng này, có chút chọc giận áo da cam thiếu nữ, nàng trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, bùn nhão không dính lên tường được. Nói xong, nàng còn nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong liếc một chút. Đại khái là hai cái này thiếu niên khí chất có chút thượng thừa, để cho nàng ngơ ngác một chút, tâm lý có chút ngoài ý muốn, liền sinh ra một chút không tốt phỏng đoán, có chút âm dương quái khí mà nói, không nỗ lực coi như xong. Còn luôn cùng lạ lẫm nam chơi, tốt nhất kiểm điểm một số đi, ta đều thay cô cuống cuồng. Uy, Liễu Huyên Huyên, chuyện của ta không cần ngươi quản tốt ha, làm sao càng nói càng quá mức. Ta biết ngươi muốn tú cảm giác ưu việt, làm phiền ngươi khác bắt lấy ta tới, ta lại không nợ ngươi cái gì. Liễu Hoàn Hoàn nhịn không được nói ra. Cái này gấp sao? Liễu Huyên Huyên thở dài, lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, làm đến nàng tựa như là trưởng bối giống như. Hết có thuốc chữa, mặc kệ hắn. Bên cạnh khác một người nữ sinh khuyến cáo nói. Đi thôi, trận này, có không ít người khiêu chiến ta, hôm nay đến tiếp một cái, không phải vậy muốn rơi thứ tự. Liễu Huyên Huyên câu nói này, tận lực nói đến vang dội một chút, đơn giản là muốn để Liễu Hoàn Hoàn nghe được. Các nàng sinh hoạt lẫn nhau khác biệt, nàng có thể tham chiến, mà Liễu Hoàn Hoàn chỉ có thể quan chiến. Liễu Hoàn Hoàn không muốn nhiều lời, liền cúi đầu xuống. Để bọn hắn rời đi. Lý Thiên Mệnh gặp nàng có chút thương tâm, liền hỏi, nàng thứ mấy a?
Cái gì? Tử tinh bảng. 618 tên. Liễu Hoàn Hoàn nói. Được. Lý Thiên Mệnh vừa nghe nàng nói đối phương tên, liền đối với đám người kia hô. Liễu Huyên Huyên, một hồi có một cái gọi là làm, Lâm Phong, người khiêu chiến ngươi, nhớ đến tiếp một chút. Ừm, đối phương quay đầu, đình chỉ ý cười hỏi, là ngươi sao? Đúng vậy, bạn bè không tốt, Lý Thiên Mệnh khẽ cười nói. Vậy liền chọn ngươi. Liễu Huyên Huyên nhún nhún vai, lại chừng Liễu Hoàn Hoàn liếc một chút, cùng các bằng hữu dương dương tự đắc rời đi. Cái này ai vậy? Nàng sau khi đi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Biểu muội ta, so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, cha nàng là chúng ta Huyền Tiên Các phó các chủ, số 2 cường giả, kỳ thật ta thẳng phục nàng, thật sự là rất lợi hại. Là chúng ta Huyền Tiên Các tối đỉnh cấp thiên tài một trong, nhưng chính là quá mang thù, lúc còn rất nhỏ, chúng ta cùng nhau đùa giỡn thời điểm, ta đánh qua nàng một trận, hiện tại gặp mặt đều muốn nói móc ta, phiền muộn a. Liễu Hoàn Hoàn lắc đầu, ngừng lại một chút, nàng một lần nữa cười nói, bất quá không có việc gì, nàng cũng chỉ là nói móc mà thôi, không tổn thương thân thể. Lại nói ngươi vừa mới khiêu khích nàng, là muốn vì ta ra mặt sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta sợ khiêu chiến những người khác, không ai tiếp nhận, lãng phí thời gian, vừa tốt trước hẹn một cái. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ha ha, người cái tên này thế nào không theo chiếu thói quen ra bài, làm hại ta kém chút cảm động. Liễu Hoàn Hoàn buồn cười. Lâm Phong cái tên này quá phổ biến, nói không khoa trương, cái này tím tinh bảng phía trên đều có 20 mấy cái. Cầm cái tên này đi khiêu chiến người khác phản ứng đầu tiên đều là cự tuyệt. Dù sao danh tự vừa ra, cảm giác liền muốn giả heo ăn thịt hổ. Lý Thiên Mệnh đem vừa mới Liễu Huyên Huyên, gia nhập vào khiêu chiến trên danh sách, sau đó ngồi đợi đáp lại. Không ra thời gian ba cái hô hấp, Huyễn Thiên Tinh Linh nói cho Lý Thiên Mệnh, Liễu Huyên Huyên ứng chiến. Rốt cục thuận lợi bắt lấy một cái, có thể trực tiếp tiến 1000 bàn đạp. Vận khí không tệ. Ta nếu là đánh bại nàng, nàng là hạ xuống một tên, vẫn là cùng ta đổi chỗ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đổi chỗ A, thua trực tiếp rời đi Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 5. Rớt xuống 9800 tên, Liễu Hoàn Hoàn nói. Kích thích. Loại phương thức này, sẽ để cho bài danh cạnh tranh nhất là kịch liệt. Lâm Phong, người xong, bị nàng xem như oan đại đầu, nàng chỉ cần đánh bại ngươi, lại có thể cự tuyệt còn lại khiêu chiến một đoạn thời gian. Mỗi người đều là tại một đám người khiêu chiến bên trong, lựa chọn yếu một cái đối phó đi qua. Liễu Huyên Huyên khẳng định là cho rằng, bằng hữu của ta bên trong, không có cái gì đáng nhắc tới nhân vật. Liễu Hoàn Hoàn nghiến răng nghiến lợi nói. Đối phương quả quyết trực tiếp, tiếp nhận khiêu chiến, khẳng định là có lý do. Ngươi lại dám xem thường ta, cái kia hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng, ta muốn đi vào. Lý Thiên Mệnh nói. Đi thôi, cần muốn ta giúp ngươi, đem nàng đánh mặt mũi bầm dập sao. Đần độn, đây là Huyễn Thiên chi cảnh. Người đem người giết, một vốn một lời thể tới nói đều là gãi ngứa ngứa. Nói cũng phải. Lý Thiên Mệnh liền gọn gàng mà linh hoạt, hắn vươn tay, đặt ở tử tiêu trên chiến trường. Cái kia tử tiêu chiến trường trực tiếp đem nuốt vào. Còn lại Dạ Lăng Phong cùng Liễu Hoàn Hoàn, tại cái này mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu? Liễu Hoàn Hoàn hỏi. Ta tại sao muốn nói chuyện? Kỳ hoa. Ngươi mới kỳ hoa. Liễu Hoàn Hoàn càng ngày càng phát hiện, bọn họ giống như thật sự là kỳ nhân. Có lẽ, hắn có thể đem Liễu Huyên Huyên kéo xuống, chèn ép một chút nàng phách lối khí diễm. Không để cho nàng muốn luôn đi mẹ ta bên kia cáo trạng. Mang tốt đẹp như vậy tưởng tượng, nàng trừng to mắt, lựa chọn quan chiến Lý Thiên Mệnh cùng Liễu Huyên Huyên chiến đấu thị giác. Ngươi là người khiêu chiến, có thể lựa chọn chiến trường hoàn cảnh. Trước mắt là một cái trống không thế giới, không có cái gì. Hết thảy đứng lơ lửng giữa không trung. Tùy tiện, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy liền mở ra, quan chiến thị giác. Trống không thế giới bắt đầu biến hóa, tầm mắt biến đến bao la. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình đặt mình vào tại cái kia to lớn tử tiêu bên trong chiến trường, bị hình tròn kết giới bao phủ. Cái kia sao lốm đốm đầy trời hình tròn bên ngoài kết giới, có thể nhìn đến người quan chiến. Tỷ như Dạ Lăng Phong cùng Liễu Hoàn Hoàn. Bọn họ cũng có thể nhìn đến Lý Thiên Mệnh. Người quan chiến không coi là nhiều, chỉ có hàng vạn người, trong đó đại bộ phận đều là vì Liễu Huyên Huyên mà đến. Thần kỳ! Hắn vừa cảm khái một tiếng, Liễu Huyên Huyên bóng người, ở phía đối diện xuất hiện.
Cái này áo da cam thiếu nữ xuất hiện về sau, liếc một cái Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn thất vọng, thật đúng là ngươi đây, làm gì, muốn thông qua leo lên Liễu Hoàn Hoàn, chim sẻ bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng sao? Lý Thiên Mệnh sửng sốt, nói, ngươi còn mắt mù. Thì ta bộ dáng này, chẳng lẽ không phải xem xét cũng là tuyệt thế kỳ tài sao? Khí chàng còn chưa đủ mạnh. Tạm được, có điểm người có bản lĩnh, cũng sẽ không cùng Liễu Hoàn Hoàn lăn lộn cùng một chỗ. Còn nhiều ngươi loại này dựa vào bề ngoài hống người ngân thương sắp đầu. Liễu Huyên Huyên trợn mắt một cái nói. Lý Thiên Mệnh cũng không có giả heo ăn thịt hổ ý tứ. Không biết sao đối phương cưỡng ép phía trên nhãn hiệu, hắn cũng là phục. Được rồi, không cùng ngươi lãng phí thời gian, cái kế tiếp. Lý Thiên Mệnh lười nhác ra cổng sinh thú. Trước mắt hắn có thể nhìn đến tư liệu là. Liễu Huyên Huyên, Huyền Tiên Các, Thượng Tiên Đệ Tử, trong tông môn bài danh thứ tư. 22 tuổi, tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Lam Huyết Tinh Hải Lam Phi Lâm, tựa như là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, nhưng nàng có thể tại đế tinh bảng bài danh mười mấy, mà Liễu Huyên Huyên lại xếp tới hơn 600 tên. Bởi vậy có thể thấy được, hai địa phương chân thực chênh lệch. Đương nhiên, 30 tuổi trước dù sao đều là tiểu bối, chênh lệch cảnh giới không nhất định là thiên phú chênh lệch. Đây cũng không phải là nói hai địa phương đứng đầu cường giả. Cũng có chênh lệch lớn như vậy. Nhưng tối thiểu nhất, tại thuần chiến đấu góc độ phía trên nhìn, tử tinh bảng so đế tinh bảng, càng có tính khiêu chiến. Bắt đầu. Trong tay đoạt mệnh ngân long xuất hiện. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hất lên. Siêu siêu. Cái kia một đầu ngân sắc thần long, lấy tốc độ khủng khiếp biểu bay ra ngoài. Liễu Huyên Huyên còn đang chuẩn bị xuất ra binh khí. Tại nàng còn có chút lười biếng thời điểm, ở ngực một đạo ngân sắc xiềng xích, đột nhiên xuyên thủng qua. Nàng ngây ngẩn cả người. Muốn là ở bên ngoài, người đã chết, Lý Thiên Mệnh nói. Người đang đùa ta. Liễu Huyên Huyên trừng to mắt, nhìn lấy ở ngực cái này ngân sắc xiềng xích, một mặt ngốc trệ. Lâm Phong thắng, bài danh đổi, Liễu Huyên Huyên mất đi Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 5 tu hành tư cách. Nàng còn không có kịp phản ứng, tuyên cáo cũng đã truyền ra. Ông, hai người đều tiêu tán ra ngoài, rời đi Tử Tiêu chiến trường. Siêu. Lý Thiên Mệnh về tới Dạ Lăng Phong bên cạnh bọn họ. Tại trước mắt hắn, Liễu Hoàn Hoàn quay đầu nhìn lấy hắn, nhịn không được cô lỗ một chút, nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này, cái gì, ngươi, hả? Nàng có chút lời nói không mạch lạc. Ta hôm nay có thể khiêu chiến 100 vị trí đầu sao? Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đây là phong khinh vân đạm việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Giải quyết Liễu Huyên Huyên, hắn trực tiếp tiến bước kế tiếp. Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 5. Đã cùng Thanh Hồn Điện Thanh Thiên Kiều không sai biệt lắm, cái kia có ý nghĩa gì? Huyên Huyên thua. Liễu Hoàn Hoàn lúc này mới há mồm thở dốc, nói ra bốn chữ này. Ngươi phản ứng thế nào chậm như vậy? Lật phần, tiếp theo đem. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái gáy của nàng. Liễu Hoàn Hoàn bị đau, ôm đầu, tâm lý lại không cầm được thống khoái, vội vàng nói, không tệ không tệ, cho bản thiên tử xả được cơn giận. Nhưng là nàng vẫn có chút hãi, liền vội hỏi, người hôm nay liền muốn liên tục khiêu chiến sao? Đúng. Cái kia thử một chút đi, kiềm chế một chút. Dù sao vừa mới, hắn cũng không sao cả xuất thủ, trực tiếp giết tiến 100 vị trí đầu, cái kia cũng có thể. Chúng ta Huyền Tiên Các, bài danh tông môn bảng 17 tên, còn không có thể đi vào 100 vị trí đầu đệ tử đâu, nếu là hắn có thể thành, ông trời ơi. Liễu Hoàn Hoàn bắt đầu lộn xộn. Liễu Hoàn Hoàn. Sau lưng truyền đến một tiếng ngậm lấy tức giận kêu to. Liễu Hoàn Hoàn không cần quay đầu lại, đều biết gọi nàng chính là người nào. Nàng có chút hoảng, bất quá vẫn là quay người lại nhìn, nói, lại làm gì đâu. Hết thảy 10 cái nam nữ trẻ tuổi, đứng ở sau lưng nàng, khuôn mặt không tốt. Người chỗ nào tìm người, đến thiết kế chuyên môn đối phó ta. Còn đánh lén, khiến người ta khinh thường biết không, Liễu Huyên Huyên khó thở nói. Đánh lén, ngươi cái này, đi, khác hướng trên mặt rát vàng. Hắn cũng là tại cổ thần tượng náo ra rất đại động tĩnh Lâm Phong, bên ngoài còn nhiều tìm hắn, muốn thu hắn làm đệ tử người đâu. Liễu Hoàn Hoàn nói. Hắn, bọn họ rốt cục có ấn tượng. Ngươi tại sao biết hắn? Liễu Huyên Huyên hồ nghi hỏi. Bạn bè không tốt chứ sao? Người khác đâu, ta tự mình cùng hắn nói, cho điều kiện khác. Liễu Huyên Huyên nói. Nàng đây là thái độ đại chuyển biến. Muốn lôi kéo Lý Thiên Mệnh. Đừng suy nghĩ, hắn có thuộc về thế lực, chỉ là tại giữ bí mật.
Liễu Hoàn Hoàn nói. Đó là ngươi không có bản sự. Người đâu? Tiến vào A, hắn khiêu chiến 100 vị trí đầu. Liễu Hoàn Hoàn nói. Liên tục khiêu chiến, sẽ có người tiếp sao? Liễu Huyên Huyên sửng sốt. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn, không ai tiếp có thể vào sao? Đi không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn quan chiến. Liễu Hoàn Hoàn trực tiếp quay đầu, nhìn chằm chằm Tử Tiêu chiến trường. Đánh rồi, Huyễn Thiên Tinh Linh, ta cũng phải nhìn. Đám người bọn họ chen chúc tới, tựa vào Tử Tiêu trên chiến trường. Ngươi là ai? Liễu Huyên Huyên nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong nhìn. Dạ Lăng Phong không có phản ứng nàng. Ở trước mặt ta giả bộ lạnh lùng, ngốc không kéo mấy cái. Liễu Huyên Huyên trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi bây giờ hơn 9.000 tên thật sao? Ta khiêu chiến ngươi, có thể hay không cầm tới tên của ngươi? Dạ Lăng Phong bỗng nhiên nói. Ngươi đang đùa ta. Liễu Huyên Huyên lại cười. Có thể, nhưng không thể tại Tử Diệu chiến trường đánh, các ngươi tự mình cùng Huyễn Thiên Tinh Linh muốn một cái quyết đấu sân bãi là được rồi. Liễu Hoàn Hoàn chen miệng nói. Nàng đây là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Một lát nữa đợi ta ca đánh xong, chúng ta tới một trận, không đánh là cháu trai. Dạ Lăng Phong nói. Ngươi, Liễu Huyên Huyên một lòng buồn bực khí, nghiến răng nghiến lợi nói, ta phải đem mặt của ngươi đánh sưng không thể. Dạ Lăng Phong cười. Ta đầy đủ thành thật đi, đem một cái tảng đá đưa đến huynh đệ các ngươi trước mặt, đưa các ngươi thăng chức rất nhanh. Liễu Hoàn Hoàn nói. Còn có thể, Dạ Lăng Phong nói. Lời này có thể đem Liễu Huyên Huyên giận điên lên. Bất quá. Bên trong chiến trường phát sinh hết thảy, lại làm cho nàng tâm, lâm vào thật sâu rung động bên trong. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, chính mình lần thứ hai khiêu chiến, thuận lợi như vậy. Ngàn tên bên trong, khiêu chiến, trăm tên bên trong, một lần chỉ có thể phía dưới ba cái chiến thư. Lý Thiên Mệnh hạ ba cái, đều phi thường cao. Theo 11 tên đến 100 tên, khoảng cách phi thường lớn. 11 tên đã đến tinh tướng thần cảnh cấp 6, đây là có thể so với vi sinh mặc nhiễm cảnh giới. Ba cái khiêu chiến bên trong, tiếp nhận Lý Thiên Mệnh khiêu chiến, là một cái tử tinh bảng, thứ 25 tên, tu luyện giả. Tại mấy tỷ tiểu bối bên trong, có thể xếp tới 25, đã là thiên chi kiêu tử. 25 tên, lại nhận được đến từ hơn 600 tên khiêu chiến, đây là tương đối hiếm thấy. Nói như vậy, 1.000 tên muốn vào 100, trên cơ bản 80 tên về sau, mới là đứng đầu, bị khiêu chiến nhân tuyển. Lúc này Lý Thiên Mệnh, còn không có danh khí gì. Nhưng là, đối thủ của hắn, xác thực trước mắt, tại chỗ đệ tử, bên trong, bài danh cao nhất một cái. Dù sao, đại đa số đệ tử, thường ngày đều tại tu hành, hôm nay phía trước 24 đều không tại Tử Tiêu chiến trường. Thứ 25 tên vị này, tự nhiên cũng là nghĩ lấy nhanh chóng xử lý một cái khiêu chiến, sau đó rời đi. Ngay cả như vậy, hắn xuất chiến, bởi vì là nặng cân đệ tử, tự nhiên đạt được Tử Tiêu chiến trường trên diện rộng tuyên cáo. Trong lúc nhất thời, hình tròn bên ngoài kết giới, tối thiểu có hơn ức người quan chiến, lựa chọn quan chiến. Một trận chiến này ra ánh sáng độ, trực tiếp tăng lên gấp 1 vạn lần. Đứng trên chiến trường Lý Thiên Mệnh, đã cảm nhận được thanh thế to lớn bành trướng cảm giác. Hắn hướng bốn phía hướng đi. Chỉ thấy Tử Tiêu chiến trường bên ngoài, hơn 100 triệu lít nha lít nhít đám người, đều đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, vô số lập lòe tinh quang, chiếu sáng thân thể của hắn, để hắn như là đứng tại sân khấu chính giữa. Bọn họ đều đang nghị luận. Người kia là ai? Không biết, tựa như là một cái hơn 600 tên đệ tử. Chơi đâu, đây là 600 chiến 25, muốn bay muốn điên rồi. Sẽ không phải là, Hàn Tinh Loan, chính mình an bài người khiêu chiến, để cho hắn có thể chống nổi một đoạn khiêu chiến kỳ. Nói đùa cái gì đâu, Hàn Tinh Loan xuất từ Tử Tiêu đế cung, thực lực rõ như ban ngày, tử tinh bảng 10 vị trí đầu sẽ còn bị tiếp tục khiêu chiến, hắn 25 tên, bình thường căn bản không ai khiêu chiến hắn, còn cần chính mình an bài. Ngu ngốc mới chọn hắn tốt a, trước 100 bên trong, so Hàn Tinh Loan kém một đống lớn. Dù sao, cuộc tỉ thí này, khắp nơi lộ ra quái dị. Bọn họ làm sao biết, Lý Thiên Mệnh đây là vì nhanh chóng tìm tới đối thủ, chuyên môn chọn mạnh. Hàn Tinh Loan. Trong lúc nhất thời, giống như có hơn 100 triệu cuồng nhiệt đệ tử, đang hô hoán tên của hắn. Loại này núi kêu biển gầm cảm giác, từ phía sau cuồn cuộn mà đến, chấn áp tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Lại là chúng sinh ý chí. Chỉ là lần này, chúng sinh là muốn chấn áp Lý Thiên Mệnh.
bọn họ đương nhiên chống đỡ Hàn Tinh Loan. Tại vạn chúng trong chờ mong, Lý Thiên Mệnh đối thủ hiện thân. Huyễn Thiên Tinh Linh sơ bộ phô bày đối thủ tư liệu. Hàn Tinh Loan, Tử Tiêu Đế Cung đệ tử, ngũ đại, Tử Tiêu đệ tử, một trong, thức thần tu luyện giả, nắm giữ bảy đại kiếp vòng, thương khung tử vũ kiếm, cảnh giới vì tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Huyền Tiên Các tại Tử Diệu Tinh bài danh 17, mà cái này Tử Tiêu Đế Cung, giống như xếp hạng thứ 2. Thứ 2 tông môn ngũ đại Tử Tiêu đệ tử, nghe xác thực cao đoan. Siêu siêu. Một cái tinh quang thiểm diệu sâu mái tóc tím dài người trẻ tuổi, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hắn vừa xuất hiện, sắc bén kiếm khí, liền đập vào mặt. Thức thần tu luyện giả. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, 10 ngón tay của hắn phía trên, trong đó có thất ngón tay, đều có một cái kiếm hình kiếp vòng. Loại này hình dáng kiếp vòng, Lý Thiên Mệnh còn là lần đầu tiên gặp. Hắn kiếp vòng là văn tự, Lý Vô Địch là thú mặt, Lý Khinh Ngữ là ánh trăng. Lấy kiếm vì kiếp, cho nên cái này Hàn Tinh Loan, là trời sinh kiếm đạo tu luyện giả. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh tại hắn đệ bát cây trên ngón tay, thấy được nửa thanh kiếm. Cho nên, cái này không chỉ là bảy kiếm kiếp vòng, mà chính là bảy kiếm nửa. Hắn ước lượng có chút cùng loại Hy Hoàng một dạng, khoảng cách bát đại kiếp vòng, chỉ có cách xa một bước. Chỉ liếc nhau, Lý Thiên Mệnh liền có thể cảm giác được, trên người người này tàn phá bừa bãi kiếm phong. Đương nhiên, còn có hắn đối Lý Thiên Mệnh, khinh thị. Cái này vừa thấy mặt, hắn một câu đều chẳng muốn nói, trực tiếp động thủ, thân thủ đâm ra một đạo kiếm khí, hóa thành tinh thần kiếm ảnh, trực tiếp thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cho rằng, loại này, khinh thị, là bình thường. Hắn vừa mới cũng khinh thị như vậy Liễu Huyên Huyên, cái này xây dựng ở thực lực cường đại tự tin phía trên. Dù sao, tại cái này Hàn Tinh Loan trong mắt, Lý Thiên Mệnh chỉ là một cái 600 tên bên ngoài, không ai nhận biết người khiêu chiến. Đổi lại Lý Thiên Mệnh chính mình, cũng muốn một kiếm giải quyết, sau đó làm chính sự đi. Thế mà, hắn lại đụng phải cứng rắn bàn đá. Tử Diệu Tinh phía trên, đồng dạng có cuồng nhiệt cường giả, thiên tài sùng bái, tại cái này ức vạn người ra chỉ vầng sáng bên trong, Hàn Tinh Loan kiếm khí uy lực, tựa hồ cũng được tăng lên. Thế nhưng là, trước mặt hắn Lý Thiên Mệnh, trực tiếp không có né tránh. Choáng váng sao? Mọi người im lặng sau khi, lại thấy được toàn thể hóa đá một màn. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh hé miệng, tại kiếm khí này xuyên qua trong nháy mắt, đem cắn một cái vào. Trong cơ thể hắn tứ đại cấp 6 thần tai kiếm khí, trực tiếp đem nuốt. Đây là Hàn Tinh Loan trên người thần tai kiếm khí, ước chừng cấp 5 mức độ, chỉ có thể bị diệt. Đùa nghịch cái tạp kỹ, chính là muốn để ngươi nghiêm túc đối chiến, đừng thua sảng khoái ta đánh lén. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hàn Tinh Loan đang muốn giải quyết rời đi tới này, lại nghe được câu này. Hắn ngây ra một lúc, nói, ngươi là ai? Lâm Phong A, Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhớ ra rồi, có phải hay không cổ thần tượng cái kia? Hàn Tinh Loan nói. Đúng. Có hứng thú đến ta Tử Tiêu Đế Cung sao? Hàn Tinh Loan hỏi. Hắn khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng lại đối Lý Thiên Mệnh thật sâu coi trọng. Theo cái này đến xem, những cái kia xuất thân cao quý, hết lần này tới lần khác 10 phần không coi ai ra gì người, thật vô cùng thiếu. Đại đa số thiên chi kiêu tử, đều như Hàn Tinh Loan dạng này, một khi ý thức được đối phương khó chơi, tuyệt đối sẽ không tại mũi vểnh lên trời. Thậm chí, trực tiếp phát thư mời. Người đánh bại ta, ta liền đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Tốt a, thú vị. Vậy ta nghiêm túc, Hàn Tinh Loan lắc đầu nói. Hắn không nghĩ tới, vốn cho rằng một cái vội vàng lướt qua, lại thành dẫn bạo Tử Tiêu chiến trường quyết đấu. Nghe được bọn họ trò chuyện không có. Thiếu niên tóc trắng này, cũng là cổ thần tượng cái kia. Có chút ý tứ a, nghe nói rất nhiều người, đều không tìm được hắn, đây là muốn tại huyễn thiên chi cảnh, chính thức lộ diện sao. Hàn Tinh Loan, làm hắn, xem hắn cái này cái gọi là tuyệt thế ngộ tính, có thể mang đến bản lãnh gì. Cái này hơn 100 triệu người hô hoán chiến trường, rất nhanh liền nghênh đón một trận ồn ào phong bạo. Đó là bởi vì, Hàn Tinh Loan trực tiếp dẫn xuất hắn thức thần, thương khung tử vũ kiếm. Ong ong ong, trên ngón tay của hắn bảy kiếm kiếp vòng, toàn bộ lập lòe, thức thần xông ra, cự kiếm treo lơ lửng giữa trời. Cái này thương khung tử vũ kiếm, mỗi một thanh kiếm phía trên, chòm sao lóng lánh, tinh thần như mưa rơi huy sái, kiếm khí gào thét, như là bảy đầu tinh hà. Tại cái này tinh hà vần quanh bên trong,
Hàn Tinh Loan tay nắm một thanh tinh thần trường kiếm, chói mắt hai mắt, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn cái này tạo hình, mọi người ngược lại là thói quen. Gây nên ồn ào chính là Lý Thiên Mệnh. Đã cách rất lâu, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lại lần nữa sinh ra. Coi như chỉ có 7 chuôi, mà lại quy mô so với đối phương Thương Khung Tử Vũ kiếm muốn nhỏ, có thể 7 chuôi hoàn toàn khác biệt kiếm, mang tới lực rung động, không so Hàn Tinh Loan kém. 7 kiếm vần quanh phía dưới, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm. Rốt cục, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm dung hợp kiếm đạo, kiếm thể, thức thần, 3 cái hợp nhất. Lần chiến đấu này, Lý Thiên Mệnh không định để cộng sinh thú giúp đỡ. Chỉ dùng thức thần nhất chiến. Dù sao, đối phương cũng là thức thần tu luyện giả. Đến, một tiếng gào to, ong ong ong, 7 đại thức thần trường kiếm, gào thét chấn động, kiếm chỉ đối thủ. Tứ đại cấp 6 thần tai kiếm khí, hội tụ thân thể. Tinh minh huyết luân kiếm khí, cửu tiêu diễm không kiếm khí, ám tinh xuyến hồn kiếm khí, phần vực kim tinh kiếm khí, cái này tứ đại kiếm khí, vần quanh ở Đông Hoàng kiếm phía trên, tăng cường Lý Thiên Mệnh bản thể uy lực. Phanh phanh phanh, thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm. Đinh đinh đinh, chói tai trường kiếm gào thét bên trong, cái kia 7 đại thức thần trường kiếm, biến hóa thành vô số tiểu kiếm, hội tụ tại Lý Thiên Mệnh bên cạnh thân. Để hắn thành tựu một cái kiếm hải. Giết! Một kiếm bạo phát. Một kiếm này bên trong, tứ kiếm hợp nhất. Thiểm quang sát kiếm, hỏa bào long kiếm, huyết tế hung kiếm, còn có mới nhất thâm uyên kiếm thứ. Cái kia thâm uyên kiếm thứ một kiếm, hắc long giết ra, hướng xuống mặt đất, hóa thành dày đặc hắc ám gai nhọn, hình thành màu đen kiếm vũ. Mà một kiếm này bên trong, điệp ra thiểm quang sát kiếm nhanh, hỏa bào long kiếm chấn động, còn có huyết tế hung kiếm dữ tợn. 4 kiếm dung hợp. Cùng lúc đó, vạn kiếm thần niệm hội tụ, đồng dạng thi triển một kiếm này, hình thành ngập trời kiếm trận, hướng về Hàn Tinh Loan bạo sát mà đi. Một kiếm này, không động thì thôi, nhất động kinh thiên. Hàn Tinh Loan trực tiếp sắc mặt đại biến. Thật mạnh. Dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cái này vạn kiếm bạo sát mà đến, như thế siêu tuyệt kiếm chiêu, tối thiểu chính là lục cảnh thần quyết. Làm kiếm đạo tu luyện giả, uy lực của nó như thế nào? Hàn Tinh Loan tâm lý rất rõ ràng. Càng rõ ràng, càng sụp đổ. Hắn chỉ có thể kiên trì phía trên. 7 chuôi Thương Khung Tử Vũ kiếm, như sáng chói tinh hà, toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ, theo hắn một kiếm chặt chém. Phá! Thế mà, phá vỡ là hắn. Đây là nghiền ép. Hoàn toàn không có khe hở chống đỡ. Lý Thiên Mệnh một chiêu này, trực tiếp nghiền ép lên đi, đem thức thần vỡ nát, bản thể xé rách thành toái phiến. Đường đường Tử Tiêu đế cung, Tử Tiêu đệ tử, tại chỗ toàn thân vỡ nát, tương đương với tử vong. Hàn Tinh Loan đều mộng. Thế mà, càng mộng chính là chiến trường này bên ngoài vô số người quan chiến. Vô số tinh quang, chiếu rọi tại lúc này Lý Thiên Mệnh trên thân. Tên của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở sau đó trong vòng một canh giờ, lại lần nữa truyền khắp Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền rời đi chiến trường. Có thể Tử Tiêu chiến trường bên ngoài, cái kia vô số Tử Diệu Tinh các đệ tử, tụ tập cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau, trong mắt mê hoặc, đi qua không rời. Hắn đây là Tử Diệu Tinh 10 vị trí đầu mức độ. Tử Diệu Tinh bố cục, cùng mặt trời hoàn toàn khác biệt. Trên Thái Dương, trật tự thiên tộc nhất gia độc đại, vạn tông liên hợp mới có thể miễn cưỡng chống lại. Mà Tử Diệu Tinh thế lực kết cấu, chính là song hùng tịnh lập. Có hai cái thế lực. Độc chiếm nhóm đầu tiên lần, thiên cổ chinh chiến không nghỉ. Hắn còn lại thế lực, cơ bản đều có chỗ đứng, chỉ là có sáng có tối. Cái này hai thế lực lớn, Tử Tiêu đế cung, chính là hắn một. Trước mắt cái này, Tử Tiêu chiến trường, bắt đầu từ Tử Tiêu đế cung khởi nguyên mà đến tên. Hàn Tinh Loan làm Tử Tiêu đế cung bên trong, ngũ đại Tử Tiêu đệ tử một trong, có được cả thế gian đều chú ý vinh diệu, chính là cái này Tử Diệu Tinh các đệ tử trong mắt hừng hực tinh thần. Một cái, không thân phận bối cảnh, hoành không xuất thế thiếu niên, có thể đánh bại sau lưng có cường hãn thị tộc căn cơ Hàn Tinh Loan, tạo thành trùng kích rất lớn. Mọi người không khỏi sẽ hỏi. Thiếu niên này bối cảnh, đến cùng là cái gì? Luôn không khả năng so, Tử Tiêu đế cung, cùng, Thần Diệu Hoàng Triều, cao A. Thần Diệu Hoàng Triều, Tử Diệu Tinh đệ nhất. Tử Diệu Tinh cái tên này, cũng là theo hai cái này tông môn mà đến. Là ai bồi dưỡng ra được? Tư Nguyên còn thắng qua hai thế lực lớn, vẫn là nói, hắn bản thân liền là cái này hai thế lực lớn đệ tử, ẩn tàng bồi dưỡng.
hắn cùng Hàn Tinh Loan, không giống nhận biết dáng vẻ, như vậy, hắn rất có thể cũng là, thần diệu hoàng triều, người, chỉ có phải hay không, thần diệu hoàng tộc. Cái gọi là, không thế lực bối cảnh, bất quá là muốn che đậy mà thôi. Mấu chốt là, phía trước cha được ghi chép, nói hắn vẫn là cái ngự thú sư, nắm giữ bốn đầu cộng sinh thú. Huyết thần khế ước, không thể nào. Thức thần không thể bỗng dưng sinh ra, hai tộc không thể sinh đẻ, cái kia chỉ có thể là huyết thần khế ước. Loại chuyện ngu xuẩn này còn có người làm. Không đúng, người bình thường còn có thể, cái này Lâm Phong đều tử tinh bảng 25 tên, muốn là không có cộng sinh thú, không có cộng sinh hệ thống tu luyện liên lụy, hắn chẳng phải là đến nghịch thiên. Dạng này thảo luận, Lý Thiên Mệnh hết thảy, đều biến đến khó bề phân biệt. Quá cổ quái đi. Hiếu kỳ, hoài nghi, phiền muộn, Tử Tiêu chiến trường bên ngoài, vô số đệ tử trẻ tuổi mang những tâm tình này, nhớ lại vừa mới trận chiến kia. 10.000 cái không nghĩ ra. Sau ngày hôm nay, khẳng định sẽ có nhiều người hơn, khắp thiên hạ tìm cái này, Lâm Phong, chân thân. Chờ tin tức đi, hắn cùng người ở sau lưng hắn, tối thiểu cũng phải bị bắt tới. Tử Diệu Tinh, chung quy là một cái không có bí mật thế giới. Cái kia lớn như vậy Tử Tiêu chiến trường phía trên, tiếp tục tiếng người huyên náo. Lý Thiên Mệnh lặng yên đi ra, thoát ly cái kia tinh quang thiểm diệu chi địa. Sau khi đi ra, bỏ đi vầng sáng, cả người đều thoải mái hơn. Sau khi trở về, Liễu Hoàn Hoàn ngạc nhiên tới, lỗ mãng, đẩy một chút Lý Thiên Mệnh, quái khiếu mà nói, không thể nào. Không thể nào, trước mắt ta vị này kỳ tài, vậy mà bài danh tử tinh bảng 25. Ta Liễu Hoàn Hoàn cái này đại đồ lười, còn có thể nhận biết ngươi dạng này có 102 yêu nghiệt. Nàng quá thích, cho nên đều không chú ý hình tượng. Cái kia há mồm trợn mắt dáng vẻ, ngược lại là thật đáng yêu. 25, ngươi cũng quá coi thường ta, ta bây giờ lập tức khiêu chiến 10 vị trí đầu. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, hắn đế tinh bảng đệ nhất, tối thiểu đều phải tiến cái 10 vị trí đầu, vì trật tự chi địa tìm chút mặt mũi. Đánh bại một cái 25 tên, đó là nhẹ nhàng như thường sự tình, không đáng giá nhắc tới. Ông trời của ta, nghỉ một lát đi ca. Liễu Hoàn Hoàn mơ hồ. 10 vị trí đầu. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, toàn thế giới 10 vị trí đầu. Loại kia chỉ có thể ngửa đầu nhìn ra hỏa, sẽ đứng tại trước mặt nói chuyện với mình. Ngươi, bên cạnh, cái kia huyền tiên các Liễu Huyền Huyền đẩy Liễu Hoàn Hoàn một thanh. Nàng tới về sau, ngũ vị tạp trần nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, miệng há mở, lại không biết nói cái gì. Có việc, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi có phải hay không, thần diệu hoàng triều, trong bóng tối bồi dưỡng đệ tử, tại cái này chơi giả heo ăn thịt hổ trò chơi. Liễu Huyền Huyền hồ nghi hỏi. Suy nghĩ nhiều ngươi, về sau đối Hoàn Hoàn khách khí một chút, không phải vậy còn phải đánh ngươi, biết không? Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a. Liễu Huyên Huyên rụt cổ một cái, tâm lý cảnh cáo mình tuyệt đối không thể đắc tội loại này người. Nghe được cút nhanh lên, khác chướng mắt, Liễu Hoàn Hoàn quyết miệng nói. Hừ. Liễu Huyên Huyên nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, nàng đã tâm phục khẩu phục, chỉ có thể yếu ớt hỏi một câu, người đến cùng phải hay không thần diệu hoàng triều người? Sẽ không phải là Tử Tiêu đế cung. Không đúng, người cùng Hàn Tinh Loan rõ ràng không biết. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Hắn tại cái này ưu thế lớn nhất, thì là bất kể thế nào dễ thấy, trong hiện thực đều yên ổn không lo. Cướp đoạt Tử Diệu tinh thần tháp tư cách quan trọng. Hắn chuẩn bị hiện tại thì khiêu chiến 10 vị trí đầu, phát ra khiêu chiến lệnh. Huyễn Thiên Tinh Linh nói cho hắn biết, tử tinh bảng 10 vị trí đầu có đặc quyền, 11 tên đến 100 tên, đều muốn khiêu chiến bọn họ. Khiêu chiến lệnh rất nhiều, vì bảo hộ trước 10 đệ tử thời gian tu hành, người phát khiêu chiến lệnh, sẽ trước đi qua, chiến minh, xét duyệt, làm chiến minh cho rằng khiêu chiến của ngươi, tối thiểu đến có lo lắng, mới có thể phát cho 10 vị trí đầu đệ tử, để hắn chọn lựa. Chiến minh là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Tiêu chiến trường người quản lý, từ Tử Diệu tinh các đại tông môn tu luyện giả tổ kiến mà thành. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Cái kia đoán chừng đều là trưởng bối. Sẽ căn cứ trước kia tình huống chiến đấu đến, xét duyệt. Lý Thiên Mệnh một chiêu đánh tan Hàn Tinh Loan, một đường giết tới 25 tên, rõ ràng có thể thông qua cái này xét duyệt, rõ ràng rất có lo lắng. Theo hạng 4 đến hạng 10, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể khiêu chiến một người. Hắn nhìn một chút 7 người này tư liệu, phát hiện bọn họ đều là tinh tướng thần cảnh cấp 7, so Hàn Tinh Loan trọn vẹn cao 2 giai. Hạng 10 cảnh giới, đều so Vi Sinh Mặc Nhiễm cao hơn. So sánh trật tự thiên tộc, giống như đều có ưu thế.
Nói như vậy, thực lực của bọn hắn, hẳn là cũng không kém xa. Thì chọn cái này quỷ thần tộc, gọi, mục sát, vị này, tử tinh bảng trước mắt thứ 5. Tại hạng 4 cùng hạng 10 ở giữa, lựa chọn hạng 5 nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Lý Thiên Mệnh, nghĩ ra được đối phương nhanh chóng đáp lại. Mọi người muốn vào 10 vị trí đầu, luôn luôn có khuynh hướng chọn thứ 9, thứ 10 loại này, nắm chắc lớn hơn. Thế mà, Lý Thiên Mệnh muốn tìm người mạnh hơn đến đột phá tự mình, thua cũng không quan hệ. Mục sát, Thiên Lang Hoàng tộc, đến từ Thiên Tự Thần Điện, tinh tướng thần cảnh cấp 7. Lý Thiên Mệnh vì lựa chọn gì hắn? Cũng là bởi vì Thiên Tự Thần Điện, cùng Thiên Lang Hoàng tộc, bốn chữ này. Dạ Lăng Phong đã từng đối chiến, không, là, Vô Tự Thần Điện, đồng dạng là Thiên Lang Hoàng tộc. Thiên Tự Thần Điện, Vô Tự Thần Điện. Nếu như theo mặt chữ phía trên nhìn, còn có chút nhìn không ra đi khác nhau. Một cái trời, một cái không. Mà Thiên Lang Hoàng tộc, đây là mục sát cùng chống không điểm giống nhau. Trước kia trong chiến đấu, không cùng Bồ Đề, biểu hiện ra đồng dạng sói thủ nhân thân biến hóa, nói rõ bọn họ đều là Thiên Lang Hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, tại cái này không biết xa xôi bao nhiêu, Tử Diệu Tinh, đều có thể đụng tới, Thiên Lang Hoàng tộc, hơn nữa còn có cùng, Vô Tự Thần Điện, giống nhau y hệt, Thiên Tự Thần Điện. Lý Thiên Mệnh Thiên Cung ấn ký, cùng Vu Tử Thiên ở giữa, cũng có, không, cùng, thiên, khác nhau. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi, giữa hai cái này đều có thể là tương quan. Thiên Tự Thần Điện, tại Tử Diệu Tinh xếp hạng đồng dạng thứ 3. Nó xem như rất số ít, có thể không dựa vào hai thế lực lớn, đứng vững gót chân tông môn. Hắn tông môn nội ứng thần tộc ước chừng có một nửa, có thể so sánh, Vô Tự Thần Điện, cao hơn. Vô Tự Thần Điện cơ hồ không có có quỷ thần tộc. Tổng hợp trở lên, Lý Thiên Mệnh muốn tận mắt nhìn xem, cái này gọi, mục sát, quỷ thần tộc, cho nên chọn chúng hắn. Hoàn hoàn, cái này, Thiên Tự Thần Điện, Thiên Lang Hoàng tộc, có cái gì ngọn nguồn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Lang Tinh Dư Nghiệt A, ngươi là ngoại tinh nhân. Điều này cũng không biết. Liễu Hoàn Hoàn mắt trợn trắng. Dư Nghiệt. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Hắn đại khái hiểu, nguyên lai cái này Tử Diệu Tinh cùng Thiên Lang Tinh ở giữa, còn có liên lụy A. Đúng A, đó là cái người đều biết A. Tử Diệu Tinh đã từng bị Thiên Lang Tinh chinh phục qua, toàn bộ hằng tinh nguyên đều bị chiếm cứ, thành bọn họ thuộc địa, đó là một đoạn khuất nhục, thảm liệt lịch sử. Về sau Huyễn Thiên Thần Tộc xuất hiện, trợ giúp chúng ta đánh bại Thiên Lang Tinh, trọng kiến gia viên, sinh sôi đến bây giờ. Nói lên những thứ này, Liễu Hoàn Hoàn còn hơi xúc động. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt càng ngày càng quái dị. Đã thâm cừu đại hận, vậy làm sao không diệt xong bọn họ? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thiên Lang Tinh thực dân, hết thảy có 10 vạn năm lịch sử, bọn họ tại Tử Diệu Tinh cắm dễ lâu như vậy, lưu lại mấy chục tỷ con dân, căn bản giết không hết. Lúc này đại đa số quỷ thần tộc, đều là Thiên Lang Tinh hậu nhân, đối bọn hắn tới nói, trăm vạn năm trước sự tình, đó cũng là lịch sử, bọn họ là vô tội. Liễu Hoàn Hoàn nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Thời gian có thể để lịch sử cùng cừu hận quên lãng, bị nô dịch người cùng nô dịch người đời sau, hòa bình sinh hoạt ở cùng nhau. Hằng tinh nguyên chiến tranh, lượng cấp quá lớn. Viêm Hoàng Đại Lục chi sau khi chiến đấu, Lý Thiên Mệnh đều không cách nào giết cái kia 1 tỷ quỷ thần, đạo lý đều là giống nhau. Ngươi làm gì hỏi cái này chút ra? Liễu Hoàn Hoàn biểu lộ kỳ quái hỏi. Chủ yếu là kiểm tra một chút ngươi lịch sử, ngươi sẽ không phải thật coi là, ta là ngoại tinh nhân A. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Ngươi thật nhàm chán. Liễu Hoàn Hoàn trợn mắt một cái. Cùng Liễu Hoàn Hoàn buông ra trò chuyện, có một chỗ tốt, cái kia chính là nàng bản thân tầng thứ không cao lắm, mà lại có chút lười. Còn có chút tiểu ngu xuẩn, sẽ không hoài nghi quá nhiều chuyện. Muốn là Lý Thiên Mệnh hôm nay cái này trò chuyện, đối Hàn Tinh Loan loại này người nói lên, hoặc là Liễu Huyên Huyên, bọn họ liền sẽ rất hoài nghi Lý Thiên Mệnh lai lịch. Lý Thiên Mệnh nhíu lông mày. Trật tự chi địa cùng Tử Diệu Tinh, đều cùng Thiên Lang Tinh từng có ngọn nguồn, vậy đã nói rõ, hai cái này hằng tinh nguyên thế giới khoảng cách, thật khả năng, không hề tưởng tượng bên trong xa như vậy a. Hắn đứng tại cái này nơi hẻo lánh chỗ, đợi một đoạn thời gian. Hoàn Hoàn, cái này chiến minh xét duyệt, bình thường phải bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tối thiểu đến mấy ngày a? Chậm rãi chờ, ta nói thật, coi như chiến minh thông qua, 10 vị trí đầu đệ tử cũng chưa chắc sẽ nghênh chiến, trừ phi chiến minh yêu cầu bọn họ xuất chiến. Liễu Hoàn Hoàn nói. Tốt a. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên bất đắc dĩ,
nhưng cảm giác được cũng có đạo lý. Chờ hắn tiến vào 10 vị trí đầu, mỗi ngày vội vàng tu luyện, cũng lười tiếp nhận tầm thường, khiêu chiến. 10 vị trí đầu mục tiêu, hẳn là trước 3. Bọn họ chỉ muốn khiêu chiến người khác. Dạ Lăng Phong đã hẹn đến Liễu Huyên Huyên, hai người đi tự mình quyết đấu đi. Không lâu sau đó, Liễu Huyên Huyên khóc đi ra. Người rơi ra Tử Tinh bảng. Liễu Hoàn Hoàn đầu tiên là sửng sốt, sau đó phình bụng cười to. Theo hơn 600 tên, trực tiếp rơi ra hơn vạn tên. Đả kích quá lớn. Người nhanh 31 tuổi, còn tại Bát Thánh Thiên, tốt ý tứ cười ta. Cút, ta lập tức giết trở về. Liễu Huyên Huyên nộ khí trùng thiên rời đi, đi không có mấy bước, nàng quay đầu lại nói, Liễu Hoàn Hoàn, cái này cá nhân đối chiến 10 vị trí đầu thời điểm, thông báo ta một tiếng, ta muốn nhìn hắn mặt mũi bầm dập. Nàng sau khi đi, Dạ Lăng Phong thuận lợi tiến vào 10.000 tên bên trong. Tiếp đó, hắn dựa theo Lý Thiên Mệnh hình thức, đi một lượt, tạm thời cũng giết tiến vào 100 vị trí đầu. Hắn chọn lựa Tử Tinh bảng thứ 9 một cái Tử Tiêu Đế cung thức thần tu luyện giả. Cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, ngồi đợi đáp lại. Một lúc lâu sau, vẫn là không có đáp lại. Đi, đi trước Tử Diệu tinh thần tháp tu hành đi, tầng thứ 6, so Thanh Thiên Kiều đều tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Hoàn Hoàn, lần này cảm ơn ngươi, lần sau gặp lại. Gặp lại, ta tùy thời chú ý tin tức của ngươi, muốn đánh gọi ta một tiếng. Liễu Hoàn Hoàn nhắc nhở. Không có vấn đề. Đứng tại cái này Tử Diệu chiến trường bên ngoài, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong đứng chung một chỗ, chuẩn bị tiến về Tử Diệu tinh thần tháp. Đúng vào lúc này, chung quanh có không ít người, nhận ra bọn họ tới. Lâm Phong. Đúng, là hắn. Trong lúc nhất thời, hứa nhiều nam nữ trẻ tuổi, lấy sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Nghe tiếng mà đến rất nhiều người, đại đa số đều tại thưởng thức. Còn có một số người, hỏi thăm Lý Thiên Mệnh muốn hay không đi bọn họ tông môn. Đừng có lại mời, mất mặt, hắn loại này người, rõ ràng cũng là thần diệu hoàng triều, người. Việc này đã truyền ra. Chỗ lấy không nói Tử Tiêu Đế cung, cũng là bởi vì hắn vừa đánh bại qua Hàn Tinh Loan. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh người trước mắt nhóm, truyền ra một trận rối loạn. Mọi người chỉ là kinh hô vài tiếng, thanh âm rất nhanh liền trở nên yên lặng. Chung quanh lâm vào tĩnh mịch bên trong. Người trước mắt nhóm phun trào, vậy mà nhường ra một cái thông đạo. Lâm Phong, có người tìm ngươi, chớ đi. Nơi xa có người nhắc nhở. Ừm, Lý Thiên Mệnh lưu lại. Đại nhân vật gì, làm cho nhiều người như vậy chớ lên tiếng đâu. Từ chung quanh những người tuổi trẻ này trên mặt loại kia phát ra từ thực chất bên trong kính sợ, hâm mộ, liền nhưng biết người đến không phải người bình thường. Chỉ có loại kia quang hoa vạn trượng người, mới có thể hai người tự ti mặc cảm, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn lên một cái cũng không dám. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không có loại tâm lý này gánh vác. Tử Diệu Tinh đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái thế giới chân thật. Vẫn luôn có một loại cảm giác nằm mộng. Hắn nghe được rất nhiều người trẻ tuổi, hít một hơi thật sâu, nửa cúi đầu nhìn lấy người tới, liền hô hấp đều biến đến nặng nề lên. Thần Dụ Công Chúa. Vô số người tại niệm tụng bốn chữ này. Loại này thấp giọng nói mớ, nghe có thể xâm nhập lỗ tai, tại trong đầu chấn động. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không biết, cái này, Thần Dụ Công Chúa, là người nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy tại cái kia đầy sao cuối cùng, có một đạo màu vàng óng sao băng. Đang từ cái hướng kia chạy nhanh đến, mục tiêu chính là vị trí của hắn. Chỉ nháy một cái ánh mắt, hắn liền phát hiện, cái kia cũng không phải là tinh thần, mà chính là một nữ tử. Mới nhìn thứ nhất mắt, Lý Thiên Mệnh xác thực nội tâm chấn động một cái. Hắn đổ là không nghĩ tới, mọi người rõ ràng cũng chỉ là huyễn thiên chi cảnh bên trong, thiên hồn, không nghĩ tới lại có người, chỉ là thiên hồn khí chất, khí tràng, có thể tới loại này để trên đời ngưỡng vọng trình độ. Đây là một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử, tối thiểu nhất tại cái này Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh chưa thấy qua loại cấp bậc này mỹ nhân. Nàng vẻ đẹp, không chỉ là ngũ quan, da thịt, tư thái, càng là một loại không có gì sánh kịp phẩm chất riêng. Nếu như cứng rắn muốn đi miêu tả loại này phẩm chất riêng, khả năng này là một loại trời sinh đế hoàng khí chất. Đây quả thực là cùng Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn tương tự người. Khác biệt chính là, nàng là nữ. Nữ tử khí độ. Tại thống ngự phương diện, trời sinh đều sẽ yếu một ít, nhưng nàng lại giống trời sinh hoàng. Nàng không nói lời nào, chỉ là khuôn mặt, ánh mắt, đều có một loại hàng phục nhân tâm lực rung động.
trong nháy mắt, nàng liền rơi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, nàng có cái này một đầu cạn mái tóc dài vàng óng, mỗi một cây sợi tóc đều có tinh thần lộng lẫy, sợi tóc có chút quan xoắn, loại này sóng lớn phá lệ có dị vực phong tình. Mái tóc dài của nàng nhan sắc hơi có chút cùng loại chiến thần tộc Chiến Doanh Doanh, có thể cả hai so sánh, hoàn toàn không tại cái này một cái phương diện phía trên, đầu tiên nàng cũng không cao, không có chiến thần tộc loại kia cao lớn thô kệch cảm giác, ngược lại hết thảy đều phá lệ tinh xảo. Cái kia thầm hai con mắt màu vàng óng bên trong, điểm xuyết lấy một số màu đen điểm sao. Một đôi mắt này liền có thể nhìn ra, nàng chỉ sợ vừa ra đời, đều có chí tôn chi vị, thói quen đứng tại ngàn tỷ phía trên xem kỹ thường nhân. Cho nên, ánh mắt của nàng, giống như phá lệ không có cảm tình. Nàng người mặc tím trắng giao nhau váy dài, váy bên trên có sáng chói đầy sao, trong lúc hành tẩu, tinh quang vần quanh, tựa như là vô số tiểu hồ điệp, ở tại bên người bay múa. Dạng này người căn bản không cần sân khấu, mặc kệ nàng đứng ở chỗ đó, tự nhiên chính là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Loại kia phát ra từ thực chất bên trong tôn quý cùng đế hoàng huyết mạch, khiến người ta chỉ có thể nhìn lên. Đó cũng không phải một loại kiêu căng. Trên thực tế nàng không có chút nào ngạo khí, cho nên mọi người nhìn lên, lại sẽ không thoải mái, ngược lại lòng sinh thiên nhiên thần phục. Có lẽ, cái này cùng loại với dã thú dựa vào huyết mạch, thuận theo hoàng giả một dạng. Tại nhân tộc ở giữa, cũng có loại này trời sinh trí cao huyết mạch. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cảm thấy dung mạo của nàng có chút thành thục. Loại này thành thục, cũng không chỉ là thể hiện tại có lồi có lõm, để miệng lưỡi khô không khốc tư thái phía trên, mà chính là khí chất phía trên. Mặc kệ là ánh mắt vẫn là thần thái, nàng đều không có người tuổi trẻ hoạt bát cùng tinh thần phấn chấn, thay vào đó là hấp dẫn hơn người cao quý mà lãnh khốc phong vận. Nhưng là, nàng số tuổi thật không lớn. Đoán chừng cũng là tiểu bối. Số tuổi này, đa số đều là Khương Phi Linh loại này thiếu nữ cảm giác 10 phần nữ hài, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng là loại này, mà nữ tử này rõ ràng hơn 20 tuổi, nhưng lại có cùng loại hy hoàng, lại che lại hy hoàng rất nhiều khí chất, đúng là hiếm thấy. Nhưng nàng cùng hy hoàng khác biệt, nàng không có chút nào mị hoặc, mà chính là lạnh lùng, cao thượng, không thể xâm phạm. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy xác định, nàng là một tên tiểu bối. Đó là bởi vì hắn hiện ở trên đỉnh đầu, thần dụ công chúa, bốn chữ này, ngay tại tử tinh bảng trước ba. Như quả không ngoài dữ liệu, sau lưng của nàng, hẳn là tử diệu tinh hiện tại đệ nhất thế lực, thần diệu hoàng triều. Công chúa, khả năng này cùng khẽ nói thân phận bây giờ không sai biệt lắm, đều là đế tôn chi nữ. Lý Thiên Mệnh trước đó vừa hỏi Liễu Hoàn Hoàn. Tử diệu tinh nắm giữ hai cái đế tôn, phân biệt đến từ tử tiêu đế cung cùng thần diệu hoàng triều. Loại thân phận này tại tử diệu tinh, cái kia là tuyệt đối chí tôn. Vừa ra đời thì đứng trên đám mây. Theo ánh mắt của nàng phán đoán, nàng đúng là tìm chính mình. Khi nàng váy phấn khởi, như tinh thần rơi xuống, đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mắt thời điểm, Lý Thiên Mệnh cảm giác trước mắt chính là một cái sáng chói vật sáng, hào quang của nàng, căn bản là không có cách che giấu. Tinh thần phát sáng bên trong, nàng và Lý Thiên Mệnh ánh mắt, đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, tử tiêu chiến trường bên ngoài, vô số người tuổi trẻ ánh mắt, nhìn chăm chú trên người bọn hắn, lặng ngắt như tờ, sợ nhiễu loạn bọn họ thần dụ công chúa. Xin hỏi công chúa, tìm ta chuyện gì? Lý Thiên Mệnh ngược lại là thoải mái, đụng lên loại này cùng mình đi một loại lộ tuyến nữ tử, hắn gọn gàng mà linh hoạt mở miệng. Cái kia thần dụ công chúa khẽ mở môi đỏ, hỏi. Lâm Phong, nếu như ngươi sau lưng không người lời nói, nguyện ý đến thần diệu hoàng triều A. Ta sẽ vì ngươi, an bài tốt hết thảy. Lời này vừa nói ra, vạn chúng ồn ào. Nguyên lai, cái này bỗng dưng xuất hiện Lâm Phong, thật không thuộc về hai thế lực lớn. Có thể càng khiến người ta cực kỳ hâm mộ, chấn động là, thần dụ công chúa vậy mà tự mình mở miệng nói, sẽ vì hắn an bài tốt hết thảy. Trước mặt mọi người mở miệng, đó cũng không phải là việc nhỏ. Tối thiểu Lý Thiên Mệnh thăng chức rất nhanh, đó là đã định trước. Tử diệu tinh đệ nhất thế lực. Đế tôn chi nữ. Tối thiểu nhất lớn nhất gần một chút năm, thần diệu hoàng triều siêu việt tử tiêu đế cung. Bất quá, người khác cực kỳ hâm mộ về cực kỳ hâm mộ, Lý Thiên Mệnh cũng ước gì có người làm chỗ dựa, không biết sao hắn tại 10 vạn 8 ngàn ức dặm đây. Sau đó chỉ có thể nói, đa tạ công chúa thưởng thức. Ta khả năng không đi được, bởi vì ta sau lưng có người, không thể cô phụ. Câu nói này ra miệng, khá hơn chút người đều vì Lý Thiên Mệnh tiếc hận. Cái này là bỏ lỡ cơ hội thật tốt.
không có việc gì, nhân chi thường tình, sau này còn gặp lại. Cái kia thần dụ công chúa nói xong, ngược lại là không vui không giận, cũng không có gì thất lạc, ngược lại phá lệ vừa vặn. Sau này còn gặp lại. Lý Thiên Mệnh chắp tay. Tạm biệt về sau, nàng liền biến mất rời đi tại tinh quang bên trong. Mà Lý Thiên Mệnh cũng bất quá dừng lại thêm, đi tới Tử Diệu tinh thần tháp. Làm việc. Không bao lâu, Lý Thiên Mệnh lần nữa đứng tại Tử Diệu tinh thần tháp trước đó. Ngẩng đầu nhìn, Tử Diệu tinh thần tháp cao ngất đám mây, tầm mắt đi tới chỗ, cũng chỉ là nó tầng thứ nhất, thứ hai. Cái kia chí cao tầng thứ 9, hoàn toàn không nhìn thấy tại cao bao nhiêu đám mây. 100 cái đế tôn thiên hồn, trật tự thiên tộc, có thể có nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn lên thương thiên, trong lòng vô cùng hướng tới. Tử tinh bảng thứ 5 mục sát, tạm thời không có ứng chiến. Vậy ta liền thử trước một chút cái này Tử Diệu tinh thần tháp, cùng Thanh Thiên Kiều khác nhau. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, cùng một chỗ bước vào trong tháp. Lần này, không lại cần muốn khiêu chiến, càng không dùng mỗi ngày một lần chiến đấu. Làm Tử Diệu tinh, top 100 đệ tử, trên người bọn họ có cạn vầng sáng màu tím, trong đám người liếc một chút đều có thể nhìn đến. Dù là Tử Tiêu chiến trường tranh phong vừa kết thúc, chung quanh đều có không ít người nhận biết, đối bọn hắn quăng tới cực kỳ hâm mộ, sùng kính ánh mắt. Những thứ này Tử Diệu tinh phía trên, cao đẳng chủng tộc, đệ tử, cũng bắt đầu ngửa nhìn bọn họ. Ông, tầng thứ 6, đến. Hào quang rừng rực, chiếu rọi ở trên người. Ngẩng đầu. Có thể nhìn đến vùng thế giới này bên trong, khắp nơi đều là chói mắt ngôi sao màu tím. Mỗi một cái đều to lớn vô biên, giống như là hằng tinh nguyên. Nhưng kỳ thật, đây là thần dương vương cảnh thiên hồn. Tử tinh tướng nhập, thần dương, cũng là thượng thần tu hành vô cùng trọng yếu một bộ. Nghe nói cái kia thần dương vương cảnh, mới có thể mở phát ra, hằng tinh nguyên, uy lực chân chính. Người người như liệt ngày, tụ ánh sáng thành thần. Liền xem như tại hằng tinh nguyên thế giới, vô số trần thế sinh mệnh, có thể tại cả đời bên trong, tu luyện tới thần dương vương cảnh, vậy cũng là đứng đầu cường giả, ngồi phía trên tồn tại. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy cảm giác, bên cạnh hắn, khắp nơi đều là thần dương vương cảnh, đó là bởi vì hắn bây giờ tại Thanh Hồn Kiếm Phong kiếm tu chi địa. Trên thực tế, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục thần dương vương cảnh, đại bộ phận đều tụ tập tại Thanh Hồn Kiếm Phong. Còn lại thành trì, hoang dã bên trong, còn nhiều. Rất nhiều cả một đời, liền thiên tinh luân chi thể đều không thành tựu người. Tinh tướng, thần dương, lại là khác biệt giai cấp. Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 6 thần dương thiên hồn, so sánh Thanh Thiên Kiều, ưu thế không tại tinh thuần, mà ở chỗ số lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái kia cái nóng rực như mặt trời thiên hồn, không nhìn thấy cuối cùng. Mỗi một điểm sáng, đều là đám tiền bối để lại cả đời cảm ngộ, quan sát truyền thừa của bọn hắn thiên hồn. Tựa như là đi theo bọn họ, đi bọn họ cả đời. Bắt đầu đi. Hy vọng xa xôi Tử Diệu tinh các tiền bối, có thể vì ta giải hoặc. Mỗi người trong khi tu luyện cho, phức tạp mà thâm thúy. Muốn ở trong đó thu hoạch được suy nghĩ, kỳ thật đồng dạng không dễ dàng. So sánh thần đan, đốn ngộ, thiên hồn con đường tu hành, ở chỗ nhẫn nại tịch mịch. Mà phương diện này, Lý Thiên Mệnh một mực rất ưu tú. Hắn đắm chìm xuống tới. Hít thở sâu một hơi, quên phiền nhiễu, tương thanh mây đại lục cùng tử tinh bảng khiêu chiến, để ở một bên. Nếu như nói, Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 6, đều đối ta hữu dụng. Vậy ta xác thực rất có cần phải, cầm xuống tử tinh bảng trước 3, thậm chí đệ nhất. Hắn cảm thấy đệ nhất cùng thứ 2, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8, khác nhau đều rất lớn. 3 ngày sau, Tử Tiêu chiến trường truyền đến kình bạo tin tức. Cái kia chính là... Tử tinh bảng thứ 5, thiên tự thần điện, đệ nhất đệ tử, mục sát, quyết định tiếp nhận Lý Thiên Mệnh khiêu chiến. Hắn không chỉ là đệ tam đại thế lực mạnh nhất đệ tử, càng là thiên lang hoàng tộc. Tại thiên tự thần điện, hắn nắm giữ trí cao thân phận. Tử tinh bảng 10 vị trí đầu, mỗi một cái đều là vạn chúng chú mục nhân vật. Bọn họ tại tử tiêu chiến trường quyết đấu, thường thường đều là toàn bộ tử diệu tinh người trẻ tuổi trong lòng màn kịch quan trọng. Trong lúc nhất thời. Hơi có vẻ yên lặng tử tiêu chiến trường, lập tức náo nhiệt. Thậm chí có thật nhiều người, chuyên môn tiến huyễn thiên chi chiến, chuẩn bị quan sát một trận chiến này. Tiểu bối đệ tử trẻ tuổi quyết đấu, tuy nhiên tràng diện phía trên, không như thần dương vương cảnh tiền bối tranh phong, nhưng bọn hắn từng cái đều là tương lai chí tôn nhân vật, thiên phú và lá bài tẩy quyết đấu, kỳ thật càng có ý tứ. Thí dụ như nói,
các loại nghịch thiên cộng sinh thú cùng siêu cấp thức thần. Dù là còn đang trưởng thành kỳ, đều xem chút 10 phần. Mục Sát tiếp nhận thư khiêu chiến về sau, Lý Thiên Mệnh cần tại trong vòng 3 ngày, tiến về Tử Tiêu chiến trường. Tin tức vừa ra, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, đã đi Tử Tiêu chiến trường giành chỗ. Cái này trong tinh không Tử Tiêu chiến trường lại lớn, tại, màn kịch quan trọng, trước mặt, cũng có thể đầy áp. Mọi người, nín hơi mà đối đãi. Lý Thiên Mệnh tại Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 6, đạt được Huyễn Thiên Tinh Linh nhắc nhở. Mục Sát ứng chiến, so hắn trong tưởng tượng tới cũng nhanh. Nhức đầu là, hắn tu hành, đang tại thời kỳ mấu chốt. 2 tháng trầm tư suy nghĩ, bây giờ rốt cuộc tìm được mặt mày. Hắn theo cái này mặt mày đi xuống dưới, tạm thời không tiện lắm gián đoạn. Còn có 3 ngày thời gian, trễ giờ lại đi không sao. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục tại nguyên một đám thần dương thiên hồn bên trong, hấp thu nghịch thiên cải mệnh ý chí. Tuy nhiên hắn biết, không trước tiên đi Tử Tiêu chiến trường, chẳng khác nào đem người xem phơi lấy, sẽ cho người khó chịu. Không có cách nào. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, về tới thần dương thiên hồn trong vòng vây. Hắn cảm giác mệnh kiếp cùng đế hoàng, có chút không giống. Tại quan sát thiên hồn thời điểm, đế hoàng thần ý càng nhiều là trưởng khống, suy nghĩ trấn áp chi pháp, hải nạp bách xuyên, mà mệnh kiếp thiên ý, càng nhiều hơn chính là, cảm động lây, đồng tình, lý giải, lại hoặc là nói, là cộng minh. Lý Thiên Mệnh tìm tới từ mấu chốt. Cái kia chính là cộng minh. Nghịch thiên cải mệnh, thương sinh cộng minh. Thế giới có đẳng cấp, người có mạnh yếu, xuất thân có cao đê quý tiện, tư nguyên có nghiêng về, có người trời sinh đứng trên đám mây, có một đời người đã định trước hèn mọn, mệnh như cỏ rác. Thế mà, hết thảy đều chưa hẳn là đã hình thành thì không thay đổi. Người người đều có cải biến, tăng lên cơ hội, không ngừng có tân tộc quật khởi, bạn cũng người xuống dốc, thế giới đẳng cấp, cũng không có bị khóa chết. Đánh vỡ hiện trạng, bản thân siêu việt, nghịch thiên cải mệnh, là mọi người trong lòng bản năng khát vọng. Mỗi người đều có thể tại cái ý chí này bên trong, tìm tới tâm tình cộng minh. Lý Thiên Mệnh hai mắt nhắm lại, ôm ấp vô số ngôi sao. Nghĩa phụ, Lý Thị Thánh Tộc, đối mặt tiểu mệnh kiếp thời điểm, dũng cảm chống cự, lần lượt cố tìm đường sống trong chỗ chết, loại tinh thần này ý chí, cũng là một loại thế giới pháp tắc bản nguyên đi. Nhớ tới Đông Hoàng cảnh hành trình, đó là Lý Thiên Mệnh nhập môn giai đoạn. Gặp phải dạng này quý nhân, để hắn trong tương lai phấn trong chiến đấu, một mực có không chết không thôi ý chí, đi đến hôm nay. Trộm thiên nhất tộc bỏ mạng kiếp sống, Lý Thị Thánh tộc thí nghiệm phẩm, hết thảy bóng mờ cùng ma chướng, đều cần dùng phá kiếp ý chí, đến đánh vỡ. Nghịch thiên, cải mệnh, thương sinh, cộng minh. Cho nên nói, đế hoàng thần ý khống chế tinh luân nguyên lực, là dựa vào dung hội, trưởng khống. Mà mệnh kiếp thần ý, thông qua cùng tinh luân nguyên lực cộng minh, dung hội đến tinh luân nguyên lực bên trong, đến trưởng khống lực lượng. Cộng minh, là một đầu Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe nói đường. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn muốn thử xem. Hắn toàn thân giới tử bên trong, không tính Đông Hoàng vòng xoáy, thiên tinh luân đã có 5 tầng. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, vĩnh sinh. Cái này tầng 5 hoàn toàn khác biệt tinh luân nguyên lực vòng xoáy, tại ngưng thực Đông Hoàng kiếm, đế hoàng thần ý, cùng hư huyễn thái nhất tháp, mệnh kiếp thiên ý, trưởng khống phía dưới vận chuyển. Ngầm hiểu về sau, Lý Thiên Mệnh theo huyễn thiên chi cảnh đi ra, về tới Tuấn Nam Phong bên trong, bắt đầu bế quan đột phá. Tại ta 5 tầng trời ngôi sao vòng phía trên vị trí này, đế hoàng thần ý cần chính là độc tôn. Mệnh kiếp thiên ý nắm giữ vị trí của nó, cũng sẽ bị trấn áp. Mà mệnh kiếp ý chí bản chất, nó bản nguyên, hẳn là cộng minh. Cho nên, hắn đang nghĩ, có khả năng hay không, đem mệnh kiếp thiên ý, thái nhất tháp, phấn vỡ đi ra, dung hội đến 5 tầng trời ngôi sao vòng bên trong. Không phá thì không xây được, thử một chút. Đây là to gan lớn mật ý nghĩ. Nhưng làm nó xây dựng ở, Lý Thiên Mệnh đối mệnh kiếp thiên ý thông thấu lý giải phía dưới, hắn lại có 100% nắm chắc. Đây chính là không ăn thần đan, thiên hồn. Tự mình suy nghĩ chỗ tốt. Nếu như dựa vào thần đan, thiên hồn, hắn tại đế hoàng thần ý bên cạnh, sáng tạo một cái lực lượng ngang nhau mệnh kiếp thần ý. Cả hai ý chí không phù hợp, lẫn nhau trấn áp. Càng là tu luyện tới cuối cùng, khả năng thì càng không có chỗ tốt. Thậm chí trở ngại Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi tới. Mỗi người tình huống khác biệt. Lý Thiên Mệnh không có nguyên thủy chi môn, càng không phải là thái cổ tà ma loại này ăn thiên hồn dị thú. Thế mà chính vì vậy, hắn cần cù, chấn định,
để hắn tìm được thần ý cùng tồn tại đường tốt nhất. Phá! Mệnh kiếp thiên ý, tiểu mệnh kiếp, đại mệnh kiếp, không đều là không phá thì không xây được sao? Rộng mở trong sáng. Nguyên một đám giới tử bên trong, Lý Thiên Mệnh tại chỗ dùng đế hoàng thần ý, đâm nát mệnh kiếp thiên ý. Đông hoàng kiếm đâm rách chưa thành hình thái nhất tháp. Cộng minh! Nát bấy mệnh kiếp thiên ý, hóa thành xương trắng, sắp tiêu tán. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh năm tầng trời ngôi sao vòng, đều ở sụp đổ trạng thái. Hắn toàn thân giới tử rung động, lực lượng cơ hồ sụp đổ. Loại cảm giác này tự nhiên phá lệ khó chịu. Không người nào dám như thế to gan lớn mật, làm loại này tự hủy vạn lý trường thành sự tình, phàm là để người ta biết, sợ là đều muốn hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Nhưng hắn dám. Hắn đem đầu này nói, thật sự rõ ràng lý giải thấu triệt. Trở về đi, thuế biến. Mới hình thức tồn tại. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng hiện ra, chính mình đi qua đường, bên người tất cả mọi người đánh vỡ vận mệnh ràng buộc cố sự, còn có hắn quan sát qua, đến trăm vạn mà tính đếm được truyền thừa thiên hồn. Tâm tình cộng minh điểm cao nhất, là ý chí cộng minh. Mà ý chí cộng minh, mang đến là thần ý cùng lực lượng cộng minh. Năm tầng trời ngôi sao vòng, ầm vang xoay tròn. Nát bấy mệnh kiếp thiên ý, hóa thành xương trắng. Dung hội đến năm tầng trời ngôi sao vòng bên trong. Ong ong ong. Thế giới quy tắc cùng tinh luân nguyên lực, tại cộng minh bên trong dung hợp. Làm toàn bộ, thái nhất tháp, dung hội đến năm tầng trời ngôi sao vòng bên trong thời điểm, mỗi một tầng ngôi sao vòng, lực lượng của bọn nó kết cấu, phát sinh mới thuế biến. Đây là một loại biến chất. Thiên ý, thần ý, chính là Lý Thiên Mệnh trưởng khống quy tắc, tại thời khắc này, cùng lực lượng thông qua cộng minh, cộng đồng chấn động, hoàn mỹ dung hợp. Cái này năm tầng trời ngôi sao vòng, xem ra, tựa như là một tòa lực lượng chi tháp. Biến chất về sau, cái kia nhìn như biến mất mệnh kiếp thiên ý, cũng đã phát sinh thuế biến. Nó thành thần ý sao? Lý Thiên Mệnh biết, nhất định thành công. Đó là bởi vì mệnh kiếp thiên ý phá nát, mà bạo động tinh luân nguyên lực, giờ phút này hoàn toàn lắng lại. Mà lại, 100% tại Lý Thiên Mệnh trưởng khống dưới, biến đến càng thêm ổn định. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể trưởng khống lực lượng, sẽ chỉ càng nhiều. Mệnh kiếp thiên ý, dung hội tinh luân nguyên lực, biến thành lực lượng chi tháp, thành, mệnh kiếp thần ý. Lực lượng của hắn bố cục, hoàn toàn cải biến. Bất kỳ một cái nào giới tử bên trong, đông hoàng kiếm hình dáng, đế hoàng thần ý, ở trên, năm tầng trời ngôi sao vòng tại hạ, hiện lên tháp hình dáng phân bố, mệnh kiếp thần ý dung hội thiên tinh luân, thông qua cộng minh chấn động, vì Lý Thiên Mệnh ổn định, trưởng khống lực lượng. Mệnh kiếp thần ý cùng đế hoàng thần ý không lại song hùng tịnh lập, mà chính là một cái bên ngoài đại sát tứ phương, một cái ở bên trong vững chắc phẩm chất, kiếm thuẫn hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, có thể xưng tuyệt diệu. Mà lại, năm tầng trời ngôi sao vòng, vốn lại vừa vặn hiện lên tháp hình. Đó là bởi vì, trên cùng luyện ngục thiên tinh luân vốn là nhỏ nhất. Bởi vậy suy ra, cùng ngân trần một dạng vĩnh sinh thiên tinh luân lớn nhất. Cái này cùng bọn chúng hình thể. Hoặc là thái cổ hỗn độn cự thú bản chất có quan hệ. Càng hướng xuống lực lượng càng rộng rãi. Đương nhiên, tổng thể khác biệt cũng không tính lớn. Lớn nhất vĩnh sinh thiên tinh luân, cũng liền chỉ là luyện ngục thiên tinh luân 1,5 lần. Đây tuyệt đối là một cái, lực lượng kinh khủng hệ thống hình thức ban đầu. Lý Thiên Mệnh so sánh trước đây giới tử lực lượng kết cấu, lại nhìn hiện tại kết cấu, hắn chỉ có thể nói, đây tuyệt đối là một lần kết cấu thuế biến. Trên mặt ta thần con đường cơ sở, có thể tính đánh bền chắc a. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cùng người khác khác biệt, cho nên đặt nền móng, muốn khó hơn vô số lần. May mắn, thương thiên không phụ lòng người. Có như thế vững chắc lực lượng hệ thống kết cấu, hắn lại lần nữa hấp thu hằng tinh nguyên lực lượng, không thể không nói, cái này Thanh Vân Đại Lục hằng tinh nguyên, cùng vô thiên chi cảnh tương đối, xác thực kém thật xa. Lý Thiên Mệnh trọn vẹn bổ sung một ngày thời gian. Mới đưa cảnh giới tu vi, tăng lên tới, tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai. Có thể tính thành công. Hắn đứng dậy, sảng khoái tinh thần. Lần tu luyện này, chính là một lần phá lệ trọng yếu đặt nền móng. Phóng ra con đường này, đằng sau thì thông thuận một chút. Nói đến, còn phải cảm tạ Tử Diệu tinh thần tháp, dù là chỉ là tầng thứ sáu. Nghĩ tới đây, hắn biến sắc. Hỏng bét, vội vàng tu luyện, đột phá cảnh giới, ta xuất chiến thời gian. Giống như quá thời gian. Mục sát ứng chiến về sau, Lý Thiên Mệnh có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Kết quả lần này đột phá, 3 ngày đại khái đã qua.
hắn vội vàng dùng thiên vị kết giới, ghi chép một chút mới xây vì, sau đó vội vàng trở lại huyễn thiên chi cảnh. Trực tiếp đi Tử Tiêu chiến trường. Lý Thiên Mệnh đối huyễn thiên tinh linh nói. Được rồi. Quang mang lấp lóe. Chờ một chút, ngươi còn không có cải biến lão tử vị trí, kê ra ta còn tại ngươi chim phía trên. Huỳnh Hỏa một tiếng buồn bã hô, không biết sao thời gian đã không kịp. Tinh quang thiểm diệu bên trong, Lý Thiên Mệnh đi tới Tử Tiêu chiến trường. Ngươi có một đầu đến từ Liễu Hoàn Hoàn nhắn lại, huyễn thiên tinh linh nói. Nói, Liễu Hoàn Hoàn nhắn lại nói, ngươi leo cây, mục sát nổi giận, 5 tỷ người quan chiến nổi giận, ngốc tất. Lý Thiên Mệnh có chút hoảng. Trước mắt tinh quang thôi sán, tiếng thét, đinh tai nhức óc. Cái kia nổ tung tràng diện, để Lý Thiên Mệnh toàn thân đều tại rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tử Tiêu chiến trường bên ngoài, lít nha lít nhít đều là người. Đếm đều đếm không hết. Dù sao so với lần trước, nhiều không chỉ một lượng cấp. Chó viết Lâm Phong. Ta chú lỗ nít của hắn, bị tê giác đỉnh bạo. Người còn không có đứng vững đâu, Lý Thiên Mệnh thiếu chút nữa bị chửi nôn. May mắn không dùng tên thật. Không phải vậy, thì thật mắng đến trên người mình tới. Nguy hiểm thật. Lý Thiên Mệnh giấu trong đám người, tại chen chúc bên trong tới gần Tử Tiêu chiến trường. Cái này quá nhiều người cũng là chuyện tốt, vừa vặn không ai nhận ra hắn, dù sao đại đa số người, đều còn không biết hắn tướng mạo. Cái này ngu xuẩn đang làm gì đồ chơi? Đầu tiên là khí thế hung hăng khiêu chiến, mục sát nghênh chiến về sau, liền bắt đầu ở đây đợi hắn. Kết quả quá thời gian còn chưa tới. Cái này đều siêu 5 canh giờ, ta dựa vào. Hắn là ở bên ngoài đi kéo bệnh trĩ sao, còn không tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Thôi đừng chém gió, tám thành là bức yếu sợ mạnh. Thua thiệt những ngày gần đây, rất nhiều người đem hắn thổi thành, cái thứ hai kỳ tích hiện tại đánh mặt đi. Phun ra, Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi. Thô tục, cái này đều vượt qua 5 canh giờ, đã nhanh đã nửa ngày. Hắn ngược lại là nghĩ biết, cái kia tử tinh bảng thứ 5 thiên lang hoàng tộc, còn đang chờ mình a. Lý Thiên Mệnh dùng cả tay chân, tại một mảnh tiếng mắng bên trong, hướng về Tử Tiêu chiến trường tiến lên. Cũng liền cái này Lâm Phong hiện thực bối cảnh không rõ, bằng không, sớm đã bị người bắt tới, đem trứng đều cho đập sưng. Để hắn hiểu được, Tử Tiêu chiến trường 10 vị trí đầu khiêu chiến, không phải đùa giỡn. Quá độc ác, bất quá có thể lý giải. Dù sao nhiều người như vậy chuyên môn tiến đến thưởng thức, trắng trắng chen lấn 5 canh giờ. Chậm trễ người khác thời gian, đây quả thật là không đúng, cho nên Lý Thiên Mệnh phá lệ điệu thấp, có thể tính chen đến Tử Tiêu chiến trường bên ngoài. Hắn thân thủ vừa chạm vào mò, hắn thì bị nuốt vào. Theo lít nha lít nhít đám người, đi thẳng đến tinh quang thiểm diệu, vầng sáng hội tụ, sáng đến sắp khiến người ta mắt mù Tử Tiêu chiến trường. Không có ý tứ các vị huynh đệ. Tiểu đệ giải quyết một ít chuyện riêng, để mọi người đợi lâu. Lý Thiên Mệnh người đều không thấy rõ chung quanh, liền vội vàng đối chung quanh cái kia lít nha lít nhít đám người nói. Ầm ầm, làm hắn xuất hiện về sau, trong lúc nhất thời, vô số tâm tình phấn khởi Tử Diệu tinh tu luyện giả, gần như đồng thời há mồm nói chuyện, có người thúc giục, có người nhục mạ, có người nói không quan hệ. Những âm thanh này hội tụ vào một chỗ, biến thành tiếng oanh minh âm, cái gì đều nghe không rõ. Nhưng lại giống như là rời núi lấp biển nện ở trên mặt, để Lý Thiên Mệnh có chút đứng không vững. Đã từng đế tinh bảng quyết chiến, Lý Thiên Mệnh quyết đấu vi sinh mặc nhiễm, chú ý nhân số vượt qua hôm nay vô số lần, nhưng có tề thiên chi nhãn, hôm nay, Lý Thiên Mệnh tương đương thì tại trước mặt nhiều người như vậy. Nói thật, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cái này gần trong gang tấc trùng kích, vô số người hô hoán, gào thét, một cái kia cái chiến ý ngút trời nóng rực ánh mắt, toàn bộ thiêu ở trên người. Tự nhiên khiến cho người ngạt thở. Cũng để cho trận chiến đấu này, biến đến nhiệt huyết sôi trào lên. Lâm Phong. Bỗng nhiên, có người sau lưng nói chuyện, thanh âm này phá lệ trầm thấp, tựa như là dã thú gầm nhẹ. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Tại phía sau hắn ngàn mét chỗ, có một người nam tử, ngồi tại một khỏa trên nham thạch lớn. Lý Thiên Mệnh đồng tử co rụt lại. Đây là người, à đúng, quỷ thần tộc, không quá xem như người. Làm nam tử này đứng dậy thời điểm, Lý Thiên Mệnh phát hiện hắn cũng là một cái siêu cấp cự nhân. Hắn cùng, không, hoàn toàn khác biệt. Không cũng là cái gầy gò tên lùn, mà nam tử này thân cao đạt tới 10 mét, như là cự thú một dạng thô to. Trên người hắn hất lên một kiện to lớn trắng như tuyết da gấu, làm hắn đứng lúc thức dậy, cái này da gấu rơi trên mặt đất,
lộ ra hắn cái này một thân như dã thú bắp thịt. Cái kia thô to cánh tay, to con bắp thịt, lạnh lẽo ánh mắt, trắng xám lại như kim nhọn một dạng dựng nên tóc, đều tràn đầy đánh vào thị giác lực. Cái này không xong, nam nhân này, tiểu đệ của hắn đều có thể so thân thể ngươi đều lớn hơn, tự ti mặc cảm đi. Huỳnh Hỏa thoát ly hình xăm, bay đến Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, trách trách vù vù nói. Hổ thẹn cọng lông, hắn lớn như vậy, chỉ có thể chơi heo. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Nói thật quỷ thần tộc hình thể, xác thực không tốt suy nghĩ, có lớn có nhỏ. Lúc trước địa tàng quỷ vương lục mục quỷ thần tộc, đều có thể có cao 4, 5 mét, cho nên trước mắt cái này thiên lang hoàng tộc đạt tới 10 mét, vậy cũng rất bình thường. Ầm ầm, mục sát hướng về hắn đi tới thời điểm, cặp kia chân đạp tại trên mặt đất, vậy mà tạo thành mặt đất chấn động. Liên quan tới quỷ thần tộc, Lý Thiên Mệnh có một chút có thể xác định, tối thiểu nhất tại cùng một chủng loại bên trong, tỉ như thiên lang hoàng tộc, bọn họ hình thể càng lớn, rất có thể nói rõ ăn thú loại huyết nhục thì càng nhiều, thân thể lực lượng thì càng khủng bố. Lúc trước Khương Vô Tâm chỗ lấy biến thành quái vật, có lẽ là bởi vì bản thân hắn là nhân tộc, xuất hiện sai lầm biến hóa. Tỉ như trước mắt vị này, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, cái kia kinh khủng thân thể máu thịt, mang đến trùng kích lực. Lâm Phong. Mục sát tại đi tới thời điểm, kêu nữa một tiếng. Lý Thiên Mệnh có chút sững sờ, bởi vì danh tự thuần túy là đùa giỡn, hắn đều không quen, thường xuyên đều quên đây là tại gọi mình đây. Không có ý tứ a, để cho ngươi chờ lâu, Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Không sao, chỉ cần thực lực của ngươi, sẽ không quá khiến ta thất vọng, có thể cho ta một trận tận hứng tranh đấu, nói như vậy, ta chờ ngươi một năm đều không lỗ. Mục sát thanh âm rất nặng như núi. Lúc nói chuyện, cảm giác chung quanh Sơn Hà đều đang chấn động. Được. Đối phương lời này nghe rất dễ chịu. Xem ra, là chính ta đối thiên lang hoàng tộc có thành kiến, bọn họ đã sớm dung nhập Tử Diệu Tinh, có lẽ đối bọn hắn tới nói, nơi này cũng là nhà của bọn hắn. Đương nhiên, mục sát chính mình không ý kiến, bên ngoài người vây xem, ý kiến cũng lớn. Đánh như tử hắn. Vạn chúng nộ hống. Phơi mọi người năm canh giờ, quá bại nhân phẩm a. Bằng không, có lẽ còn có thể có phần trăm không điểm lẻ loi lẻ một kẻ ủng hộ. Hiện ở đây, có thể có 10 người vì hắn gieo hò, cũng không tệ. Đây đều là bài sơn đảo hải áp lực. Người xem, là có thể trấn áp Lý Thiên Mệnh. Tới, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Đến, mục sát rất là dứt khoát. Tạch tạch tạch, tại mấy trăm triệu người gào rú bên trong, mục sát thân thể, phát sinh vô cùng có đánh vào thị giác lực biến hóa. Quả nhiên. Lại là biến thành sói thủ nhân thân quái vật. Bất quá, hắn biến thân, so bồ đề cùng không đều muốn nổ tung, đó là bởi vì thân thể của hắn, trọn vẹn bành trướng đến 30 mét. Cái kia to lớn bạch lang đứng đầu, đã cùng rất nhiều cộng sinh thú, ở vào một cái mức độ, sắc bén răng sói, dữ tợn thô bạo khuôn mặt, đều cực kỳ dọa người, cái kia cao 30 mét thân thể, tuy nhiên bảo trì người lập, nhưng kỳ thật toàn bộ hóa thú, bao quát tay chân móng vuốt, xem ra đều là lưỡi đao sắc bén. Hàn quang bắn ra bốn phía. Thổ bạo khí huyết, cuốn tới, liền hô hấp đều như tiếng sấm. Ầm ầm. Cùng thức thần tu luyện giả yêu nhã, thần diệu khác biệt, quỷ thần tộc đặc điểm, cũng là như thế thổ bạo, hung hãn, bọn họ ý chí chiến đấu, thường thường đều là mạnh nhất. Cho nên nói, cái này, mục sát, hắn không chỉ là cảnh giới so, không, cao hơn hai giai, trên thực lực, cần phải siêu việt càng nhiều. Mà lại lúc này thời điểm. Hắn chả kéo lấy một cái để người ra đầu tê dại binh khí. Đó là một cái dài đến 20 mét, lang nha bổng. Một cái màu trắng sắt thép gậy gộc phía trên, tràn đầy hơn hai thước lớn lên gai nhọn, mỗi một cây trên mũi nhọn, đều có độc dịch, còn có màu trắng điện xà, ở trong đó quấn quanh, phát ra chói tai tiếng rít âm. Cái này mặc dù chỉ là cấp 5 trật tự thần binh, có thể nhìn cái này tạo hình, quả thực cũng là cộng sinh thú, sát thủ. Quỷ thần tộc bởi vì cần cùng thức thần tu luyện giả, ngự thú sư đối chiến, cho nên bọn họ thường thường cũng sẽ ở trên binh khí bỏ công sức, truy cầu đối cộng sinh thú lực sát thương, dùng cái này thành lập ưu thế của mình. Cái này trật tự thần binh, liền tên là Bách Độc Lôi Sát. Lấy mục sát lực lượng, tinh luân nguyên lực cùng bạo phát lực, đem cái này lang nha bổng nện ở cộng sinh thú trên thân, tầm thường cộng sinh thú, còn thật nhịn không được, mà lại binh khí này trên mũi nhọn, còn có trên trăm loại kịch độc. Đây hết thảy thô bạo, dã man cùng bạo lực, đều là mấy tỷ tử diệu tinh tu luyện giả, vì mục sát gieo hò, cuồng nhiệt nguyên nhân.
ở trong đó có đại lượng thiên tự thần điện đệ tử, vốn là mục sát cuồng nhiệt tín đồ. Nói tóm lại, đối thủ này, so với lúc trước thi triển, vô sinh mộng vũ, vi sinh mặc nhiễm, cũng còn muốn dọa người. Tử Diệu Tinh, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Thiên hạ thứ năm, như thế nào đơn giản. Sau đó mọi người nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn lại có bản lãnh gì, để chiến minh đánh giá, hắn có tư cách đứng tại khiêu chiến vị phía trên. Nghe nói, hắn có 7 kiếm thức thần, một kiếm nghiền ép Hàn Tinh Loan. Hàn Tinh Loan dù sao chỉ có tinh tướng tầng thứ 5, mục sát một bàn tay đều có thể đập chết hắn. Chỉ có thứ nhất, thứ hai tử tiêu đệ tử, có thể trở thành mục sát đối thủ, thứ năm tử tiêu đệ tử Hàn Tinh Loan, không phải một cái cấp bậc. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lý Thiên Mệnh nhất định phải xuất ra làm cho người tin phục lực lượng. Mọi người chờ lấy hắn 7 kiếm thức thần. Dựa theo quy luật, cộng sinh thú có thể huyết thần khế ước, nhưng thức thần nhất định phải trời sinh, cho nên chỉ cần dùng thức thần, cái kia hắn trên bản chất, khẳng định là thức thần tu luyện giả. Thế mà lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh bên người, xuất hiện lại là ngũ đại cộng sinh thú. Quả nhiên, lại là viên mãn đếm được ngũ sinh ngự thú sư. Cái này một số ly kỳ cổ quái, đều là huyết thần khế ước cộng sinh thú. Không thể nào, không thể nào, ta cô lậu quả văn sao. Mọi người nhìn đến không thể tưởng tượng. Trên bả vai hắn cái kia chim, hoặc là nói là tiểu phượng hoàng, xem xét cũng là thái kê, thì khỏi nói. Còn có con mèo kia, ha ha, nó tốt manh, tất sát kỹ là manh manh tiểu quyền quyền sao. Đó là rùa đen vẫn là song đầu long, hình thù cổ quái, cực kỳ lớn. Xem ra rất đần. Còn có một cái cây, thực vật hệ ngự thú sư không đều là thuần sao, cây này xem ra ngược lại là, có như vậy chút ý tứ đi. Cái này là được rồi. Có người lớn tiếng kết luận. Hắn cộng sinh thú kết cấu, phức tạp như vậy, rõ ràng không phải trời sinh, không có khả năng có người như thế cân đối hỗn huyết. Đều dựa vào huyết thần khế ước, chính mình chọn lựa cộng sinh thú, mới có thể hình thù cổ quái. Huyết thần khế ước. Xác suất thành công không phải rất thấp rất thấp. Một lần cả 5 cái. Ngươi tin. Dù sao khai chiến trước, tất cả mọi người rất mê hoặc. Không chỉ là tiểu bối, trưởng bối bên trong, không nghĩ ra khắp nơi đều là. Cái kia con thứ 5 cộng sinh thú là cái gì? Ta tiếp cận, mẫu hoàng hệ, vẫn là kim loại. Tại bọn họ nhìn kỹ giữa, ngân trần 150.000 tiểu ngân chứng, theo Lý Thiên Mệnh trên thân lăn ra ngoài. Từng cái vây quanh mục sát, bắt đầu biến hóa. Tạch tạch tạch, 150.000 ngân sắc bò cạp, trải rộng chiến trường. Cái này kỳ thật, mới là ngân trần trước mắt mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Đây là Lý Thiên Mệnh ngũ đại cộng sinh thú, lần thứ nhất như thế chỉnh tề lộ diện, mang tới đánh vào thị giác lực, xác thực rất lớn. Nhưng mục sát sau khi xem xong, lại có chút khó chịu. Thức thần đâu? Khác cầm những thứ này huyết thần khế ước thối nát đồ chơi, đến lừa gạt ta. Hắn nói, đánh bại ngươi, không cần dùng thức thần. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Mới vừa rồi còn rất hèn mọn, làm sao đột nhiên cuồng đi lên a? Đó là đương nhiên là bởi vì tự tin. Ha ha, mục sát cái kia to lớn đầu sói, nhếch miệng cười một tiếng. Bình thường gặp phải thích trang bức. Ta đều sẽ gọn gàng mà linh hoạt, đem hắn đánh thành thịt nát. Hắn nói. Đinh. Lý Thiên Mệnh tay phải đông hoàng kiếm, trong tay trái quấn quanh lấy đoạt mệnh ngân long. Đây đã là hắn, đối thủ này lớn nhất tôn trọng. Ngay cả như vậy, chế giễu vẫn là không ngừng. Hắn cùng hai mắt, cùng mục sát cái kia to lớn mắt sói, đụng vào nhau. Chiến lửa đốt cháy. Lý Thiên Mệnh rất ưa thích đụng tới quỷ thần tộc, bởi vì dạng này. Liền có thể quang minh chính đại vây công. Hắn hít sâu một hơi. Lên. Một người ngũ thú, để mắt tới cái kia thân cao 30 mét quỷ thần tộc, liên thủ trùng kích. Ầm ầm. Mục sát trước tiến chiến trường, đem chiến trường này tuyển định làm nham thạch hoang mạc hoàn cảnh, làm hắn cái kia tràn ngập lực bộc phát thân thể, trà đạp ở trên mặt đất thời khắc, đại địa phía trên, trực tiếp nứt toác ra hình lưới vết nứt. Xì 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 xì. Toàn bộ tử tiêu chiến trường bên trong. Sinh ra vô số thương tia chớp màu trắng, trên bầu trời mây trắng hội tụ, những thứ này, mây trắng, kỳ thật chính là tia chớp màu trắng lôi đình tụ hợp thể. Rầm rầm rầm, thô to màu trắng lôi trụ, đánh vào mục sát trên thân, làm đến trên thân thể của hắn, quấn quanh lấy vạn quân lôi đình, một cái đường kính tối thiểu 50 mét lôi điện bóng, đem thân thể chìm ngập, hình thành có thể chế tạo lực sát thương lôi đình hộ thuẫn,
làm đến cái này khua tay lang nha bổng hắn, xem ra càng thêm nổ tung. Mèo. Đã đối phương có lôi đình thuộc tính, Lý Thiên Mệnh tự nhiên để Miêu Miêu lên trước. Đen trắng lôi đình quyết đấu. Vạn chúng chú mục bên trong, cái kia tiểu mèo đen đột nhiên hóa thành đế ma hỗn độn, cửu trọng hỗn độn lôi giới hộ thể, màu đen lôi đình bôn tẩu, vô số điện xà theo thương thiên hội tụ, theo mặt đất chui ra, hội tụ tại Miêu Miêu trên thân, một chiêu thần thông, hồn thiên điện ngục, hình thành đường kính vài trăm mét màu đen lôi đình vòng xoáy, từ trên trời giáng xuống rơi, ầm vang đập vào mục sát trên thân. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, điện xà dây dưa, lôi đình nổ tung, chướng mắt lôi quang bao phủ thiên địa, dẫn bạo toàn trường. Tại cái này va chạm bên trong, mục sát trên người màu trắng lôi đình tán loạn, bị hắc sắc lôi đình chìm ngập, bản thân hắn đồng thời bị đánh bay đập xuống đất, cái này chứng minh nắm giữ vạn giới lôi bạo Miêu Miêu, dù là tinh luân nguyên lực không bằng đối thủ, nó thần thông, vẫn có thể áp chế cái này thiên lang hoàng tộc. Có ý tứ. Mục sát thân thể tuy nhiên to lớn, nhưng là phá lệ mạnh mẽ, đang bay ra về sau, hắn cấp tốc đứng vững, trên thân cái kia sụp đổ lôi đình hộ thuẫn, lập tức một lần nữa ngưng kết, có thể nhìn đến, bởi vì hắn nhục thân cường độ khoa trương, lần này cũng không có thụ thương. Lôi uyên bá thể. Trên trời màu trắng vân lôi, còn tại hội tụ huyết nhục của hắn, để hắn toàn thân lông tóc phía trên, mỗi một cây đều quấn quanh lấy lôi đình. Đây cũng là quỷ thần thần thông uy lực, bọn họ chiến đấu cá thể tuy nhiên thiếu. Có thể chỗ có bản lĩnh tề tụ một thân, làm đến bọn hắn xem ra, cơ hồ hoàn mỹ. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, Lam Hoàng đã bổ nhào trước mặt hắn, cái kia tinh ma chi kiếm đuôi rồng, đột nhiên hất lên, hình thành khai thiên thế giới chảm, bổ về phía mục sát. Cút. Mục sát đột nhiên bạo khởi, thô to hai tay nắm ở cái kia bách độc lôi sát lang nha bổng, cự lực mãnh liệt quất, cái kia tràn đầy gai nhọn, kịch độc lang nha bổng, cùng Lam Hoàng tinh ma chi kiếm giết cùng một chỗ. Dù là nhục thể của hắn cường độ, chưa hẳn có thể cùng Lam Hoang so sánh, có thể tinh luân nguyên lực mạnh hơn tình huống dưới, vẫn tát bay một kiếm này, để Lam Hoang ngã lăn xuống đất phía trên. Ong ong ong, tinh thần lập lòe. Hắn, lang độc tinh tướng, bắt đầu thi triển, trong lúc nhất thời màu tái nhợt tinh hải bao phủ chiến trường, những cái kia chung quanh thân thể màu trắng điểm sao, đều chính là tinh tướng chi độc, lúc này thời điểm vậy mà hướng về Lý Thiên Mệnh thân thể của bọn hắn vào tới, một khi phụ thân. Tất nhiên thân chúng kịch độc. Huyễn thiên chi cảnh, dù sao cũng là huyễn thiên chi cảnh a. Không nói Lý Thiên Mệnh hỗn độn tinh tướng, chính là Lam Hoang bọn chúng thanh linh tháp, hiệu quả cũng không tiện. Nơi này chiến đấu lộ ra càng máy móc một số, trên cơ bản đều là vĩnh hằng huyễn thiên kết giới uy lực phán định, dạng này Lý Thiên Mệnh sẽ có rất nhiều thua thiệt địa phương, tỉ như có chút va chạm, hắn rõ ràng có thể chịu nổi, có thể chiến trường này phán định hắn chịu không được. Tốc chiến tốc thắng. Tại Lam Hoang một lần nữa lúc bò dậy, Lý Thiên Mệnh bọn họ vây công, theo bốn phương tám hướng lại lần nữa áp chế. Ông, mục sát rất nhiều một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí khái, hắn mắt lộ bế nghễ chi sắc, bắp thịt cả người bạo khởi, thân thể lập lòe ở giữa, thần thông thiên tinh phong quang lôi bạo, thi triển. Trong lúc nhất thời, tinh quang, bạo phong, lôi đình, tụ hợp lại cùng nhau, hình thành thần thông bạo phát, lấy hắn làm trung tâm bao phủ lái đi. Đem dọc theo đường nham thạch cát bụi, toàn bộ xé rách thành bụi phấn. Chói mắt thảm bạch sắc quang mang lập lòe chiến trường, để rất nhiều người nhìn không được nhắm mắt lại, đồng thời cái kia thanh âm điếc tai nhức óc, cũng để rất nhiều người bưng bít lấy lỗ tai. Ầm ầm. Một chiêu này tinh tướng thần cảnh cấp 7 thần thông uy lực, đem huỳnh hỏa, miêu miêu thần thông đánh nát, đồng thời cũng đem Lý Thiên Mệnh cùng Lam Hoang, tiên tiên ép ra, chỉ có thể lùi lại. Dưới tình huống bình thường, Lý Thiên Mệnh có thanh linh tháp, cái này thần thông oanh ở trên người, không gây thương tổn trở ngại, thế nhưng là tại cái này huyễn thiên chi cảnh, hắn phát hiện mình tựa hồ bị phán định thụ thương. Ngươi, cứ như vậy. Mục sát phung vẩy bách độc lôi sát, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng lóe lên, tay trái đoạt mệnh ngân long mãnh liệt vãi ra, cái kia 10.000 mét lớn lên ngân long trong nháy mắt đâm về phía mục sát ánh mắt, mục sát né tránh đi. Vạn vạn không nghĩ đến cái kia đoạt mệnh ngân long vậy mà lượn vòng, trực tiếp quấn ở phần eo của hắn, trên đó gai bạc cùng lưỡi đao, toàn bộ đâm vào huyết nhục bên trong. Cái quái gì? Mục sát cũng không nhận ra cái này cấp 7 trật tự thần binh, thân thủ liền muốn đem binh khí này bẻ gãy, nhưng hắn tính sai. Cứng như vậy, cấp 7. Mục sát biến sắc. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh đem cái này đoạt mệnh ngân long một chỗ khác, quấn quanh ở Lam Hoang trên thân. Cái này cự thú không khỏi giải thích,
trực tiếp bắt đầu ra bên ngoài phi nước đại, mục sát một chút không có đứng vững, hung hăng đập xuống đất. Có điều hắn lực lượng bá đạo, xoay người mà lên, chết đứng trên mặt đất, hai tay giữ chặt cái này sắc bén xiềng xích, vậy mà kéo lại Lam Hoang. Tạch tạch tạch, bàn tay của hắn tất cả đều là huyết. Cái này tuy nhiên không phải thật sự huyết, thế nhưng sẽ để cho mục sát cảm nhận được nhói nhói, hắn một cái tay kéo lại Lam Hoang, một cái tay khác muốn quất mở đoạt mệnh ngân long nút chết, có thể nằm trong loại trạng thái này, rõ ràng tương đương hắn bị dây dưa kéo lại, cái này trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều giết tới. Vây công, ăn lão tử một kiếm. Huỳnh Hỏa ở sau lưng thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Phốc phốc phốc. Tiên tiên thánh quang đằng mạn, theo trên mặt đất chui ra, đem mục sát chói gô, còn có cái kia mang theo mạn châu sa hoa cành lá, đồng dạng quấn quanh ở trên người hắn, kiếm hình cánh hoa trực tiếp đâm vào hắn trên thân, đồng dạng có thể hút máu. Cút! Mục sát nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi đình nổ tung, một lần nữa thần thông, thiên tinh phong quang lôi bạo, đem trên người hắn quấn quanh tiên tiên cảnh toàn bộ vỡ nát, đồng thời lôi đình ngưng tụ, ngăn trở không đáng chú ý Huỳnh Hỏa. Mặt khác hắn có thể tính giải khai đoạt mệnh ngân long, khôi phục tự do. Oanh! Mục sát bị cuốn lấy rất phiền muộn, trong lòng hỏa khí bạo khởi, chính muốn phản kích, hắn sau lưng ngọn lửa kia chim nhỏ quay người lại giết tới, chỉ thấy nó đột nhiên vung ra toàn thân lông vũ, những cái kia lông vũ như vạn kiếm đâm xuyên mà đến. Ha ha! Mục sát đối với cái này có chút chẳng thèm ngó tới, lại vạn vạn không nghĩ đến, cái kia phần thiên vũ linh trực tiếp đâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Nho nhỏ như lưỡi dao một dạng toàn bộ giáp tại cơ thể của hắn bên trong, đây là huyễn thiên chi cảnh không quá có thể biết khác thần hỏa kiếp vũ trụ hỏa nhận kết quả, không phải vậy có thể đâm càng sâu. Cái này lại là cái gì? Sau một khắc, sắc mặt hắn biến hóa, chỉ thấy trên người hắn, không biết chừng nào thì bắt đầu, bò đầy màu bạc kim loại chi chu, cái kia 150.000 chi chu đồng thời sử dụng vô lượng sợi bạc, trong nháy mắt vô số như là sợi tóc một dạng tơ kim loại tuyến. Đem mục sát trực tiếp buộc chặt thành một cái tuyến đoàn. Phốc phốc phốc. Mục sát vừa dùng lực, những cái kia vô cùng lượng sợi bạc, đem thân thể, lại lần nữa đâu ra đại lượng máu tươi. Hắn sắp điên rồi. Từ đầu tới đuôi, cũng còn không có đụng tới Lý Thiên Mệnh, đầu tiên là đoạt mệnh ngân long, sau đó là thánh quang đằng mạn cùng mạn châu sa hoa, hiện tại lại bị cái này tơ kim loại tuyến cuốn lấy, toàn bộ đều là khống chế thủ đoạn. Cái này vẫn chưa xong. Vô lượng sợi bạc sau khi ói xong, những cái kia đập đều đập không sạch sẽ chi chu, vậy mà biến hóa thành bọ cạp, những bọ cạp này toàn bộ bò tới huyết nhục của hắn phía trên, cái kia đuôi bọ cạp trực tiếp vào huyết nhục, kim loại độc tố điên cuồng tuôn hướng mục sát thân thể. Da của hắn tầng ngoài, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành kim loại sắt thép, bị độc này bọ cạp cho đồng hóa, tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ có thể biến thành một tòa kim loại pho tượng mà chết rồi. Tạch tạch tạch. Vô lượng sợi bạc, bò cạp, triệt để mục sát bị cáo đến sụp đổ. Cả người hắn trên thân, đều là côn trùng. Bạo, một chiêu, chảm ma điện ngục, thần thông, rốt cục xé rách vô lượng sợi bạc, đồng thời đem trên thân những thứ này kim loại côn trùng hóa thành cho tàn, tương đương với hắn tối thiểu tiêu diệt Lý Thiên Mệnh 5-6 vạn ngân trần, cái này đã chứng minh tử tinh bảng thứ 5 cường đại. Nhưng, ngân trần là bất tử, nó sẽ chỉ số lượng giảm bớt. Mà lại đây là huyễn thiên chi cảnh. Chết cũng không phải thật chết. Mượn nhờ ngân trần sáng tạo cơ hội, Lam Hoang lại lần nữa xuất hiện, cái kia lớn như vậy đầu rồng cắn mục sát, cắn một cái vào đầu, cắn một cái vào bụng, cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa Cửu Long Thiên Kiếp kiếm theo ót của hắn đâm vào đi, miêu miêu thì theo thần thông quét rớt mục sát lội uyên bá thể. Lấy nhiều khi ít, ta không phục. Mục sát tại cái này thời khắc cuối cùng, nói ra một câu vô cùng làm cười. Không phục kìm nén. Mắt thấy hắn lại muốn bạo khởi. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể quét ngang Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, có thể bên này ngự thú sư còn không có xuất thủ đây. Phốc phốc phốc, đoạt mệnh ngân long lại lần nữa giết ra, cái này có thể so sánh vô lượng sợi bạc còn khó hơn đoạt. Mục sát lần nữa bị cuốn lấy. Chết! Lý Thiên Mệnh hai tay nắm ở Đông Hoàng Đại Kiếm, từ trên trời giáng xuống. Mục sát đối thủ này, nhục thể của hắn kiên cường đến Huỳnh Hỏa một kiếm, đâm vào trên đầu của hắn. Đều không có thể giết chết hắn, chỉ có thể đổi Lý Thiên Mệnh tới. Bốn kiếm dung hợp, tứ đại thần long, dung hội một thể, hình thành ngập trời một kiếm, từ trên trời giáng xuống, như là sao chổi một dạng hạ xuống, hung hăng đâm vào mục sát ở ngực. Phốc phốc, Đông Hoàng kiếm đem máu thịt xuyên thủng. Ngươi, mục sát gầm thét, bởi vì trái tim vỡ nát,
thân thể còn bị đoạt mệnh ngân long giết đến 7/8 nứt, cho nên bị triệt để phán định chiến bại. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu, luôn có một loại toàn thân có lực lại không chỗ sử dụng cảm giác, có thể nói, thua biệt khuất. Nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, ngự thú sư vốn liền có thể vây công. Hắn trước kia từ trước tới giờ không sợ ngự thú sư, còn nhiều cộng sinh thú, để hắn từng cái đánh tan, tại chỗ chém giết. Mục sát, đừng quên, ta còn không có dùng thức thần đây. Tại hắn tan thành mây khói thời điểm, Lý Thiên Mệnh nói ra. Tốt a, ngươi xác thực mạnh, ta chịu phục. Về sau ngươi tử tinh bảng thứ 5, mục sát cuối cùng cúi đầu. Thứ 5, xem thường ai đây, Lý Thiên Mệnh cười nói. Mục sát ngơ ngác nhìn hắn cái này vẻ hoàn toàn tự tin, có chút im lặng, lại có chút thán phục. Nơi này là huyễn thiên chi cảnh, rất nhiều thủ đoạn không thể dùng, hiện thực thế giới, ngươi chưa hẳn có thể đánh thắng ta, ngươi có thời gian, đến hiện thực ước chiến, đau thật thương thật. Mục sát cắn răng nói. Được. Lý Thiên Mệnh lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Hiện thực thế giới, nếu là hắn 10 kiếm thức thần ra, còn có hỗn độn tinh tướng, thanh linh tháp, căn bản không có cái này mục sát sự tình gì. Ầm ầm, mục sát biến mất. Toàn bộ tử tiêu chiến trường, chỉ còn lại có Lý Thiên Mệnh một người, quang mang lập lòe. Ngẩng đầu nhìn lên, 10 tỷ ánh mắt quang mang, chiếu rọi ở trên người hắn. Tử tiêu chiến trường hết thảy, cần phải từ chiến minh, tại khống chế. Cho nên mà bây giờ, mục sát làm người chiến bại, đã bị loại, Lý Thiên Mệnh vẫn còn tại chiến trường chính giữa vị trí, tiếp nhận vạn chúng chú mục lễ. Ngẩng đầu, trên trời tử sắc tinh quang thiểm diệu. Đó là, vòng xoáy, hình dáng tử tinh bảng. Tử tinh bảng đệ nhất, ở vào chính trung ương, quang hoa vạn trượng, hai bên là thứ hai, thứ ba, như là tả hữu hộ pháp. Chung quanh lại có 7 cái, 10 vị trí đầu. Cho dù là hạng tư đến hạng 10, tên của bọn hắn, xem ra đều lớn như cự thú. Một cái tên, đỉnh người khác mấy trăm. Giờ phút này, cái này tử tinh bảng thứ 5, một cái toàn tên mới sinh ra, lập lòe trong đó. Đó chính là, Lâm Phong. Một cái để Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười tên. Hắn meo, sớm biết có thể tại tử diệu tinh như thế phong cảnh, ta cái kia thủ một cái bá đạo tên, tỉ như Triệu Nhật Thiên loại hình. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, mục sát tên, cũng không có thối lui đến 25. Mà chính là rơi xuống thứ 6. Cái này dẫn đến ban đầu hạng 10, rơi ra 10 vị trí đầu. Đây có lẽ là tử tinh bảng, nhằm vào 10 vị trí đầu đặc thù quy tắc. 10 vị trí đầu bên ngoài chiến đấu, đều là bài danh đổi chỗ. Cứ như vậy, mục sát thua, chỉ là rơi một cái bài danh, còn có thể tử diệu tinh thần tháp để thất trọng tu luyện. Có thể hạng 10 lại muốn khóc. Nhưng cái này rất công bình. Muốn không phải 10 vị trí đầu bên trong kém nhất. Như thế nào xếp hạng thứ 10? Muốn không bị đào thải, nếu có thực lực, liền có thể đi lên phía trước. Dán tại thứ 10, bản thân liền là mạo hiểm. Tử tinh bảng thứ 5. Đây chỉ là Lý Thiên Mệnh ban đầu mục tiêu. Bước kế tiếp, khiêu chiến trước 3. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trước 3 tên. Đó là lớn nhất lập lòe 3 cái tên, quả thực có thể chọc mù hai mắt. Trong đó, thần diệu Hoàng Triều, thần dụ công chúa, bài danh thứ 3. Nhớ tới lúc đó mời chính mình thêm vào thần diệu hoàng triều tao nhã nữ tử, Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ là, muốn khiêu chiến nàng sao? Chỉ nàng đi, dù sao ta phải vào trước 3, nàng thì nhất định muốn rớt xuống thứ 4. Lâm Tiêu Tiêu gần nhất đều tiến tới khiêu chiến tử tinh bảng. Ba người bọn hắn mục tiêu, thế nhưng là chiếm cứ tử tinh bảng trước 3. Lý Thiên Mệnh không vội mà khởi xướng khiêu chiến. Hắn ngược lại là nghĩ lui ra cái này tử tiêu chiến trường, nhưng bây giờ... Hắn chả đang tiếp thụ vạn chúng chú mục. Tựa như là một con khỉ, bị vô số người vây xem. Tử tiêu chiến trường bên ngoài. Vô cùng bát ngát phạm vi bên trong, mấy tỷ người đều xôi trào. Tử diệu tinh đại đa số tiểu bối đệ tử, cơ hồ đều đến nơi này, chứng kiến cái này Lâm Phong tránh thức quật khởi nhất chiến. Mục sát hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mục sát là thiên tự thần điện đệ nhất đệ tử, tử tinh bảng phía trên, tại hắn trước sau. Đều là thần diệu hoàng triều cùng tử tiêu đế cung đệ tử, cái này Lâm Phong, đến cùng là cái gì xuất thân a? Người nào bồi dưỡng được quái vật? Bởi vì hắn xuất thân ẩn nấp, càng có hơn đề tài. Dạng này bỗng dưng xuất hiện người, mọi người chỉ có thể nghi hoặc, rung động. Rõ ràng là thức thần tu luyện giả, lại dùng cộng sinh thú đánh bại quỷ thần. Thật sự là tuyệt. Không biết, hắn là không có thể khiêu chiến trước 3.
đệ tử như vậy, cũng liền Thần Diệu Hoàng Triều cùng Tử Tiêu Đế Cung mới có thể chịu đựng được a. Muốn ta nói, nếu như xuất thân của hắn, thật không phải là cái này hai thế lực lớn, như vậy tiếp đó, hai thế lực lớn, rất có thể quay chung quanh hắn, tiến hành một trận tranh đoạt. Đúng. Hắn đánh bại Hàn Tinh Loan, lại cự tuyệt thần dụ công chúa, thú vị. Trước đó có người nói, hắn là tử tinh bảng, cái thứ hai kỳ tích, hiện tại xem xét, quả thật như thế. Cổ thần tượng lần kia, còn không tính là gì. Tử tinh bảng thứ năm chi chiến, mới tính để Lâm Phong cái tên này, tránh thức dẫn nổ Tử Diệu Tinh. Trong đám người, Liễu Hoàn Hoàn, Liễu Huyên Huyên vội vàng mà đến. Làm gì đâu? Trong đám người, Liễu Hoàn Hoàn quay đầu. Các chủ muốn gặp ngươi, mau đi ra. Hắn muốn hỏi Lâm Phong sự tình. Liễu Huyên Huyên nói. Đều kinh động các chủ sao? Liễu Hoàn Hoàn có chút choáng, nàng đã bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Nói nhảm, Tử Tiêu Đế Cung bên kia tìm tới các chủ, người phối hợp điểm, bọn họ gặp ngươi cùng Lâm Phong quan hệ tốt, có thể sẽ thông qua ngươi, để Lâm Phong đi bọn họ chỗ đó, người hẳn phải biết, chúng ta Huyền Tiên Các, là Tử Tiêu Phái, thế lực A. Liễu Huyên Huyên nói. Phiền đây. Tử Diệu Tinh phía trên, đại đa số thế lực đều phân công khác. Cái kia chính là Tử Tiêu Phái cùng Thần Diệu Phái. Đoán chừng Lâm Phong chính mình cũng không biết, làm biểu hiện của hắn, vượt qua một cái hạn độ thời điểm, là có thể gây nên rất nhiều biến hóa dây chuyền. Có điều, ta vẫn là phải tôn trọng chính hắn. Liễu Hoàn Hoàn tâm lý mặc niệm lấy, theo Liễu Huyên Huyên rời đi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia Tử Tiêu chiến trường bên trong thiếu niên, đã đứng ở đám mây. Hắn giống như cách mình loại này, người bình thường, rất rất xa. Tử Tiêu chiến trường phía trên, có rất nhiều tinh quang phòng nhỏ. Đó là chỉ có thân phận tôn quý người, mới có thể đi vào, khoảng cách gần quan chiến địa phương. Thì ở trong đó một gian tinh quang trong phòng nhỏ, quang ảnh trùng điệp ở giữa, đứng đấy hai người. Trong đó một vị nữ tử, thân hình thướt tha, thon dài. Nàng người mặc tím ngôi sao màu trắng váy dài, đầu đội kim sắc vật trang sức, cái kia cạn hào quang màu vàng óng gợn sóng tóc dài, rủ xuống ở trước ngực. Sợi tóc trong khe hở, cơ da như tuyết thuần trắng, non mềm mượt mà, vô cùng mịn màng. Cái kia gần như hoàn mỹ trên mặt, cái kia thâm thúy mà cao lạnh hai mắt, chính ngắm nhìn Tử Tiêu chiến trường phía trên thiếu niên tóc trắng xuất thần. Nàng chính là Thần Dụ công chúa. Tại cái này Thần Dụ công chúa bên người, còn đứng lấy một người trung niên. Trung niên nhân người mặc hắc trường bào màu vàng óng, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, hai mảnh bờ môi lại mỏng vừa dài. Trong bóng tối hai mắt tinh quang loạn bốc lên. Giờ phút này, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, nói, phát hiện không có. Cùng hắn tương tự như vậy. Diệp Thần. Thần Dụ công chúa môi đỏ khẽ mở, nói ra hai chữ này. Đúng. Tên đều như thế quê mùa, thật sao? Thần Dụ công chúa cười một tiếng. Cái này cũng là một mặt đi, còn lại chỗ tương tự, nói thí dụ như, mạc danh kỳ diệu xuất thân, ngẫu nhiên đạt được tạo hóa, nhất phi trùng thiên. Còn có thực chất bên trong, một loại giảo hoạt ngạo khí, tinh thông tính toán, còn có chút tiểu phôi, sẽ dùng quê mùa cục mịch phương thức, lấy nữ hài niềm vui, tướng mạo rất có nữ nhân duyên, có thể để ngươi dạng này cao ngạo hài tử vì hắn, quê mùa, mà tâm động. Nói trắng ra là, đó chính là giã truyền trong tiểu thuyết tiêu chuẩn nhân vật chính, chuyên phối dung mạo nghiêng tuyệt thiên hạ công chúa. Trung niên cười nói, Hoàng Thúc nói đùa, chúng ta cần một người. Đem, Diệp Thần, lưu tại Thần Diệu Hoàng Triều, chỉ là người này đúng lúc là ta mà thôi. Mà lại, hắn vốn là thiên chi kiêu tử, cũng rất có mị lực. Thần Dụ công chúa nói, lấy nàng dạng này, cao quý, người, nói lên người kia nhóm trong miệng, cái thứ nhất kỳ thích, trên mặt mang đều là nụ cười. Giống như người kia, có thể làm cho nàng dạng này không thể xâm phạm nữ tử, biến thành một cái tiểu nữ nhân. Hắn hiện tại cảnh giới gì? Trung niên nhân nhàn nhạt hỏi. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, Thần Dụ công chúa nói. Ngươi thì sao? Cấp thứ 8, Thần Dụ công chúa nói. Tầng thứ 5, liền có thể trèo lên đỉnh tử tinh bảng, áp chế ngươi một đầu, để người trong thiên hạ nghĩ lầm hắn đã tinh tướng thần cảnh cấp 9. Kỳ tích như thế này, xác thực đáng giá xứng với hắn địa vị bây giờ, xứng với ngươi dạng này, công chúa. Trung niên nhân nói. Hoàng Thúc, chúng ta quan hệ. Còn chưa tới một bước kia đây. Thần Dụ công chúa thấp giọng nói. Không sai, chậm rãi treo, nếu để hắn tới tay, liền không có quá nhiều mới mẻ cảm giác, người đối cám dỗ của hắn, liền không có mạnh như vậy.
Trung niên nhân nói. Hoàng thúc, vậy ngươi thì xem thường ta. Hắn đời này, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trừ phi, hắn không được. Thần dụ công chúa nói. Có cái kia mấy cái cộng sinh thú tại, cái này, tiêu chuẩn nhân vật chính, rất không có khả năng không được. Trong lòng ngươi thuần túy điểm, hắn không ngu ngốc, như quá tận lực, là có thể cảm nhận được. Trung niên nhân nói. Minh bạch, thần dụ công chúa gật đầu. Phải tất yếu để cái này tử tinh bảng đệ nhất, khăng khăng một mực, vì ta thần diệu hoàng triều, cống hiến cuộc đời của hắn. Trung niên nhân nói. Có thể dựa theo nhân vật chính hình thức, hắn cuối cùng không cần phải thủ thay chúng ta, thần diệu tộc, trở bàn tay khống thần diệu hoàng triều sao? Thần dụ công chúa mỉm cười nói. Người cái này sai, hắn sau lưng không có một ai, không cha không mẹ, coi như có thể thành đế tôn, đều cuối cùng sẽ chết. Mà ngươi cùng con gái của hắn, chỉ cần nắm giữ thần tuyền, cái kia vẫn là chúng ta thần diệu tộc, chúng ta truyền thừa, vĩnh viễn sẽ không đoạn, sẽ chỉ càng mạnh. Trung niên nhân nói. Đã hiểu. Nói thật, ngươi yêu hắn sao? Trung niên nhân hỏi. Thích a, bất quá, ta càng thích thần diệu hoàng triều, càng yêu ta tộc. Mà lại hai cái này, cũng không xung đột, thần dụ công chúa nói.